Chào các bạn, rất vui khi được chia sẻ niềm đam mê của mình với các bạn và mong muốn mang đến cho mọi người những phút giây thư giãn và tràn đầy niềm vui. Nếu thấy video thú vị và hữu ích, hãy like, share và đăng ký để ủng hộ kênh của mình. Sự ủng hộ của các bạn là động lực để kênh phát triển và tạo ra nhiều nội dung tốt hơn trong tương lai. Cảm ơn các bạn. 21, chương 401, cơ hội khó được, nhất định phải trân quý. Đông Cung. Tiểu Phụng Hoàng mang theo nhiệm vụ bay đến Đông Cung về sau, đối phía dưới hô, phế thái tử đâu, cho Phượng Gia ra tới, ngồi tại thư phòng tiêu mạch thành nghe phía bên ngoài tiếng la, sắc mặt nháy mắt trở nên xanh xám, hắn nắm chặt hai tay, giận không kềm được nói, cái này Tiểu Phụng Hoàng, quả thực là rất đáng hận, Tiểu Thuận tử mấp máy môi, Điện Hạ không cần thiết tức giận, đừng quên ngày mai, đại sự, tiêu mạch thành nhắm lại hai con ngươi, đem lửa giận trong lòng ép xuống đi đi ra xem một chút tiểu phụng hoàng nhìn xem tiêu mạch thành sau khi ra ngoài trào phúng nói không giả điên rồi tiêu mạch thành ngươi liền phách lối đi chờ bản cung đoạt lấy hoàng vị cái thứ nhất thu thập ngươi hắn lạnh giọng nói ra nói một chút đi ngươi hôm nay tới làm cái gì tiểu phụng hoàng nháy một chút con mắt ngữ khí đắc ý nói ngày mai đăng cơ đại điển nhà ta hoàng thượng mời ngươi đi xem lễ cái gì xem lễ Tiêu Mạch Thành trên mặt hiện lên một tia mừng thầm, vừa mới hắn còn đang vì ra Đông cung mà phiền não, cái này đến cơ hội, Tiêu Thừa Cẩn, đây chính là ngươi mời bản cung đi, nghĩ đến chỗ này, Tiêu Mạch Thành cố ý sụ mặt nói ra, trở về nói cho nhà ngươi hoàng thượng, đã hắn mời bản cung đi xem lễ, bản cung nhất định sẽ đi. Tiểu Phụng Hoàng cười đắc ý, một lời đã định, cơ hội khó được, nhất định phải trân quý. Tiểu Phụng Hoàng nói xong, dương cánh bay đi, Tiêu Mạch Thành cùng Tiểu Thuận tử liếc nhau, Tiểu Phụng Hoàng là có ý gì, đi thư phòng. Tiêu Mạch Thành bước nhanh đi hướng thư phòng, Tiểu Thuận tử tiến vào thư phòng về sau, tranh thủ thời gian đóng cửa phòng. Tiêu Mạch Thành tại thư phòng đi qua đi lại, Tiểu Thuận tử, chẳng lẽ chúng ta kế hoạch tiết lộ phong thanh, Tiểu Thuận tử trầm mặt một lát, an ủi, điện hạ, lần này kế hoạch rất chu đáo chặt chẽ, sẽ không tiết lộ phong thanh, mà lại, Đô Tài cảm thấy kia Tiểu Phụng Hoàng chính là thuận miệng nói, không có ý tứ gì khác. Tiêu Mạch Thành nghe Tiểu Thuận Tử, bối rối không yên tâm dần dần bình phục lại, hắn ở trong lòng âm thầm cầu nguyện, ngày mai nhất định sẽ thành công. Trốn ở tẩm điện phía sau cửa đường thi họa nghe Tiểu Phụng Hoàng, nhíu nhíu mày lại, cái gì? Tiêu thừa cẩn mời điện hạ đi xem lễ, nàng ra tẩm điện về sau, thẳng đến thư phòng, thùng thùng tiếng Đường Thi Họa đẩy cửa tiến vào thư phòng về sau, mặt mũi tràn đầy khẩn trương nói, điện hạ, xem lễ một chuyện sẽ có hay không có khác âm mưu. Tiêu Mạch Thành đứng dậy đi vào đường thi họa bên người, họa nhi, ngươi đừng lo lắng, nhạc phụ đại nhân tối hôm qua đưa tới tin tức, đã thu xếp thỏa đáng, ngày mai đăng cơ đại điển, ta sẽ đích thân chính tay đâm tiêu thừa cẩn. Đường thi họa nghe lời nói này, hơi thở dài một hơi, có điều, nàng vẫn là không yên lòng dặn dò, điện hạ, chúng ta người ít, ngày mai nhất định phải cẩn thận làm việc, nếu là cơ hội thành công rất nhỏ, liền tạm thời không muốn. Hành động, vạn nhất thất bại, toàn bộ xong đời, tiêu mạch thành nhẹ gật đầu, họa nhi yên tâm, ta sẽ tùy cơ ứng biến, hắn trên miệng nói như vậy, trong lòng lại không phải nghĩ như vậy, chuẩn bị lâu như vậy, nhất định phải thành công, giờ phút này. Đông cung phi tầng nhóm tụ tại yên lặng trong sân xì xào bàn tán, ngày mai tân hoàng đăng cơ đại điển, chúng ta đều trốn tránh điểm điện hạ, đúng thế, điện hạ tâm tình không tốt, chúng ta đều phải gặp nạn. Diệp du nhiễm một mặt tiều tụy, lau lau nước mắt nói ra, phí hết tâm tư cho thái tử điện hạ làm trắc phi, vậy mà rơi xuống tình cảnh như vậy, phụ thân cũng không phái người đến liền tự mình, chẳng lẽ muốn tại cái này vứt bỏ Đông Cung đợi cả một đời sao? Các vị phi tần nhóm nghe vậy, lại là một trận than thở. Ai, thời gian này lúc nào là cái đầu a? À? mặt trời lặn phía tây ám nhị vui vẻ đi vào hi hòa cung hắn đối lâm tổng quản hỏi lâm tổng quản ta có việc bẩm báo còn không đợi lâm quản gia đáp lời tiêu thừa cẩn liền từ chính điện đi ra nói một chút đi chuyện gì ám nhị chắp tay ôm quyền đắc ý nói ra hoàng thượng người của chúng ta thành công đánh vào tiêu mạch thành tư quân nội bộ người của chúng ta phát hiện có một bộ phận tư quân dự định nửa đêm chạy trốn đi ra chính điện gian nhược sau khi nghe được, nhìn không được phốc phốc vui lên. Ngày đại hỷ, bọn hắn nguyện ý chạy liền chạy đi, tiêu thừa cẩn tất nhiên là minh bạch gian nhược ý tứ. Hắn đối ám nhị nói ra, thông báo người của chúng ta, ngày mai, phàm buông xuống minh khí người không giết, nếu không phải muốn tìm cái chết, cũng không ai sẽ ngăn đón. Chương 402, lấy đạn tín hiệu vi lệnh, trường sinh điện, ngô đại nhân, sắc trời đã tối, ngài tranh thủ thời gian hồi phủ nghỉ ngơi đi, ai nha, gần đây thế nhưng là vất vả ngô đại nhân. Lâm Tổng quản nói, đem một cái túi tiền nhét vào ngô đại nhân trong tay, ngô đại nhân ước lượng túi tiền, liền phải trả lại, Lâm Tổng quản, đây đều là bản quan thuộc bổn phận sự tình, Lâm Tổng quản cười ha ha, đây là hoàng thượng thưởng, ngô đại nhân cầm đi uống trà đi, ngô đại nhân không có từ chối nữa. Hắn đem túi tiền cất kỹ về sau, chậm rãi nói ra, đăng cơ đại điển dung không được nửa điểm sai lầm bản quan lại kiểm tra một lần liền trở về lâm tổng quản nhẹ gật đầu kia bản tổng quản liền đi về trước ngô đại nhân cũng sớm đi trở về ngày mai đăng cơ đại điển còn phải dựa vào ngày đâu tại lâm tổng quản sau khi đi ngô đại nhân vây quanh trường sinh điện dạo qua một vòng mới yên tâm rời đi một đêm này cả tòa hoàng cung đèn đuốc sáng trưng từng cái quan viên trong phủ cũng là như thế khi hòa cung Giang Nhược nằm tại trên giường lật qua lật lại, khó mà ngủ. Tiêu thừa cẩn bất đắc dĩ cười một tiếng, mở miệng nói, nhược nhược, sớm đi ngủ. Giang Nhược thở dài một hơi, tựa ở tiêu thừa cẩn trong ngực, có chút khẩn trương, có ta ở đây, nhược nhược chớ có khẩn trương. Tiêu thừa cẩn nhẹ vỗ về Giang Nhược phía sau lưng. Giang Nhược ghé vào khóe môi của hắn khẽ hôn một chút, ngủ ngon, ngủ ngon. Tiêu thừa cẩn câu môi cười một tiếng, đóng lại hai con ngươi bóng đêm dần sâu, Lâm Tổng quản đem hi hòa cung các nô tài triệu tập cùng một chỗ, hắn nhìn xem cả đám, hạ giọng nói, ngày mai đăng cơ đại điển, tất cả mọi người cơ trí điểm, không còn sớm sủa, tất cả mọi người đi nghỉ ngơi đi, nô tài, nô tỳ tuân mệnh, được rồi, tất cả đi xuống đi. Lâm Tổng quản sau khi nói xong, quay người về gian phòng của mình, trên đường phố, tuần thành các ngự lâm quân tay cầm bó đuốc vừa đi vừa về tuần tra vì ngày mai đăng cơ đại điển ngô thống lĩnh chủ động cùng ngu bắc thần thương lượng từ hắn phụ trách ban đêm thành bên trong trị an tuần tra từ khi ngu gia quân tiến vào kinh thành về sau có bộ phận ngự lâm quân tự mình có chút bất mãn không phải sao tuần tra thời điểm lưu phó thống lĩnh liền đầy bụng bực tức nói ngô thống lĩnh ngu gia quân sau khi vào kinh tình cảnh của chúng ta có chút vi diệu ngài chẳng lẽ liền không có ý kiến sao mấy tên ngự lâm quân đi theo phụ họa nói đúng thế, kia ngu gia quân chính là muốn đem chúng ta chen đi, đó cũng không phải là, người ta thân mang áo giáp màu bạc, so với chúng ta nhưng uy phong nhiều, ta cảm thấy, nhất định là hoàng thượng không yên lòng chúng ta, nghĩ chậm rãi đổi đi chúng ta, ngô thống lĩnh nghe bọn hắn, bước chân hơi ngừng lại, sắc mặt trầm xuống, hắn nhìn thoáng qua lưu phó thống lĩnh, đối một đám rừng quân lạnh giọng nói ra, phía trước dừng lại, bản thống lĩnh có lời muốn giảng, thuộc hạ tuân mệnh. Các vị ngự lâm quân phát giác ngô thống lĩnh sinh khí, cũng không dám lại nhiều nói, đi tới phía trước yên lặng đoạn đường, ngô thống lĩnh dừng bước lại, giờ phút này, hắn toàn thân tản ra tức giận, các vị ngự lâm quân thấy thế, dừng bước lại đồng thời, vô ý thức lui về sau mấy bước, ngô thống lĩnh cười lạnh một tiếng, các ngươi từng cái chính là trôi qua quá thoải mái, cho nên, ở không đi gây sự, lưu phó thống lĩnh không phục nói, phòng nhân chi người không thể không ta nhìn kia ngu gia quân chính là muốn thay thế chúng ta vị trí, lúc đầu chúng ta là thủ hộ hoàng cung, cái này vừa vặn rất tốt, đều luân lạc tới tuần nhai, tiếp tục như vậy, không bao lâu chúng ta liền phải cuốn gói xéo đi, ngô thống lĩnh nhìn xem mặt mũi tràn đầy không phục lưu phó thống lĩnh, đáy mắt hiện lên một tia âm trầm, hắn nhìn một vòng chung quanh, nghiêm nghị quát lớn, lưu phó thống lĩnh, ngươi nếu là cảm thấy bất công, có thể rời đi, không muốn tự mình châm ngòi thổi gió liên lụy các huynh đệ. Lưu phó thống lĩnh nghe vậy, lập tức yên tĩnh như gà. Ngô thống lĩnh trầm mặt một lát sau, mở miệng nói, chư vị huynh đệ, bản thống lĩnh thừa cơ hội này, cho các ngươi nói vài lời xuất phát từ tâm can. Các vị ngự lâm quân chi cạnh lỗ tai, nghiêm túc nghe ngô thống lĩnh nói chuyện. Ngô thống lĩnh khẽ thở dài một tiếng, tiếp tục nói, lúc mới bắt đầu nhất, ta cũng cảm thấy ngô gia quân có một ngày sẽ thay thế chúng ta, nhưng là, trải qua quan sát của ta, hoàng thượng cũng không có triệt tiêu chúng ta ý tứ, tương phản, có ngu gia quân về sau, ta cảm thấy nhiệm vụ của chúng ta nhẹ nhõm không ít, cho nên, ngu gia quân tồn tại cũng không có uy hiếp được chúng ta. Các vị ngự lâm quân sau khi nghe xong, lâm vào trầm mặt, ngô thống lĩnh cũng không có lại nhiều nói, đối bọn hắn nói ra, tiếp tục tuần tra, thuộc hạ tuân mệnh. Các vị ngự lâm quân khí thế nháy mắt nói tới, tuần ba con phố về sau, Đưa Phó thống lĩnh đột nhiên mở miệng nói ra, "Ngô thống lĩnh, là huynh đệ lòng dạ quá nhỏ hẹp, về sau ta sẽ không như vậy nghĩ." Ngô thống lĩnh không có trả lời, hài lòng nhẹ gật đầu. Thành Nam biệt viện, Đường Trung hút kéo lấy tàn chân, thần sắc kích động đối với hai mươi mấy tên đội trưởng nói ra, "Lão phu đêm nay nhận được tin tức, thái tử điện hạ sẽ đi hoàng cung xem lễ, tối nay các ngươi riêng phần mình mang theo mình người." lặng lẽ mai phục tại ngoài hoàng cung cùng chỗ kia lâm viên ghi nhớ chớ bại lộ hành tung điện hạ tại mật hàm bên trong đã thông báo lấy đạn tín hiệu vi lệnh cho nên mọi người thấy đạn tín hiệu liền lập tức hành động giết tiếng hoàng cung hiểu chưa hai mươi mấy tên đội trưởng liếc nhau ông quyền nói ta chờ minh bạch để bọn hắn đám người ô hợp này cùng ngu gia quân đối kháng chẳng phải là lấy trứng chọi đá ai thái tử điện hạ a ngày đây là để chúng ta đi chịu chết a à. đường trung hút nhìn xem hoàng cung phương hướng trên mặt hiển hiện tươi cười đắc ý sau khi chuyện thành công thái tử không hoàng thượng sẽ luận công đi thưởng tốt các ngươi đều lui ra đi ta chờ cáo lui hai mươi mấy người sau khi nói xong từ cửa sau rời đi biệt viện đường trung hút tại bọn hắn sau khi rời đi khẽ hát rời đi biệt viện ha ha yên lặng chờ ngày mai tin tức tốt lúc này đường trung hút căn bản liền không nghĩ tới tiêu mạch thành những tư binh kia có một nửa thừa dịp lúc ban đêm chạy trốn trời chưa sáng cả tòa kinh thành liền náo nhiệt lên đặc thù thời gian văn võ bá quan tự nhiên không dám lười biếng một buổi sáng sớm căn dặn nhà mình phu nhân tiến cung về sau muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm đặc biệt là những cái kia quan gia các tiểu thư vì tiến cung xem lễ sớm trời giường rửa mặt trang điểm quần áo đổi một bộ lại một bộ chỉnh theo vào cung tuyển mỹ đồng dạng khi hòa cung gian nhược ngủ một giấc đến hừng đông giờ phút này nàng nghe động tĩnh bên ngoài chậm rãi mở ra hai con ngươi tiêu thừa cẩn ý cười đầy mặt nhìn xem gian nhược 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 rời giường gian nhược gật đầu chúng ta đi không gian rửa mặt hai người tiến vào không gian về sau liền thấy tiểu phụng hoàng đứng ở nơi đó lẩm bẩm dạng này có thể hay không quá rêu rao rồi hẳn là sẽ không Giang Nhược nhìn xem nó trên cổ khảm nạm bảo thạch hạng vòng, nhịn không được cười nhẹ lên tiếng. Tiểu Phụng cái này hạng vòng rất đẹp, liền mang theo đi. Tiểu Phụng hoàng nghe Giang Nhược, cười hắc hắc. Nó buông thõng cái đầu nhỏ thấp giọng nói ra, vậy ta liền nghe, tỷ tỷ. Tiêu thừa cẩn nhíu mày, nhà ta Tiểu Phụng là càng phát quý khí. Hôm nay, Tiểu Phụng là vẻ cao quý nhất hộ quốc thần phượng. Giang Nhược ngửi ngửi Tiểu Phụng hoàng trên người hương hoa vị, cực lực nén cười. Má ơi, Tiểu Phụng Hoàng ngươi cũng quá thúi đẹp, vậy mà tẩy cánh hoa tắm. Lúc này, Tiêu Thừa Cẩn cũng ngửi được hương hoa vị, hắn vừa mở miệng nói cái tốt chữ, liền bị Giang Nhược túng đi. Đi, chúng ta đi rửa mặt, đứng tại chỗ Tiểu Phụng Hoàng, mừng khắp khởi hít hà trên người hương khí, thơm quá. Ha ha, hoa này cánh tắm không sai, đợi lát nữa nó muốn cùng tỷ tỷ dáng dáng. Giang Nhược cùng Tiêu Thừa Cẩn nhìn xem trong chậu gỗ cánh hoa, nhìn nhau cười một tiếng hai người rửa mặt xong mang theo tiểu phụng hoàng ra không gian tiểu phụng hoàng đi theo gian nhược bên người hung hăng hướng trước mặt nàng góp gian nhược thấy thế hai tay dân tiểu phụng hoàng đầu một mà một mà thân hai lần được rồi đi tiểu phụng hoàng hài lòng nhẹ gật đầu tiêu thừa cẩn tiểu phụng a ngươi thật sự là quá có tâm cơ đúng lúc này ngoài điện truyền đến lâm tổng quản thanh âm hoàng thượng hoàng hậu nương nương không còn sớm sủa nên thay quần áo vào đi. Tiêu thừa cẩn đối cửa điện hô một tiếng, cửa điện mở ra sau khi, lâm tổng quản mặt mũi tràn đầy vui mừng mang theo đông tuyết bọn người tiến vào trong điện, nô tài, nô tỳ tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, đều đứng lên đi, gian nhược đối đông tuyết mấy người nói ra, cùng bản cung tới đi, nô tỳ tuân mệnh, gian nhược tiến vào nội thất, vừa mắt liền thấy trên kệ áo phượng bào, cùng trên bàn trang điểm cửu vĩ mũ phượng, đông tuyết tiến lên hai bước, một mặt vui vẻ nói ra, hoàng hậu nương nương, các nô tỳ cái này cho ngài thay quần áo, Giang Nhược Vương ra hai tay, đông tuyết cùng hai tên cung nữ cẩn thận từng ly từng tí vì nàng thay đổi phượng bào, cùng một thời gian, tiêu thừa cẩn tại một gian khác gian phòng thay đổi long bào, trong lãnh cung, một buổi sáng sớm, tiêu quân trạch liền mệnh lệnh quý thao cho hắn thay đổi bộ kia nếp uống long bào, quý thao bất đắc dĩ, đành phải vì hắn thay đổi, tại quý thao trong mắt, tiều tụy không chịu nổi tiêu quân trạch mặt củ nát long bào, còn không bằng không xuyên. Hắn tiền tư hậu tưởng một hồi, cẩn thận từng ly từng tí nói, hoàng thượng, nếu không, chúng ta không đi xem lễ rồi. Tiêu quân trạch bỗng nhiên vỗ bàn một cái, vì cái gì không đi. Hôm nay, hắn tiêu thừa cẩn mơ tưởng thuận lợi tổ chức đăng cơ đại điển. Quý thao thấy tiêu quân trạch phản ứng kịch liệt như vậy, không dám lại lên tiếng. Chủ tớ hai ngồi ở trong viện, lâm vào trầm mặt thẳng đến lãnh cung cửa mở ra tiêu quân trạch có chút không kịp chờ đợi đi ra lãnh cung quý thao không dám lười biếng đuổi theo sát một chỗ khác lãnh cung thái hậu cùng phế hoàng hậu sắc mặt tiều tụy đang nghe hoàng cung bên kia truyền đến náo nhiệt thanh âm lúc mặt mũi tràn đầy hận ý lãnh cung cửa mở ra mấy tên ngự lâm quân một mặt nghiêm túc tiến vào lãnh cung phế hoàng hậu run rẩy thanh âm nói ra các ngươi muốn làm gì một ngự lâm quân lạnh giọng nói ra hôm nay đi hoàng cung xem lễ, hy vọng các ngươi mẹ chồng nàng dâu có thể thức thời chút, nếu để cho mấy người chúng ta gây phiền toái, đừng trách chúng ta. Không khách khí, Thái hậu về sau rụt rụt thân thể, thấp giọng nói ra, chúng ta sẽ không cho các ngươi gây phiền toái, cứ như vậy, mẹ chồng nàng dâu hai nơm nớp lo sợ đi ra lãnh cung, hướng phía náo nhiệt hoàng cung đi đến, chương 403, tiếng cung về sau thành thật một chút. Quốc trượng phủ, thịnh vân thiệu vì tiếng cung xem lễ cố ý cùng an nhiên công chúa xuyên cùng màu hệ trang phục ăn xong đồ ăn sáng về sau hắn đối sầm ma ma nói ra sầm ma ma ngươi đi hoàng thương phủ nhìn một chút nhìn lão gia tử bọn hắn chuẩn bị xong chưa lão nô tuân mệnh sầm ma ma phúc phúc thân thể quay người rời đi thịnh vân thiệu nghĩ nghĩ về sau quay người đối an nhiên công chúa nói ra nhược hâm ta đi ra ngoài một chút ngươi chờ đi thôi An Nhiên công chúa nhìn xem không kịp chờ đợi Thịnh Vân Thiệu, ý cười đầy mặt, ha ha, liền kém đi gian phủ cổng ồn ào. Thịnh Vân Thiệu đứng tại cửa phủ, đối thị vệ hét lên, đi bộ xe ngựa, bản quốc trưởng muốn đi hoàng cung xem lễ. Nói, nhìn thoáng qua gian phủ, thị vệ nhìn xem gian phủ nhanh chóng lách vào bóng người, ném cười nói, vâng, quốc trưởng gia, quốc trưởng gia A, nghiên nghiêng cửa đối diện vị kia chỉ cần nghe thấy ngài thanh âm, liền cùng chuột thấy mèo đồng dạng. Sầm ma ma cười tủm tỉm từ hoàng thương phủ sau khi ra ngoài, đối thịnh vân thiệu nói ra, quốc trượng gia, nam cung lão gia tử cũng chuẩn bị kỹ càng, chính sách xếp người chuẩn bị ngựa xe, tốt, bản quốc trượng biết. Thịnh vân thiệu nói xong, tranh thủ thời gian về phủ, nhược hâm, chúng ta chuẩn bị tiến cung, an nhiên công chúa đứng dậy, nâng đỡ cái trâm cài đầu, tốt, tiến cung, nam cung lão gia tử mang nhà mang người, vui tươi hớn hở ra hoàng thương phủ, quốc trượng gia, chúng ta tiến cung, được rồi. Thịnh vân thiệu viện an nhiên công chúa lên xe ngựa, đứng tại trong phủ giang kỳ niên nghe bên ngoài truyền đến tiếng cười nói vui vẻ, tức giận đến nắm chặt song quyền, đi, các ngươi đều cố ý chọc giận lão phu đúng không? A Bình đứng ở một bên, thấp giọng nói ra, lão gia, ngài bất giận, bọn hắn có thể là vô tâm, ngài nếu là muốn vào ly cung lễ. Tiểu nhân cái này đi bộ xe ngựa, A Bình ngoài miệng nói như vậy, trong lòng thì ngầm đâm đâm nghĩ, lão gia, ngài cũng nhanh về thư phòng đợi đi, cũng đừng đi tự tìm khó xử. Giang Kỳ Niên gầm thét một tiếng, lão phu một chút đều không muốn đi. Sau khi nói xong, phất ống tay áo một cái, thẳng đến thư phòng. A Bình nhìn xem Giang Kỳ Niên bóng lưng rời đi, đáy mắt hiện lên một vòng ý cười. Ha ha, không đi mới là lựa chọn chính xác. Đông cung Tiểu Thuận Tử đứng ở bên trong cửa, đối trong coi Đông cung Ngự Lâm quân hô: "Quan gia, điện hạ nhà ta muốn vào Ly cung lễ, còn xin các ngươi mở ra." Nói còn chưa dứt lời, Đông cung đại môn mở ra, một Ngự Lâm quân lạnh mặt nói: "Tiếng cung về sau thành thật một chút, nếu không, đừng trách chúng ta không khách khí." Lời này đương nhiên là nói cho Tiểu Thuận Tử sau lưng Tiêu Mạch thành nghe. Tiểu Thuận Tử vội vàng đem túi tiền nhét vào vị này Ngự Lâm quân trong tay, lấy lòng nói: mấy vị quan gia, cầm đi uống trà. Tên này ngự lâm quân đem túi tiền nhét vào trong tay áo, các huynh đệ tiếp tục xem thủ đông cung, thay ca về sau, chúng ta hạ tiệm ăn. Được rồi, áp giải tiêu mạch thành tiếng cung mấy tên ngự lâm, quân cảnh kính sợ nhìn một vòng chung quanh, xác định không có gì thường về sau, đối tiêu mạch thành lạnh giọng nói ra, đi thôi, phế thái tử. Tiêu mạch thành thân mang áo mãn bào, mặt mũi tràn đầy nộ khí đi ra đông cung, đồ chó chờ bản cung thành công đoạt vị, đem các ngươi hết thảy giết. Tiểu thuận tử thở dài một hơi, đuổi theo sát tiêu mạch thành bước chân, trốn ở đông cung lân cận đường trung hút nhìn thấy tiêu mạch thành sau khi ra ngoài, kích động kém chút chạy tới. Hắn kéo lấy chân gãy đi vào một cây đại thụ đằng sau, yên lặng chờ lấy tiêu mạch thành trải qua. Tiêu mạch thành trải qua đại thụ lúc, liền thấy đường trung hút cho hắn đánh cái thỏa thủ thế. Hắn không để lại dấu vết nhẹ gật đầu, tiếp tục tiến lên. Hôm nay, hắn muốn ngay trước tất cả đại thần mặt. Đoạt lại hoàng vị, hoàng cung, trong hoàng cung bên ngoài tất cả đều là ngu gia quân đứng gác, ngu bắt thần đứng tại bên ngoài cửa cung, ánh mắt sắc bén liếc nhìn chung quanh, quốc trưởng phủ cùng hoàng thương phủ xe ngựa dừng lại về sau, thịnh vân thiệu bọn người mặt mũi tràn đầy mang cười xuống xe ngựa, thịnh vân thiệu nhìn xem đột nhiên câu nệ lão gia tử, mở miệng nói, lão gia tử, có chúng ta ở đây, không cần thẩn trương, tốt, không khẩn trương, tạ ơn quốc trượng gia, thịnh vân thiệu cười ha ha một tiếng, người một nhà không cần khách khí, tốt, chúng ta tiến cung, ngu bắt thần bọn người nhìn xem đi tới đám người, chắp tay ôm quyền nói, ta chờ gặp qua công chúa điện hạ, quốc trượng gia, lão gia tử, miễn lễ. An nhiên công chúa có chút đưa tay, chờ đợi ở đây cung nữ chậm rãi đi tới, phúc thân hành lễ, nô tỳ gặp qua công chúa điện hạ, quốc trượng gia, lão gia tử chư vị mời theo nô tỳ tới, ở tên này cung nữ dẫn dắt dưới, cả đám hướng phía trường sinh điện đi đến, trước lúc này, văn võ bá quan sớm đã mang theo gia quyến đi vào trường sinh điện bên ngoài đất trống, cung nữ dẫn an nhiên công chúa bọn người, đi vào thuộc về bọn hắn vị trí, chư vị mời vào chỗ, nô tỳ cáo lui, lui ra đi. An nhiên công chúa nhìn xem một loạt chỗ ngồi, có chút câu môi, lão gia tử, lão phu nhân, chúng ta ngồi xuống đi. Nam cung lão gia tử nhẹ gật đầu, đối người một nhà làm cái nháy mắt, đều cho lão tử ngồi xuống, không cho phép lên tiếng. Thịnh Vân Thiệu nhìn xem một đường kéo dài đến đài cao trước ghế rồng thảm đỏ, nhìn nhìn lại những cái kia lụa đỏ tử, hoa tươi, nhực hâm, tận nhi ít nhiều có chút phô trương lãng phí. An Nhiên công chúa nghe vậy, bưng miệng cười, đây là đăng cơ đại điển, phong hậu đại điển, phô trương một điểm ngại gì? Đang khi nói chuyện, Thịnh Vân Thiệu liền thấy Tiêu Quân Trạch Tiêu Mạch thành bọn người bị mời tới. Ha ha, tổn thương tính không lớn, Vũ Nhục tính cực mạnh. Các vị đại thần thoáng nhìn sắc mặt khó coi Tiêu Quân trạch bọn người, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hoàng thượng, ngài đây là ý gì a? À? Làm sao đem bọn hắn mời đến rồi? Chương 404, đăng cơ, phong hậu đại điển, khi hòa cung. Lâm tổng quản mặt mũi tràn đầy mang cười đi vào chính điện. Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, đăng cơ đại điển giờ lành đến. Tiểu Phụng Hoàng sau khi nghe, ghé vào gian nhược trước mặt, tỷ tỷ, nhanh cho ta sửa sang một chút dung nhan. Hôm nay nó muốn bị phong làm hộ quốc thần phượng, nhất định phải uy phong một chút. Giang Nhược đứng người lên, chỉnh ngay ngắn Tiểu Phụng Hoàng trên cổ vòng cổ. Tiểu Phụng, hôm nay ngươi sẽ kinh diễm tất cả mọi người ở đây. Tiểu Phụng Hoàng mừng thấp khởi nói ra, vậy là tốt rồi, ta đi phía trước mở đường, đi thôi. Giang Nhược khẽ vuốt cầm, Tiểu Phụng Hoàng rung lên lông vũ, Dương cánh bay đi, bãi giá trường sinh điện. Tiêu Thừa Cẩn đứng người lên, đưa tay phải ra, nhược nhược, chúng ta đi. Giang Nhược đuôi lông mày gãy nhẹ, nắm tay khoác lên Tiêu Thừa Cẩn trên tay phải. Tiêu Thừa Cẩn cầm Giang Nhược tay, nụ cười trên mặt làm sâu sắc, một đám nô tài quỳ xuống đất dập đầu nói, nô tài, nô tỳ cung tiễn hoàng thượng, hoàng hậu nương nương. Tiêu Thừa Cẩn cùng Giang Nhược thân mang long bào, phượng bào, chậm rãi đi ra Hi Hòa cung. Lâm tổng quản nện bước nhẹ nhàng tiểu toái bộ, cười đến khóe miệng đều nhanh quát đến mang tai, ha ha, lại là cùng chủ tử long trọng ra sân một ngày. Tiêu thừa cẩn viện gian nhược bên trên long liễn về sau, tùy theo ngồi tại gian nhược bên cạnh thân. Lâm tổng quản lắc lắc trong tay vất trần hô, khởi giá, bãi giá trường sinh điện. Các vị cung nhân nâng lên long liễn, hướng phía trường sinh điện chậm rãi đi. Tại phía trước dẫn đường tiểu phụng hoàng sợ người ta không biết nó tồn tại cách một khoảng cách liền thét dài một tiếng tiêu thừa cẩn nhìn xem đắc ý tiểu phụng hoàng nhịn không được cười nhẹ lên tiếng nhược nhược chờ tiểu phụng được phong làm hộ quốc thần phượng ta liền có thể thu xếp nó bay khắp nơi giang nhược nghe vậy trên mặt hiển hiện một vòng cười yếu ớt tiểu phụng a ngươi triệt để biến thành công cụ phượng trường sinh điện lễ bộ thượng thư ngô đại nhân đứng tại đài cao một mặt trang nghiêm nhìn về phía trước đứng tại một bên mấy tên lễ bộ nhân viên đều bưng một phần chiếu thư làm ngô đại nhân nhìn thấy tiểu phụng hoàng xuất hiện lúc lập tức đoan chính thế đứng long liễn rơi xuống tiêu thừa cẩn dẫn đầu đứng dậy hạ kiệu liễn giang nhược thân mang rườm rà phượng bào hành động trên có điểm nhận hạn chế nàng chậm rãi đứng dậy nắm lấy tiêu thừa cẩn đưa qua đến tay phải ngô đại nhân nhìn xem hạ long liễn hai người cao giọng hô giờ lành đã đến đăng cơ đại điển phong hậu đại điển bắt đầu theo tiếng nói của hắn rơi xuống lễ nhạc cùng vang lên, các vị đại thần cùng gia quyến, đăng cơ, phong hậu đại điển đồng thời tiến hành sao, có phải là tại lý không hợp, tiêu thừa cẩn nhìn xem trước mặt thảm đỏ, nắm thật chặt gian nhược tay, nhược nhược, có ta ở đây, không cần thẩn trương, gian nhược gật đầu, mắt nhìn phía trước, hai người thuận thảm đỏ, sóng vai mà đi, tiểu phụng hoàng ngẩng lên cái đầu nhỏ, bạn tại gian nhược phía bên phải bay lên, ha ha, như thế lớn phô trương, rất thích. Lâm tổng quản nhìn xem dắt tay mà đi hai người, mừng khấp khởi mang theo đông tuyết mấy người, hướng phía một bên đi đến, thịnh vân thiệu cầm an nhiên công chúa tay, kích động nói ra, nhược hâm, ngươi xem bọn hắn hai cái tốt xứng, ai nha, nhìn thấy nha đầu hạnh phúc, ta cũng yên lòng, ai, ai hiểu lão phụ thân tâm a, à? nam cung lão gia tử càng là kích động đến không lời nào có thể diễn tả được, liên tục gật đầu nói tốt, ninh cảnh hoài nghiêng đầu nhìn về phía sở nhược yên dùng ánh mắt ra hiệu, đăng cơ đại điển về sau, chúng ta cũng thành thân. Tiêu quân trạch mấy người, thì mặt mũi tràn đầy căm hận nhìn xem đây hết thảy, bọn hắn xung quanh tất cả đều là ngự lâm quân, lại không dám phát tác, ám vệ sợ bọn họ lên tiếng nhiễu loạn điển lễ, tại bọn hắn trước khi tới đây, liền điểm bọn hắn á huyệt. Giờ phút này, tiêu mạch thành mượn ống tay áo che trắng, vuốt ve trong tay đạn tín hiệu, hừ, trước hết để cho các ngươi uy phong một hồi ở đây chưa lập gia đình các nữ tử vụng trộn nhìn về phía thân mang phượng bào, cùng tiêu thừa cẩn sóng vai mà đi gian nhược, đáy mắt tất cả đều là thần sắc hâm mộ, sớm biết như thế, các nàng liền đi sung hỉ, tiêu thừa cẩn cùng gian nhược chậm rãi đi tới đài cao, đi vào trước ghế rồng đứng vững quay người, tiểu phụng hoàng rơi vào đỉnh điện, một bộ khinh thường quần hùng bộ dáng, tiêu thừa cẩn nhìn xem phía dưới đám người, trầm giọng nói, ngô đại nhân, tuyên đọc chiếu thư, vi thần tuân chỉ lễ bộ thượng thư ngô đại nhân sau khi hành lễ, cầm lấy phần thứ nhất chiếu thư, đứng tại một bên cao giọng tuyên đọc, phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, trẫm đăng cơ làm đế, khắp chốn mừng vui, giảm thuế ba năm. Từ ngày này trở đi, đổi niên hiệu vì Phượng Khải, tức là Phượng Khải Nguyên Niên. Khâm thử, còn không đợi đám người quỳ xuống, Ngô Đại Nhân nhanh chóng cầm lấy phong hậu chiếu thư tuyên đọc, Ngô Đại Nhân cao giọng tuyên đọc, Phụng Thiên Thừa Vận, hoàng đế chiếu viết, hoàng hậu giang thị hiền lương thuộc đức, chính là mẫu nghi thiên hạ chi điển hình, hoàng hậu chi tôn, cùng trẫm đồng thể, nhận tông miếu, mẫu thiên hạ. Khâm thử, trừ thịnh vân thiệu vợ chồng, người ở chỗ này toàn bộ quỳ xuống đất dập đầu, đương nhiên, tiêu quân trạch mấy người là bị ngự lâm quân ấn trên mặt đất, chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng hoàng hậu nương nương. Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế âm thanh vang dội vang tận mây xanh. Tiêu thừa cẩn cầm gian nhược tay, liếc nhìn đám người, bình thân, tạ hoàng thượng, hoàng hậu nương nương. Tiêu thừa cẩn cùng gian nhược xoay người lại đến long ỷ ngồi xuống. Trên nóc điện tiểu phụng hoàng bởi vì niên hiệu phượng khải hai chữ, vui vẻ không được. Ha ha, cậu nam nhân vẫn có chút lương tâm. Chờ nửa ngày, tiểu phụng hoàng có chút sốt ruột, chẳng lẽ mình không xứng có chiếu thư sao? Đúng lúc này, tiêu thừa cẩn đối ngô đại nhân nói ra, ngô đại nhân tuyên đọc mặt khác hai phần chiếu thư vi thần tuân chỉ ngô đại nhân cầm lấy chiếu thư mở ra sau khi nghiêm túc tuyên đọc phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết phượng hoàng chính là điềm lành hiện ra trẫm đặc biệt phong tiểu phụng hoàng vì đại diễn vương triều hộ quốc thần phượng khâm thử tiểu phụng hoàng sau khi nghe xong vui vẻ tại trường sinh điện trên không bay vài vòng đắc chí xong nó bay thấp tại trước ghế rồng đối tiêu thừa cẩn cùng gian nhược chững chạc đàn hoàng cúc ba cung, tạ hoàng thượng, hoàng hậu tỷ tỷ, các ngươi yên tâm, ta sẽ đem hết toàn lực, bảo hộ đại diễm vương triều, tiêu thừa cẩn ho nhẹ một tiếng, trẫm tin tưởng ngươi, hộ quốc thần phượng, tiểu phụng hoàng, làm sao cảm giác cậu nam nhân có chút không có hảo ý đâu, ảo giác, nhất định là ảo giác. Tiểu Phụng Hoàng tiến lên mấy bước, một mặt nhu thuận đứng tại Giang Nhược bên cạnh thân, Giang Nhược đưa tay khẽ vuốt một chút Tiểu Phụng Hoàng, biểu hiện không tệ, mọi người thấy đứng tại gia nhược tiểu phụng hoàng, chắp tay nói, chúc mừng tiểu phụng hoàng, chúc mừng tiểu phụng hoàng, cảm ơn các ngươi. Tiểu phụng hoàng ngầm đâm đâm nghĩ, chỉ cần các ngươi không làm chuyện xấu sự tình, ta sẽ không thu thập các ngươi. Ngô đại nhân buông xuống đọc xong chiếu thư về sau, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cầm lấy một phần khác chiếu thư. Ha ha, hôm nay chiếu thư hơi nhiều, khi hắn mở ra chiếu thư nhìn thấy hủy bỏ hậu cung mấy chữ lúc trên mặt hiện lên một tia chấn kinh. Hoàng thượng A, ngài làm sao luôn luôn tiến trầm làm đại sự, vạn nhất. Đám đại thần phản đối làm sao bây giờ, tiêu thừa cẩn nhìn xem ngô đại nhân biểu lộ, có chút câu môi, kinh hỉ hay không, ý không ngoài ý muốn, ha ha, trẫm không riêng một lòng, còn chuyên chính, ngô đại nhân mấp máy môi, cao giọng hô, phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, trẫm là đế, làm lấy giang sơn xả tắc, lê dân bách tính làm trọng, từ ngày này trở đi, hủy bỏ hậu cung. Khâm thử, liên tiếp mấy đạo chiếu thư, chính là cái này đạo chiếu thư khiến người chấn kinh, có người yêu thích có người sầu, thịnh vân thiệu ngồi tại vị trí trước, đắc ý khoe khoang nói, đây mới là ta con rể ngoan, nam cung lão gia tử mấy người cũng vì gian nhược cảm thấy vui vẻ, những cái kia mong mỏi vào cung vì phi nữ tử, giống như xét đánh một loại cứng tại tại chỗ, tình huống như thế nào hoàng thượng làm sao liền hủy bỏ hậu cung rồi, đám đại thần cũng rất khiếp sợ, lúc này bọn hắn mới hiểu được, tiêu thừa cẩn để bọn hắn mang theo gia quyến vào cung xem lễ mục đích, một ít nữ quyến biểu thị, hoàng hậu nương nương, ngài thật là tốt mệnh, xung hỉ, lưu vong một vòng, trực tiếp bị hoàng thượng độc sủng, lâm tổng quản thấy người phía dưới tất cả đều mắt trợn tròn, dẫn đầu quỳ xuống đất hô to, ngô hoàng anh minh. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế đám đại thần trái phải liếc nhau mang theo các gia quyến quỳ xuống đất về sau triều đình rồi hãy nói chuyện này đi ngày đại hỷ cũng đừng rủi ro tiêu mạch thành xem thời cơ sẽ đến thừa dịp sau lưng ngự lâm quân không chú ý thời điểm mở ra cây châm lửa đem tín hiệu đạn nhóm lửa ngô hoàng anh minh ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế tiếng hô to che giấu đạn tín hiệu thanh âm cái này lệnh tiêu mạch thành rất là đắc ý hừ hôm nay chính là các ngươi vợ chồng tử kỳ tiêu thừa cẩn nhìn xem dở trò tiêu mạch thành khóe môi ý cười làm sâu sắc hắn đối phía dưới quỳ xuống đất người nói bình thân cách tiêu mạch thành tương đối gần mấy vị ngự lâm quân ngửi được mùi thuốc súng liếc nhau về sau lặng lẽ tìm kiếm ngô đại nhân liếc nhìn trên lông ỷ hai người cao giọng hô kết thúc buổi lễ đám người lần nữa quỳ xuống đất hô to ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế, đăng cơ, phong hậu đại điển viên mãn hoàn thành, tiêu thừa cẩn tâm tình rất là vui vẻ, ngô đại nhân, mang theo bọn hắn đi trạch hoa điện, trẫm cùng hoàng hậu sau đó lại đi trạch hoa điện, ghi nhớ, lần này tại trạch hoa điện thiết yến, là trẫm cùng hoàng hậu tiệc cưới, hiểu chưa, ngô đại nhân vội vàng chắp tay nói, vi thần minh bạch, vi thần tuân chỉ, tiêu thừa cẩn khóe môi khẽ nhếch hắn đối bên cạnh thân Lâm Tổng quản phân phó nói, Lâm Tổng quản đi chiếu cố cô cô bọn hắn. Lão nô tuân chỉ, nhược nhược, chúng ta đi Vĩnh Lạc cung đổi lễ phục. Tiểu Phụng Hoàng Nhãn Châu xoay động, tỷ tỷ ta mang các ngươi đi Vĩnh Lạc cung. Ngô Đại Nhân đi lên phía trước mấy bước, đối đám người hô, Hoàng thượng đã ở trạch hoa điện thiết yến, còn mời chư vị dời bước. Đám người đưa mắt nhìn Tiểu Phụng Hoàng chở đi hai người sau khi rời đi, tại ngô đại nhân dẫn đầu dưới có tự rời đi trường sinh điện. Lâm Tổng quản đi vào tiêu quân trạch mấy người trước mặt, đối các vị ngự lâm quân nói ra, đem bọn hắn đưa về nên đợi địa phương đi thôi. Vâng, Lâm Tổng quản một ngự lâm quân chấp tay nói ra, Lâm Tổng quản vừa mới bọn thuộc hạ nghe được một cổ mùi thuốc súng. Lâm Tổng quản nhìn thoáng qua cuối thấp đầu tiêu mạch thành, có ý riêng nói, ước chừng, có thể là có người lặng lẽ ra lệnh, mấy tên ngự lâm quân nghe vậy, trong lòng cả kinh. Lâm Tổng quản cái này, Lâm Tổng quản cười ha ha, mọi người không cần lo lắng, bởi vì, hắn là sẽ không thành công, hết thảy mang đi, tiêu mạch thành, cái này cẩu nô tài có ý tứ gì, chẳng lẽ tiết lộ phong thanh, chương 405, đáng chết, cũng dám phản bội bản cung, ngoài hoàng cung, đường trung hút khi nhìn đến không trung đạn tín hiệu lúc, kéo lấy chân gãy hướng trong ngõ tối chạy tới, nhanh, nhanh lên, chuẩn bị giết tiếng hoàng cung hắn một bên chạy, một bên hô. Khi hắn nhìn thấy trên đất trường mâu cùng cung tiễn lúc, một mặt mộng, phụ trách bên này tiểu đội trưởng đi vào đường trung hút trước mặt, nơm nớp lo sợ giải thích nói, đường lão gia, cái này không liên quan thuộc hạ sự tình. Sáng nay tỉnh lại, thuộc hạ liền phát, phát hiện có một bộ phận người lâm trận chạy trốn, đường trung hút nghe vậy, tức giận đến kém chút té ngã trên đất, hắn đối người tiểu đội trưởng này giận dữ hét, ngươi là thế nào làm việc phát sinh chuyện lớn như vậy vậy mà không thông báo lão phu tiểu đội trưởng ấp úng nói thuộc thuộc hạ sợ hãi còn lại người lại trộm đi vẫn nhìn chằm chằm liền quên phái người đi thông báo ngài đường trung hút gấp đến độ tại nguyên chỗ đảo quanh thái tử điện hạ đều phát lệnh kết quả bên này xảy ra chuyện như vậy ai phải làm sao mới ổn đây a à? không thể hoảng không thể hoảng đường trung hút đem tất cả hy vọng đều đặt ở ẩn tàng nơi khác tư binh trên thân thế là, hắn đối lưu lại tư binh hô lớn, mọi người cầm vũ khí, cho lão phu sông, hắn không biết là ẩn nấp tại trong rừng cây tư binh cũng chạy một bộ phận, mà lại, những đội trưởng kia đối mặt loại tình huống này, cũng là gấp đến độ xoay quanh, lúc đầu tỷ lệ thành công liền không lớn, dưới mắt người chạy một bộ phận, đây không phải đi chịu chết sao? Được rồi, thái tử điện hạ như là đã phát tín hiệu, lao ra lại nói, lớn không được. Liền liền đầu hàng mười mấy tên tiểu đội trưởng liếc nhau đối tại chỗ chờ lệnh các tư binh hô tất cả mọi người nghe lệnh theo chúng ta giết tiếng hoàng cung bởi vì một bộ phận tư binh lâm trận bỏ trốn dẫn đến lưu lại bộ phận này tư binh rất không có sức bọn hắn không quan tâm hô ta chờ tuân mệnh sớm biết như thế cũng đi theo chạy trốn mười mấy tên đội trưởng liếc nhau quyết định xung phong xông lên a xông lên a cửa hoàng cung ngu bắt thần bọn người nghe từ xa đến gần thanh âm khóe môi câu lên một vòng ý cười tốc độ này có chút chậm a à. hắn đưa tay đánh một cái chuẩn bị thủ thế yên lặng chờ tiêu mạch thành các tư binh tới cửa đường trung hút sợ mình bại lộ cố ý tại trên mặt của mình bôi tro hắn kéo lấy chân gãy đi theo các tư binh sau lưng hung hăng dắt giọng hô hào xông lên a à, cho lão phu giết tiếng hoàng cung một đám tư binh không đợi tới gần hoàng cung liền bị ngoài hoàng cung vây ngu gia quân dọa đến không dám tiến lên những người này xem xét chính là cao thủ bọn hắn căn bản cũng không phải là đối thủ của người ta làm sao bây giờ hiện tại chạy còn kịp sao đúng lúc này mấy tên ngự lâm quân mang theo ấn mở á huyệt tiêu mạch thành đi ra cửa cung tiêu mạch thành nhìn xem mình tư binh còn chưa kịp vui vẻ liền phát giác có chút không đúng người làm sao ít như vậy chẳng lẽ chạy rồi nghĩ đến chỗ này tiêu mạch thành nhịn không được khẽ nguyền rủa một tiếng đáng chết cũng dám phản bội bản cung tiểu thuận tử lặng lẽ giật giật tiêu mạch thành ống tay áo điện hạ tỉnh táo tiêu mạch thành nắm chặt hai tay ngươi để bản cung làm sao tỉnh táo tiểu thuận tử miếng môi gục đầu xuống ngu bắt thần liếc nhìn sắc mặt đại biến tiêu mạch thành hừ lạnh một tiếng hắn tiến lên mấy bước trào phúng nói xin hỏi chư vị là đi tìm cái chết sao đường trung hút nhìn xem không ngừng lui về sau hèn nhát nhóm, lập tức có loại cảm giác không ổn, vì tạo thế, hắn ở phía sau hò hét trợ uy, mọi người xông lên A, giết tiếng hoàng cung. Luận công đi thưởng, hắn làm sao biết, những tư binh này nhìn xem uy phong lẫm liệt ngu gia quân, đã sớm trong lòng sinh ra sợ hãi, trung chân, đường trung hút thấy mọi người không động đậy, giận không chỗ phát tiết. Hắn rút ra tùy thân mang theo chủy thủ, đối bên người tiểu binh tức giận quát lớn tranh thủ thời gian cho lão phu xong nếu không lão phu làm thịt ngươi tiểu binh làm thịt ta ngươi lão già này sống được không kiên nhẫn tiểu binh vốn là nóng lòng đối mặt đường trung hút uy hiếp lập tức nổi trận lôi đình hắn ném đi trong tay trường mâu một chân đem đường trung hút gạt ngã trên mặt đất ngươi lão già này vậy mà buộc chúng ta đi chịu chết đường trung hút cũng không có nghĩ đến tiểu binh sẽ như thế lớn mật ngã xuống đất kêu trên lên tiếng, a, à. Ngã chết lão phu, những người khác nghe được động tĩnh, vô ý thức hướng chỗ này nhìn, chính sự còn không có làm, liền lên nội chiến, ca môn, đợi lát nữa chúng ta đầu hàng đi, trước nhìn tình huống, làm gì cũng phải bảo trụ đầu này mạng nhỏ, các ngươi nhìn, thái tử điện hạ liền đứng tại cửa cung chỗ ấy, tiêu mạch thành tất nhiên là nghe được đường trung hút tiếng kêu trên, hắn cắn răng nghiến lợi thoá mà nói, ngu xuẩn giờ khắc này, hắn cảm thấy mình đánh giá cao các tư binh năng lực, nhưng là vừa nghĩ tới mình chuẩn bị lâu như vậy, lại rất không cam tâm. Ngu bắt thần khí định thần nhàn đứng tại chỗ, ngầm đâm đâm nhìn lên náo nhiệt tới, phế thái tử, xem thật kỹ một chút ngươi nuôi những cái này binh, ngươi có phải hay không rất tức giận a? À? đứng tại tiêu mạch thành bên người mấy tên ngự lâm quân liếc mắt nhìn nhau, lộ ra một cái ngầm hiểu lẫn nhau ánh mắt, phía trên nói, cho phế thái tử một cái cơ hội thời khắc này tiêu mạch thành nghĩ đến gần đây gặp phải đủ loại dự định buông tay đánh cược một lần hắn biết nếu như bỏ lỡ cơ hội này mình sẽ bị giam cầm cả một đời thế là không có cam lòng tiêu mạch thành thừa diệt bên cạnh thân ngự lâm quân không chú ý lập tức rút ra hắn bội đao bước nhanh chạy đến tư binh bên kia tên này ngự lâm quân giả vờ giả vịt tức giận hô phế thái tử người tốt nhất nhanh lên về đông cung chạy đến khu vực an toàn tiêu mạch thành không khỏi có chút đắc ý, hồi đông cung, không có khả năng, nháy mắt sau đó, tiêu mạch thành dơ lên bội đao, la lớn, nghe bản cung mệnh lệnh, giết tiếng hoàng cung, chương 406, hoàng thượng nói, phàm buông xuống binh khí người không giết, trước cửa hoàng cung bầu không khí lộ ra một ti quỷ dị, cho bản cung giết, tiêu mạch thành ở phía trước hô, phía sau tư binh lại sinh ra chạy trốn ý nghĩ. Mà canh giữ ở cửa cung ngu gia quân nhóm đứng tại chỗ không nhúc nhích, lẳng lặng chờ đợi bọn hắn động thủ. Tiêu mạch thành nhìn xem một màn này, giống như là nhận cực lớn nhục nhã. Hắn nhấc chân đạp bên người tiểu binh một chân, hoàn toàn thay đổi quát, nhanh lên sông lên A, thuộc hạ tuân mệnh. Tiểu binh cầm trường mâu chạy hai bước, lại một mặt hoảng sợ quay trở lại đến, điện hạ, ta không, không dám. Mà phía sau đường trung hút nhìn xem ở phía trước chỉ huy tiêu mạch thành, lập tức tinh thần tỉnh táo, quá tốt, thái tử điện hạ đến hắn nhặt lên trên đất chủy thủ, miệng bên trong hô hào giết tiếng hoàng cung, giúp thái tử điện hạ đoạt lại hoàng vị, lão đảo chạy về phía trước, các tư binh nhìn xem một màn này, ở phía sau xì xào bàn tán, ca môn, chúng ta trốn đi, thái tử điện hạ ở phía trước, trước yên lặng theo dõi kỳ biến, đúng, thực sự không được, chúng ta liền ngã xuống đất giả chết. Tiêu Mạch Thành nhìn xem sợ hề hề tiểu binh, lập tức nổi trận lôi đình, hắn quay người đối các binh sĩ quát lớn, nuôi binh ngàn ngày dụng binh nhất thời các ngươi đều cho bản cung sông, thái tử điện hạ thế nhưng là ta chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ a à. phía sau một tư binh yếu ớt nói tiêu mạch thành dùng bội đao chỉ vào tên này tư binh phẫn nộ quát ngươi cho bản cung ngậm miệng nếu là còn dám nhiễu loạn quân tâm bản cung liền giết ngươi hắn đối ngày thường tương đối coi trọng mấy vị đội trưởng nói ra đoạt lại hoàng vị luận công đi thưởng các tiểu đội trưởng nghe vậy biết mắt nhìn nhau. Mặc dù luận công đi thưởng điều kiện này rất mê người, nhưng là, cái này ngu gia quân cũng rất đáng sợ, làm sao bây giờ, là đụng một cái, vẫn là chạy trốn, tiêu mạch thành nhìn xem mình nuôi những cái này sợ binh, kém chút tức học máu, nghìn tính vạn tính, không nghĩ tới vấn đề xuất hiện ở nơi này, hắn đem bội đao gác ở bên cạnh thân tiểu binh trên cổ, tức giận quát, tranh thủ thời gian cho bản cung giết tiếng hoàng cung tiểu binh nhìn xem gác ở trên cổ bội đao dọa đến toàn thân run rẩy dù sao đều là chết nhắm mắt xông lên đi tiểu binh nhắm mắt lại giơ lên trong tay trường mâu xông về phía trước quá khứ tiêu mạch thành hừ lạnh một tiếng ở trong lòng thóa mạ rượu mời không uống chỉ thích uống trụ phạt hắn giơ lên bội đao trống to cho bản cung giết, những người khác thấy thế nhao nhao giơ trong tay trường mâu đuổi theo ngu bắt thần nhìn thấy xông về phía trước các tư binh nhẹ nhàng đến một câu, hoàng thượng nói, phàm buông xuống binh khí người không giết, vừa dứt lời, liền nghe được một trận ban lang, ban lang thanh âm, đường trung hút thấy thế, biết tình huống không tốt lắm, ai, đây là muốn xong đời tiết tấu a, à, vẫn là chạy đi, nghĩ đến chỗ này, hắn lặng lẽ lui về sau đi, chung quanh các tư binh dường như nhìn ra ý đồ của hắn, trực tiếp ngăn chặn đường trung hút đường đi, đường lão gia, ngươi muốn chạy, ta không chạy đường trung hút một mặt chột dạ không tốt bị bọn hắn phát hiện một tư binh nhìn thoáng qua phía trước tình trạng lạnh giọng nói ra đường lão gia là ngươi để các huynh để tiến vào kinh thành đừng nghĩ vứt xuống chúng ta một mình đào mệnh đúng muốn chết cùng chết xung quanh tiểu binh cảm xúc đột nhiên bộc phát đường trung hút nhìn xem hận không thể giết mình các tiểu binh biết mình hôm nay chạy không được chư vị ta không chạy ta không chạy ha ha xem trọng hắn các tư binh hùng hùng hổ hổ đem đường trung hút vây quanh ngu bắt thần liếc qua cứng tại tại chỗ tiêu mạch thành khóe môi dơ lên một vòng ý cười mắt trợn tròn đi lính của ngươi quá phế tiêu mạch thành nhìn xem buông xuống binh khí các tư binh tức giận quát các ngươi chuyện gì xảy ra thái tử điện hạ chúng ta tay trượt một đám tư binh yếu ớt ngụy biện nói tranh thủ thời gian cầm lấy binh khí nhanh lên tiêu mạch thành lau lau mồ hôi tráng châu thời khắc mấu chốt vu thống lĩnh vậy mà nhiễu loạn quân tâm, quá tổn hại, đứng tại cửa cung tiểu thuận tử nhìn trước mắt một màn, bịch một chút quỳ trên mặt đất, điện hạ, nô tài vang cầu ngài, chúng ta về đông cung đi, nhất định phải chịu chết sao, chỉ những thứ này binh, coi như thật liều mạng, cũng không phải đối thủ của người ta, tiêu mạch thành nhìn trước mắt tráng lệ hoàng cung, trong lòng càng thêm không cam lòng, hắn là thái tử, là thái tử. Hắn nằm mộng cũng nhớ leo lên thuộc về hắn hoàng vị thế nhưng là bởi vì tiêu thừa cẩn, hết thảy đều biến, tiêu mạch thành hai con ngươi đỏ ngầu, hắn ném đi trong tay bội đao, đoạt lấy bên người tiểu binh trường mâu sông về phía trước quá khứ, ngu bắt thần thấy thế, trực tiếp rút ra bội kiếm chỉ hướng tiêu mạch thành, tiểu thuận tử nhìn xem mất lý trí tiêu mạch thành, nhanh chóng đứng dậy xông cái đi qua, điện hạ, đại thế đã mất, ngươi liền tỉnh đi, hy vọng, nô tài đầu này tiện mệnh, có thể làm cho ngài tiếp nhận hiện thực này hết thảy phát sinh quá nhanh tay cầm trường mâu tiêu mạch thành căn bản liền không thấy được xông lại tiểu thuận tử trường mâu đâm vào tiểu thuận tử ngực hắn cắn răng kêu lên một tiếng đau đớn tiêu mạch thành nhìn trước mắt vết máu ánh mắt chậm rãi chuyển qua tiểu thuận tử gương mặt nhỏ tiểu thuận tử ngươi ngươi vì cái gì máu tươi từ tiểu thuận tử trong miệng chảy ra hắn ngữ khí suy yếu nói ra điện điện hạ nô tài cầu ngài không muốn lại chấp nhất tại cái kia hoàng vị ngài ngẫm lại thái tử phi ngẫm lại tiểu quận chúa tân hoàng người không sai hắn sẽ là tốt tốt hoàng đế tiểu thuận tử dùng hết khí lực toàn thân đem chỗ ngực trường mâu rút ra ngã trên mặt đất điện hạ thật tốt sống sống sót ngu bắt thần nhìn xem một màn này trong lòng không khỏi hơi xúc động là cái tốt nô tài tiêu mạch thành nhìn xem khí tuyệt bỏ mình tiểu thuận tử quá khứ từng màn trong đầu hiện lên hắn ném trong tay trường mâu bổ nhào vào tiểu thuận tử bên người tiểu thuận tử ngươi ngươi đừng chết a à. bản cung không tranh hoàng vị không tranh phía sau các tư binh nhìn xem một màn này cũng rất bội phục tiểu thuận tử tất cả mọi người nhìn xem trên đất chủ tớ hai không biết qua bao lâu tiêu mạch thành không có chút nào cảm xúc nói người tới đem tiểu thuận tử nhất về đông cung những người còn lại tất cả giải tán đi tư quân nhóm nghe tán hai chữ liếc mắt nhìn nhau nhao nhao ném binh khí trong tay. Phía trước nhất hai tên tiểu đội trưởng bước nhanh đi vào tiêu mạch thành bên người. Điện hạ, thuộc hạ đem thuận công công nhất trở về. Được, cứ như vậy, tiêu mạch thành thất hồn lạc phách về đông cung. Ngu bắc thần nhìn xem không biết làm sao các tư binh, lớn tiếng nói, hoàng thượng đã thông báo, chỉ cần các ngươi đều buông xuống binh khí, liền sẽ lưu các ngươi một mạng. Từ nay về sau, các ngươi không còn là phế thái tử tư binh. Rời đi về sau, không cho phép làm điều phi pháp, hiểu chưa, ta chờ minh bạch. Một đám tư binh cao giọng hô, ngu bắt thần khoát tay áo, tất cả giải tán đi, đường trung hút sau khi nghe xong, mặt mũi tràn đầy mừng thầm xoay người, thất bại liền thất bại, bảo trụ mạng chó là được, ngay tại hắn dự định thừa dịp loạn chạy đi lúc, đằng sau, truyền đến một tiếng, đường trung hút, ngươi còn dám đi lên phía trước một bước, bản thống lĩnh đánh gãy ngươi một cái chân khác, đường trung Húc nghe vậy, lập tức giật mình một cái, hắn dừng bước lại, cứng tại tại chỗ, các tư binh nhanh chóng rời đi, chỉ còn một mình hắn ngốc đứng ở nơi đó, ngu bắt thần nhìn xem trên đất binh khí, đối bọn thuộc hạ vẫy vẫy tay, đem những này binh khí thu lại, vâng, ngu thống lĩnh, ngu Bắc thần không nhanh không chậm đi vào đường trung hút trước mặt, đường trung hút, chân của ngươi đều đoạn mất, còn bất an như vậy phân. Có phải là chờ một cái chân khác bị đánh gãy, liền trung thực, đường trung hút đối ngu bắt thần chắp tay, ngu, ngu thống lĩnh, ta sai, về sau, ta không còn làm chuyện ngu xuẩn như vậy, giờ khắc này, đường trung hút cảm giác không thể tại kinh thành tiếp tục chờ đợi, ngu thống lĩnh, ngươi yên tâm, ta sau này trở về, liền mang theo cả nhà rời đi kinh thành, về sau, sẽ không lại xuất hiện tại kinh thành, ngu bắt thần nghe vậy, nhíu mày, ghi nhớ lời của ngươi nói, nếu là còn dám xuất hiện tại kinh thành. Tại chỗ chém giết đường trung hút chân mềm nhũng, kém chút ngồi sập xuống đất, ngu thống lĩnh yên tâm, tuyệt không bước vào kinh thành một bước, cút đi. Ngu bắt thần hừ lạnh một tiếng, tốt, tốt, cái này lăn. Đường trung hút sau khi nói xong, kéo lấy chân gãy rời đi, trạch hoa điện, các vị đại thần cùng gia quyến ngồi tại trước bàn, nhìn xem vui mừng đại điện, hơi nghi hoặc một chút, đây là tiệc cưới sao sát bên lễ bộ thượng thư một vị đại nhân đưa tay giật giật ống tay áo của hắn ngô đại nhân đây là tiệc cưới sao ngô đại nhân cười ha ha nhìn lời này của ngươi hỏi ngày đại hỷ đương nhiên là tiệc cưới ở đây chưa lập gia đình các nữ tử còn không có tự hủy bỏ hậu cung sự tình bên trong đi tới các nàng xem lấy vui mừng đại điện một mặt phiền muộn dịp viễn xu bỗng nhiên nghĩ đến tiêu thừa cẩn cùng gia nhược thành hôn lâu như vậy còn không có hài tử thế là Nàng một mặt mừng thầm đối với Diệp phu nhân thấp giọng nói ra, "Mẫu thân, hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương thành hôn lâu như vậy, hoàng hậu nương nương vậy mà không có cho hoàng thượng sinh hạ một nhi nửa nữ, ngài nói, có phải hay không là hoàng hậu nương nương không thể sinh?" "Thù, ngươi nói nhỏ thôi." Diệp phu nhân cũng là một mặt mừng thầm, "Ha ha, quá tốt, nàng thù nhi còn có cơ hội." Đúng lúc này, ngoài điện truyền đến Lâm tổng quản thanh âm, "Hoàng thượng Hoàng hậu nương nương giá lâm, chương 407, ta sẽ thủ hộ ngươi một đời một thế, Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương giá lâm, đám người nghe được ngoài điện truyền đến thanh âm, nhao nhao đứng dậy, chỉ thấy tiêu thừa cẩn cùng gian nhược thân mang long phượng hỉ bào, chậm rãi đi vào trạch hoa điện, tiêu thừa cẩn nắm thật chặt gian nhược tay, khóe môi ý cười lại làm sâu sắc mấy phần, trong điện đám người cùng kêu lên hành lễ nói, cung nên Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương. Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế, miễn lễ. Tiêu thừa cẩn ngữ khí rất là vui vẻ, tại mọi người nhìn chăm chú, hắn cùng gian nhược đi thẳng tới phía trên vị trí. Tiểu phụng hoàng đi theo gian nhược bên cạnh thân, dùng ánh mắt hâm mộ nhìn xem tiêu thừa cẩn. Cậu nam nhân hôm nay là xuất tẩn danh tiếng, lâm tổng quản đứng tại một bên, hai tay bưng một cái khay, trên khay đặt vào một cái màu đỏ hộp gấm ngồi tại phía trước thịnh vân thiệu nhìn xem màu đỏ hộp gấm, đáy mắt hiện lên một vòng ánh sáng. Cách không được đoạn thời gian trước nói bóng nói gió hỏi cái này hỏi cái kia, hóa ra là chờ ở tại đây đâu, mình liền không nghĩ tới chế tạo đối giới, tiêu thừa cẩn ngồi tại gian nhược bên cạnh thân, liếc nhìn một vòng đám người, khi hắn nhìn thấy thịnh vân thiệu hướng về phía hắn dựng thẳng một cái ngón tay cái lúc, không khỏi có chút đắc ý, tiêu thừa cẩn ho nhẹ một tiếng, chậm rãi nói, hôm nay thiết yến không chỉ là bởi vì đăng cơ đại điển, đám người nghe vậy, bày ra một bộ rửa tay lắng nghe bộ dáng, tiêu thừa cẩn cầm gian nhược tay, cảm khái nói ra, trẫm vì vương gia lúc bị tập kích hôn mê, là hoàng hậu gã tiếng vương phủ cho trẫm sung hỉ, hoàng hậu gã tiếng vương phủ về sau, càng là không ngại cực khổ dốc lòng chăm sóc trẫm, bị giáng chức, lưu vong, lưu vong con đường gặp phải ám sát, thổ phỉ, hoàng hậu không có một câu lời oán giận, trẫm có thể tỉnh lại đều muốn cảm tạ hoàng hậu của trẫm để các ngươi nhìn xem tình cảm của chúng ta thế nhưng là rất thâm hậu gian nhược làm sao đột nhiên như thế phiến tình rồi nói thật ta cho ngươi sung hỉ cũng là bị buộc các vị chưa lập gia đình nữ tử biểu thị nếu là biết ngài sẽ trở thành hoàng thượng chúng ta nói cái gì cũng phải cướp đi sung hỉ gian nhược nhéo nhéo tiêu thừa cẩn trong lòng bàn tay câu môi nói hoàng thượng chúng ta là vợ chồng ngươi nói những cái này đều là ta phải làm. Tiêu thừa cẩn thấy thời cơ vừa vặn, đối lâm tổng quản vẫy vẫy tay. Lâm tổng quản bưng trên khay trước mấy bước, cười tủng tiễn đem gấm hộp gấm dâng lên. Giang nhược nhìn xem khay hộp gấm, đuôi lông mày gãy nhẹ, chẳng lẽ bảo vật gia truyền. Tiêu thừa cẩn cầm qua hộp gấm, từ từ mở ra. Người ở chỗ này nhìn chầm chầm màu đỏ hộp gấm, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Giang nhược nhìn xem tiêu thừa cẩn trong tay đối giới, trên mặt hiện lên một tia kinh hỉ. Đối giới, hắn lúc nào chuẩn bị, tiểu phụng hoàng ghé vào gian nhược bên tai, nhẹ giọng nói, tỷ tỷ, đây là hắn chuẩn bị cho ngươi kinh hỉ. tiêu thừa cẩn đầy rẫy ẩn tình nhìn xem gian nhược, nhược nhược, đây đối với long phượng đối giới, là chính ta họa bản vẽ, đến, ta đeo lên cho ngươi, gian nhược gương mặt ửng đỏ, đưa tay phải ra ngón áp út, đám người, hoàng thượng mình họa bản vẽ, cũng quá dụng tâm đi. gian Nhược nhìn xem trên nón vô danh chiếc nhẫn, nhẹ nói, cảm ơn ngươi, nhược nhược thích liền tốt. Tiêu thừa cẩn có chút câu môi, đem một cái khác cái nhẫn đưa cho Giang nhược, giúp ta đeo lên, được. Giang nhược tiếp nhận long văn chiếc nhẫn, cẩn thận từng ly từng tí mang tại tiêu thừa cẩn tay trái trên ngón vô danh, tiêu thừa cẩn nhìn xem hai người trên ngón tay đối giới, càng xem càng cảm thấy xứng, phát giác được đám người ánh mắt hiếu kỳ, tiêu thừa cẩn cầm Giang nhược tay nâng lên. Đem trên tay đối giới hiện ra cho đám người nhìn thoáng qua, đây đối với Long Phượng đối giới, đại biểu trẫm cùng Hoàng hậu quyết chí thề không đổi tình yêu, nói, tiêu thừa cẩn buông xuống cầm tay, lập tức, hắn ánh mắt lưu luyến mà nhìn xem Giang Nhược, Nhược Nhược, ta sẽ thủ hộ ngươi một đời một thế, Giang Nhược cũng là thâm tình chậm rãi mà nhìn xem tiêu thừa cẩn, không rời không bỏ, sinh tử gắn bó, đám người, Hoàng thượng cùng Hoàng hậu nương nương đây là tại tú ân ái sao? Ở đây chưa lập gia đình nữ tử ánh mắt bên trong tràn ngập ao ước, đố kỵ tại lâm tổng quản dẫn đầu dưới, cả đám không người, cùng kêu lên chút nói, chúc hoàng thượng, hoàng hậu nương nương tầm sắc hòa minh, bạch đầu dai lão, tiêu thừa cẩn vuốt ve da nhược ngón tay, đem mọi người phản ứng nhìn ở trong mắt, tạ ơn chư vị chúc phúc, đều vào chỗ đi, tạ hoàng thượng, hoàng hậu nương nương. Cả đám ngồi trở lại chỗ ngồi, thịnh vân thiệu nhéo nhéo an nhiên công chúa trong lòng bàn tay, thấp giọng nói ra, nhược hâm. Ngươi không cần quá ao ước, đợi sau khi trở về, ta lập tức vẽ, an nhiên công chúa nghe vậy, khẽ vuốt cầm, thịnh vân thiệu nhịn không được đắc ý, ninh cảnh hoài nhìn xem tiêu thừa cẩn hai người trên tay đối giới, hai mắt tỏa sáng, hắn nghiêng đầu đối sở nhược yên nháy nháy mắt, yên nhi, thích không, sở nhược yên gật đầu, thích, tốt, chờ tiệc rượu tán, ta cùng hoàng thượng thỉnh giáo một chút, nam cung người một nhà lúc này xem như triệt để yên tâm. Đứng ở bên cạnh Lâm Tổng quản nhìn xem một đám nữ tử ánh mắt hâm mộ, hừ nhẹ một tiếng, ao ước đi, đố kỵ đi, các ngươi chỉ có thể nhìn. Tiêu thừa cẩn tú xong ân ái, có chút thu liễm thần sắc, Lâm Tổng quản truyền lệnh, vâng, Hoàng thượng. Lâm Tổng quản không người rời đi, một lát sau, bưng món ngon, rượu trái cây cung nhân nhóm nối đuôi nhau mà vào, đợi cung nhân nhóm rời khỏi về sau, tiêu thừa cẩn đối Lâm Tổng quản phân phó nói mở yến đi. Lâm tổng quản dắt giọng hô, hoàng thượng có chỉ, mở yến. Tiêu thừa cẩn cầm lấy công đũa, động thủ cho gian Nhược gấp thức ăn. Trong lúc đó, đám đại thần nhao nhao nâng chén cùng tiêu thừa cẩn mời rượu. Qua ba lần rượu, kiến hội bầu không khí dần dần náo nhiệt lên. Ở đây nữ tử vụng trộm nhìn về phía ngồi ở phía trên gian Nhược, ánh mắt ghen tị giấu đều giấu không được. Diệp Viễn Xu lặng lẽ rời đi ghế đi vào hàng sau, cùng ngày thường giao hảo tỷ muội tụ cùng một chỗ thất giọng nói ra, đừng nhìn hoàng hậu nương nương bây giờ độc chiếm thánh sủng, nếu là nàng không thể vì hoàng thượng sinh hạ dòng giỏi, rất nhanh liền thất sủng, đúng a, à, lâu như vậy, hoàng hậu nương nương vậy mà không có hài tử, hoàng hậu nương nương sẽ không là. <cười> <cười> ha ha, Diệp Viễn Xu cùng nữ tử này che miệng cười nhẹ lên, thịnh vân thiệu chi cạnh lỗ tai nghe phía sau đối thoại, hừ lạnh một tiếng, nói nhảm, các ngươi mới sẽ không sinh. Ai, có chút nói nhảm tại, các nàng khẳng định sẽ tự mình nghị luận cái này sự tình. Nghĩ đến chỗ này, Thịnh Vân Thiệu ngẩng đầu nhìn về phía tiêu thừa cẩn cùng gian nhược. Con rể, cho các ngươi thời gian ba tháng, nhất định phải mang thai hài tử. Đến lúc đó, ba ba đánh các nàng mặt, chương 408, làm sao còn thúc đẩy sinh trưởng rồi. Trạch hoa điện, tiệc rượu chuẩn bị kết thúc, tiêu thừa cẩn ghé vào gian nhược bên tai thấp giọng hỏi, nhược nhược, có mệt hay không? Giang Nhược gật đầu, ta xem bọn hắn đều có chút mệt mỏi, chúng ta liền về đi. Tiêu thừa cẩn câu môi, hắn giọng một cái nói ra, trẫm cùng hoàng hậu mệt, trước hết về, chư vị tùy ý. Đám người thấy thế, đứng dậy cùng hô lên, vi thần, thần phụ. Cung tiễn hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, thịnh vân thiệu thừa dịp cái này khe hở, đối tiểu phụng hoàng vẫy vẫy tay, tiêu thừa cẩn cùng gian nhược đứng dậy, dắt tay rời đi trạch hoa điện tiểu phụng hoàng đi vào thịnh vân thiệu bên cạnh thân lão cha có gì phân phó thịnh vân thiệu cười hắc hắc ngươi đi nói cho hoàng thượng liền nói ta có chuyện tìm hắn để hắn ở phía trước chờ ta một chút được rồi lão cha tiểu phụng hoàng ngẩng lên cái đầu nhỏ nghênh ngang đi theo thịnh vân thiệu đưa mắt nhìn tiểu phụng hoàng rời đi đối an nhiên công chúa nói ra nhược hâm ngươi trước cùng lão phu nhân bọn hắn cùng xuất cung ta sau đó liền đuổi theo An Nhiên công chúa gật đầu, tốt, chúng ta xuất cung chờ ngươi. Tiểu Phụng Hoàng gấp chạy mấy bước đuổi kịp tiêu thừa cẩn, đối hắn nói ra, lão cha có chuyện tìm ngươi, để ngươi ở phía trước mặt chờ một chút hắn. Tiêu thừa cẩn nhíu mày, ngươi trước tiên đem nhược nhược đưa trở về, lại đến tiếp ta, biết. Tiểu Phụng Hoàng không kiên nhẫn nói, ở trong lòng nhã rảnh nói, trả lại tiếp ngươi. Không có chân dài sao, tỷ tỷ, chúng ta đi, ta trở về chờ ngươi gia nhược giọng điệu cứng rắn nói xong, tiểu phụng hoàng nhanh chóng bay đi, tiêu thừa cẩn đứng tại chỗ, giơ lên tay dừng tại giữ không trung bên trong, ha ha, tiểu phụng lại rơi vạt giấm, lâm tổng quản đứng ở một bên, về sau nhìn lại, khi nhìn đến thịnh vân thiệu cùng lên đến lúc, mở miệng nói ra, hoàng thượng, quốc trượng gia đến, nô tài về trước tránh một chút, tiêu thừa cẩn ho nhẹ một tiếng, lui ra đi. Thịnh Vân Thiệu vui vẻ đi vào tiêu thừa cẩn trước mặt, chân chó nói, con rể chúng ta qua bên kia nói tiêu thừa cẩn sự tình gì thần bí như vậy hắn nhấc chân đi vào thịnh vân thiệu vị trí chỉ định nhạc phụ đại nhân nói đi sự tình gì thịnh vân thiệu nghĩ nghĩ về sau bày ra một bộ vẻ mặt nghiêm túc ngươi bây giờ thân phận không thể so dĩ vãng một ít sự tình nên đưa vào danh sách quan trọng tiêu thừa cẩn nghe lời nói này vô ý thức mà hỏi những cái kia sự tình nhạc phụ đại nhân ngài ngược lại là nói cái gì sự tình a à? thịnh vân thiệu bất đắc dĩ nâng tráng ta con rể tốt ta nói chính là sinh con sự tình tiêu thừa cẩn sinh con làm sao đột nhiên liền để sinh con rồi thịnh vân thiệu nhớ tới nói nhảm nói lời nghĩa vẫn lấp ưng nói tại bữa tiệc vui ta nghe được có nói nhảm nói ngươi cùng nhược nhược thành hôn lâu như vậy không có hài tử là bởi vì nhược nhược không thể sinh ngươi nhìn các nàng là không phải quá mức quả thực là quá buồn cười, nếu thật là không thể sinh, cũng là chó con rể vấn đề. Tiêu thừa cẩn nghe lời nói này, tai ửng đỏ, chúng ta lại không có viên phòng, làm sao có thể có hài tử, nhưng là vừa nghĩ tới có người nói gian nhược chuyện phím, trong lòng của hắn lại rất giận, nói nhảm, các ngươi đều suy nghĩ nhiều, chúng ta rất nhanh liền sẽ có hài tử. Nhớ tới trước kia thịnh vân thiệu lời cảnh cáo, tiêu thừa cẩn có chút ủy khuất nói, nhạc phụ đại nhân, trước đó ngài, ngài căng dặn nói nhược nhược không thể quá sớm sinh con thịnh vân thiệu a ngươi ngược lại là nghe lời vô cùng hắn hừ lạnh một tiếng lấy ra gia trưởng tư thế giữ dằn nói ra ta để các ngươi sinh các ngươi liền tranh thủ thời gian sinh lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy ta cho ngươi biết cho ngươi thời gian ba tháng nhất định phải mang thai nếu là không mang thai được nói đến chỗ này thịnh vân thiệu liếc qua tiêu thừa cẩn nơi nào đó lặng lẽ tới tìm ta, ta cho ngươi điều trị một chút. Tiêu thừa cẩn, nhạc phụ đại nhân, thân thể ta rất tốt, không cho phép chất vấn ta năng lực. Tiêu thừa cẩn nghiêm trang nói, thời gian ba tháng hẳn là có thể. Mời nhạc phụ đại nhân yên lặng chờ tin tức tốt của chúng ta. Nhạc phụ đại nhân an bài nhiệm vụ, ta sẽ rất cố gắng hoàn thành. Thịnh vân thiệu thấy Tiêu thừa cẩn như thế nhu thuận, trong lòng một trận cuồng hỉ, hắn ho nhẹ một tiếng, ép để lên dương khóe môi, con rể a. À, chớ có trách ta can thiệp chuyện riêng của các ngươi, ta làm nhược nhược phụ thân, chính là muốn nhìn các ngươi hạnh phúc. dù sao nhà ngươi còn có hoàng vị phải thừa kế. tiêu thừa cẩn khóe môi hơi câu, nhạc phụ đại nhân chớ có suy nghĩ nhiều, ta hiểu ngài một mảnh khổ tâm. thịnh vân thiệu nghe vậy, đầu cho tiêu thừa cẩn một cái con rể tốt ánh mắt, bận biệu cả ngày ngươi cũng mệt mỏi, trở về nghỉ ngơi đi. đúng, tuyệt đối đừng quên cái này nhiệm vụ. thịnh vân thiệu nói xong quay đầu nháy mắt lộ ra một cái tươi cười đắc ý. Tiêu thừa cẩn nhìn xem quay người rời đi thịnh vân thiệu, tâm tình vui vẻ nói. Nhạc phụ đại nhân đi thông thả, sau đó, hắn đối cách đó không xa lâm tổng quản phân phó nói, lâm tổng quản, đưa nhạc phụ đại nhân xuất cung, lão nô tuân chỉ, thịnh vân thiệu cũng không có chối từ, cùng lâm tổng quản cười cười nói nói rời đi. Tiêu thừa cẩn nhìn xem trên ngón vô danh long văn chiếc nhẫn, liên tưởng đến một ít kiều diễm hình tượng, không hiểu một trận mặt đỏ tim rung, Tiểu Phụng Hoàng bay trở về về sau, lặng lẽ đáp xuống tiêu thừa cẩn sau lưng. Quy, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Mê mẩn như vậy. Tiêu thừa cẩn một mặt đắc ý trả lời, nói ngươi cũng không hiểu. Mang ta về Vĩnh Lạc Cung đi. Ngữ khí khó nén kích động, Tiểu Phụng Hoàng nhãn châu xoay động, thấp giọng nói thầm, vui vẻ như vậy. Cậu nam nhân tâm tư thật khó đoán, như Thịnh Vân Thiệu suy đoán, đám đại thần mang theo gia quyến xuất cung công phu, đương kim hoàng hậu không thể sinh dục tin tức liền truyền ra. Tin tức này, để những cái kia chưa lập gia đình các nữ tử trong lòng lại dâng lên một tia hy vọng, các nàng không khỏi đắc ý nghĩ, nếu là hoàng hậu nương nương không thể sinh dục, hoàng thượng vì gian sơn xả tắc, cũng sẽ nạp phi kéo dài dòng dõi, như vậy, các nàng cơ hội không liền đến sao, ngoài hoàng cung đứng tại bên cạnh xe ngựa an nhiên công chúa cùng lão phu nhân nghe những cái kia xì xào bàn tán, liếc nhau, lão phu nhân, ngài không muốn nghe các nàng nói mò. An nhiên công chúa cười hít mắt nói, thật là có thế não bổ, các ngươi mới không thể sinh, lão phu nhân cười ha ha, quốc trượng gia y thuật tinh xảo, vấn đề này chúng ta một điểm không lo lắng, thịnh vân thiệu nhìn xem phía trước cửa cung, dừng bước lại, lâm tổng quản, ngươi liền đưa đến chỗ này đi, đúng đừng quên ta bàn giao đưa cho ngươi nhiệm vụ. Lâm Tổng quản nhớ tới Thịnh Vân Thiệu Hạ đặt nhiệm vụ, cười đến không ngậm miệng được. Quốc trưởng gia, ngài yên tâm, ta mỗi đêm đều sẽ nhắc nhở Hoàng thượng. Thịnh Vân Thiệu hài lòng nhẹ gật đầu, đệnh bước vui sướng bước chân rời đi. Quốc trưởng gia đi thông thả. Lâm Tổng quản đưa mắt nhìn Thịnh Vân Thiệu xuất cung về sau, vui vẻ đi trở về. Ha ha, quốc trưởng gia hạ mệnh lệnh, cái này nhiệm vụ nhất định phải hoàn thành. Vĩnh Lạc Cung, tẩm điện bên trong, Giang Nhược ngồi tại vui bên giường, nhìn vẻ mặt thẹn thùng tiêu thừa cẩn, khóe môi câu lên một vòng cười xấu xa, nàng đối tiêu thừa cẩn ngoắc ngoắc ngón tay, ngươi qua đây, tiêu thừa cẩn ho nhẹ một tiếng, chậm rãi đi đến vui trước giường, nhược nhược, cái này canh giờ nhập động phòng. Có phải là có chút sớm? Hắn nhìn thoáng qua sắc trời, tiếng như mũi vo ve nói, Giang Nhược, ha ha, quả thật có chút sớm, không đúng, ai nói muốn hiện tại nhập động phòng rồi, nghĩ như vậy, Giang Nhược nhịn không được cười nhẹ lên tiếng, nàng đứng người lên, vòng lấy tiêu thừa cẩn cái cổ, ngươi làm sao đáng yêu như thế, tiêu thừa cẩn nhìn xem trước mặt câu hồn phách người gương mặt, hô hấp có chút gấp rút, hắn nắm cả Giang Nhược thân eo, cực kỳ khắc chế ghé vào môi của nàng bên cạnh cạn hôn mấy lần. Nghĩ đến nhà mình nhạc phụ đại nhân mệnh lệnh, tiêu thừa cẩn đáy mắt ý cười làm sâu sắc, nhược nhược, Nhạc phụ đại nhân cho chúng ta hạ nhiệm vụ, Giang Nhược gương mặt ửng đỏ, ngước mắt hỏi, "Nhiệm vụ gì?" Tiêu thừa cẩn ra vẻ ủy khuất nói, "Nhạc phụ đại nhân nói, ngươi trong vòng 3 tháng, nhất định phải mang thai hài tử." Thế nhưng là, muốn hài tử cái này sự tình, cũng không phải chúng ta muốn liền có thể muốn lên. Giang Nhược nghe vậy, bất đắc dĩ nâng trán, "Làm sao còn thúc đẩy sinh trưởng rồi?" Giang Nhược cũng không nghĩ nhiều, mở miệng nói ra hài tử vấn đề này ngươi không cần lo lắng, chúng ta cố gắng một chút, rất nhanh liền sẽ có. Sau khi nói xong, Giang Nhược liền ý thức được mình miệng bầu, chẳng biết tại sao, còn không hiểu có chút đau thắt lưng. Giang Nhược ra vẻ vô tội nháy một chút con mắt, thấp giọng giải thích nói, ý của ta là, coi như phải cố gắng một chút, ta cũng phải có cái độ. Tiêu thừa cẩn cũng không cho Giang Nhược đổi ý cơ hội, hắn đè xuống dương lên khóe môi, mười phần nghiêm túc nói ra, Nhược Nhược, ngươi yên tâm đi, ta sẽ cố gắng. Giang Nhược ho nhẹ một tiếng, nói sang chuyện khác, ngươi đi ra ngoài trước chờ một chút, ta đem bộ này hỷ phục đổi lại, được. Tiêu thừa cẩn quyến luyến khẽ hôn mấy lần Giang Nhược cái tráng, mặt mày, mới buông ra nàng thân eo, ngoài điện, lâm tổng quản tại tiêu thừa cẩn sau khi ra ngoài, tranh thủ thời gian nên đón, hoàng thượng, có cần hay không hầm lấy bổ canh, tiêu thừa cẩn, hầm bổ canh làm gì, có ý tứ gì lâm tổng quản lấy lòng cười một tiếng quốc trượng gia nói để ngài cùng hoàng hậu nương nương mau chóng muốn đứa bé lão nô suy nghĩ muốn hay không cho ngài hầm chút bổ canh nói như vậy hoàng thượng hẳn là hiểu đi tiêu thừa cẩn che miệng ho nhẹ một tiếng đêm nay cho hoàng hậu chuẩn bị một chút bổ canh ta cũng không cần bổ canh lão nô tuân chỉ lâm tổng quản lặng lẽ dò xét liếc mắt đỏ mặt tiêu thừa cẩn liền minh bạch chuyện gì xảy ra Cách không được chờ không được tiểu chủ tử, hóa ra là không có viên phòng. Hoàng thượng A, lão nô thật sự là phục ngài, chương 409, về sau ngủ tiếp tấm kia đại hỉ giường, màn đêm buông xuống, tiểu phụng hoàng đứng tại vui bên giường, không chịu ra ngoài. Nó nhìn thoáng qua bàn bên trên đang thiêu đốt long phượng nến hỉ, trụ, táo đỏ, đậu phộng các loại, con mắt hiện lên một vệt kim quang, tỷ tỷ đêm nay ta muốn cùng ngươi ngủ, ha ha, cái này vui phòng nó thích, thừa dịp cậu nam nhân đi tẩy cánh hoa tắm, nó trước chiếm lấy vui giường. Giang Nhược nhìn xem muốn lên vui giường Tiểu Phụng Hoàng, nhịn không được cười nhẹ lên tiếng. Tiểu Phụng, tối nay là chúng ta động phòng chi dạ, ngươi ở đây có phải là có chút? Dư thừa, tỷ tỷ, ngươi là chê ta dư thừa sao? Tiểu Phụng Hoàng hừ nhẹ một tiếng, Giang Nhược khẽ vuốt nó cái đầu nhỏ, ngươi không dư thừa. Nhưng là có chút vướng bận, ta mặc kệ ta liền phải ngủ ở nơi này. Tiểu Phụng Hoàng nhìn xem ngoài điện bóng người, thất cao âm lượng, tiêu thừa cẩn đứng tại tẩm điện bên ngoài, nghe hai người nói chuyện, khóe môi nổi lên một vòng ý cười. Hắn tiến vào tẩm điện về sau, có ý riêng nói, Tiểu Phụng Hoàng, đợi lát nữa Hoàng cung sẽ thả pháo hoa, ngươi đi xem pháo hoa đi. Tiểu Phụng Hoàng nghe vậy, hướng gian nhược bên người tới gần, ta không thích nhìn pháo hoa, ta thích trương này vui giường, nghĩ chi tiêu ta ra ngoài không cửa. Tiêu thừa cẩn nhìn xem chơi xấu tiểu phụng hoàng, bất đắc dĩ cười một tiếng. Tiểu phụng A, nhạc phụ đại nhân đã cho chúng ta hạ nhiệm vụ, phải nhanh một chút sinh bảo bảo. Ngươi lưu tại nơi này, chúng ta không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Tiểu phụng hoàng nhãn châu xoay động, sinh tiểu bảo bảo. Đúng, ngươi rất nhanh liền làm thúc thúc. Tiêu thừa cẩn mặt mày lại cười nói, tiểu phụng hoàng nháy một chút con mắt, nó nghĩ đến mình sắp làm thúc thúc, liền quyết định không ngủ vui giường tỷ tỷ, ta không ngủ vui giường, ta muốn đi ra ngoài nhìn pháo hoa. Tiêu thừa cẩn thấy thế, một mặt chân thành giữ lại, tiểu phụng, nếu như ngươi rất muốn để lại xuống tới. Cũng là có thể, tiểu phụng ngạo kiều hừ nhẹ một tiếng, ta lưu lại không phải rất dư thừa mà. Sau khi nói xong, nghênh ngang ra tẩm điện, ta hiện tại chỉ muốn làm thúc thúc, tiêu thừa cẩn cùng gian nhược nhìn nhau cười một tiếng, ha ha, tiểu phụng vẫn là có tự mình hiểu lấy. Lâm Tổng quản khi nhìn đến Tiểu Phụng Hoàng ra tẩm điện về sau, tranh thủ thời gian đó, Tiểu Phụng A, đoạn thời gian gần nhất, hai vị chủ tử sẽ rất bận biệu, cho nên, ban đêm ngươi tận lực ngươi không nên quấy rầy bọn hắn. Tiểu Phụng Hoàng mười phần hiểu chuyện nói ra, Lâm Tổng quản yên tâm, ta không quấy rầy bọn hắn, dù sao, ta còn muốn làm thúc thúc. Lâm Tổng quản nghe vậy, liền vội vàng gật đầu, tối nay Hoàng cung có pháo hoa, chúng ta đi xem pháo hoa. Tiểu Phụng Hoàng quay đầu nhìn thoáng qua đóng cửa lại tẩm điện, dương cánh bay đi, về sau ngủ tiếp tấm kia đại hỷ giường. Lâm Tổng quản nhìn xem Tiểu Phụng Hoàng bay đi, đối đông tuyết bọn người hô, mấy người các ngươi đem trong tay sự tình làm tốt, chúng ta cùng đi xem pháo hoa. Đây chính là Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương đêm động phòng hoa chút, ai cũng không thể quấy nhiễu. Vâng, Lâm Tổng quản. Đông tuyết bọn người nhanh chóng làm xong trong tay công việc, cả đám phần phật trời đi vĩnh lạc cung vĩnh lạc cửa cung. Lâm tổng quản đối bên ngoài cửa cung các ngự lâm quân nói ra, các ngươi cố gắng trông coi, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, hiểu chưa, vâng, lâm tổng quản. Tẩm điện bên trong, Giang Nhược nghe động tĩnh bên ngoài, câu môi cười một tiếng, tiêu thừa cẩn thừa dịp cái này khe hở vụn trộn liếc mắt nhìn Giang Nhược, lại là một trận mặt đỏ tim rung. Nhược nhược, ta, chúng ta, chúng ta trước tiên đem rượu hợp cẩn uống đi. Giang Nhược đứng dậy, lôi kéo tiêu thừa cẩn đi vào trước bàn. Ha ha, rượu tráng sợ người gan, nến đỏ chập chờn, một cổ mập mờ khí tức tràn ngập ra. Tiêu thừa cẩn cầm lấy bầu rượu trên bàn, rót hai chén rượu. Hai người cầm chén rượu lên về sau, tiêu thừa cẩn mặt mày ôm nhu nhìn xem Giang Nhược, nhược nhược, uống xong rượu hợp cẩn, chúng ta chính là vợ chồng, đời này người già đến già. Giang Nhược câu môi, đời này kiếp này, vĩnh viễn không chia lìa hai người cánh tay quấn dao, uống xong rượu hợp cẩn. Đúng lúc này, pháo hoa tại hoàng cung trên không nở rộ, nghe phía ngoài tiếng hoang hô, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Tiêu thừa cẩn tiếp nhận gian nhược chén rượu trong tay, cùng nhau đặt lên bàn, nhược nhược, như thế này tốt cảnh đẹp, chúng ta có phải là nên. dập động phòng rồi. Tiêu thừa cẩn nói, một cái ôm ngang lên gian nhược, hướng phía vui giường đi đến, gian nhược thuận thế ôm lấy tiêu thừa cẩn cái cổ, ghé vào môi của hắn bên cạnh hôn một cái tiêu thừa cẩn hô hấp trì trệ bước chân có chút lộn xộn hắn đem gian nhược ôm đến vui phía sau giường đưa tay đem hồng trướng buông xuống nhược nhược ta ta tiêu thừa cẩn thanh âm ngầm câm có chút không biết làm sao gian nhược gương mặt ửng đỏ đưa tay giải khai thắt lưng của hắn xuân tiêu nhất khắc thiên kim cố mà trân quý tiêu thừa cẩn nắm chặt gian nhược tay có chút thở dốc nhược nhược ta đến liền tốt quần áo tận cởi, thấp tiếng thở dốc từ trong trướng lan tràn mà ra, trong trướng bóng người lắc lư, một phòng kiều diễm, chương 410, còn dám mắng ta nhà hoàng thượng, đem ngươi răng toàn bộ gõ rơi, lãnh cung, tiêu quân trạch đứng ở trong sân, nhìn xem trong bầu trời đêm ống ánh chói mắt pháo hoa, trong mắt lửa giận thiêu đốt, liên tưởng đến tiêu thừa cẩn đăng cơ đại điển, nhịn không được chửi ầm lên lên, tiêu thừa cẩn, ngươi chính là loạn thần tặc tử. Ngươi mưu quyền soán vị, không được tốt. A, à. Không đợi mắng xong, hắn đột nhiên che miệng kêu rên một tiếng, ra tới tảng bộ ám nhị nghe lời chói tai, trực tiếp thưởng tiêu quân trạch một viên cục đá. Quý thao nghe được tiêu quân trạch tiếng kêu thảm thiết, tranh thủ thời gian chạy tới. Hoàng thượng, ngày đây là làm sao rồi? Tiêu quân trạch che lấy chảy máu miệng, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn bốn phía, là ai ám hại trẫm? là ta. Ám nhị đứng tại lãnh cung đầu tường, mắt lạnh nhìn trong viện chủ tớ hai, tiêu quân trạch lần theo thanh âm nhìn lại, lúc này mới nhìn thấy đứng ở đầu tường ám nhị, ngươi là ai, ta là đương kim hoàng thượng ám vệ, xếp hạng lão nhị. Ám nhị nói, nhịn không được đắc chí lên, tiêu quân trạch, tiêu thừa cẩn thật là đủ cảnh giác, vậy mà phái ám vệ ngày đêm giám thị chính mình, quả thực là quá đáng ghét. Ám nhị nghĩ đến hôm nay tiêu mạch thành tư binh không chiến mà bại các tư binh, ngông cuồng cười to vài tiếng, ha 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 tiêu quân trạch nghe phía trên truyền đến tiếng cười một mặt tức giận hỏi ngươi đang cười cái gì một cái cẩu nô tài mà thôi cũng dám chế dẻo trẫm ám nhị hừ lạnh một tiếng ta muốn cười liền cười mắc mớ gì tới ngươi đúng ta liền hảo tâm nói cho ngươi ta vì cái gì cười đi tiêu quân trạch chủ tớ gia hỏa này có phải là quá mức đúng lúc này trên đầu tường ám nhị phi thân rơi vào trong viện ngươi muốn làm gì sao tiêu quân trạch chủ tới dọa đến lui về sau mấy bước, ám nhị cười lạnh một tiếng, các ngươi không cần sợ, nhà ta hoàng thượng tạm thời sẽ không để các ngươi chết, lập tức, hắn đắc ý nói, hôm nay phế thái tử tư binh vọt tới cửa hoàng cung, các ngươi đoán làm gì, tiêu quân trạch nghe được chỗ này liền có loại cảm giác không ổn, cái này đồ chó ngữ khí phách lối như vậy, nhất định là thái tử tư binh bại, ám nhị nhẹ nhàng đến một câu, kết quả vừa vặn rất tốt, những tư binh kia không chiến mà bại, ai, quá phế, tiêu quân trạch bị ám nhị tức giận đến thân hình thoát một cái, hắn gầm thét một tiếng, ngươi có thể đi, ám nhị nhíu mày, vi hiếp nói, ta cho ngươi biết, ngươi nếu là còn dám mắng ta nhà hoàng thượng, đem ngươi răng toàn bộ gõ rơi, quý thao dọa đến tranh thủ thời gian che tiêu quân trạch miệng, liền sợ hắn tức giận vô cùng, mắng nửa mắng liệt liệt, hắn quay đầu nhìn ám nhị, lấy lòng nói, vị gia này, lão nô sẽ xem trọng nhà ta chủ tử ngài đi nhanh lên đi ám nhị đối tiêu quân trạch hừ lạnh một tiếng phi thân rời đi tại ám nhị sau khi đi tiêu quân trạch một cái đánh rụng quý thao tay tranh thủ thời gian cho trẫm xoa thuốc miệng vừa sưng lại đau hoàng thượng chúng ta vào nhà trước quý thao nói một mặt bất đắc dĩ ai thời gian này lúc nào là cái đầu a đông cung tiêu mạch thành trở về đông cung về sau liền đem tiểu thuận tử tán ở sau núi núi rừng bên trong. Giờ phút này, ánh mắt của hắn ngay ngốc ngồi tại núi rừng bên trong, trong đầu không ngừng lặp lại tiểu thuận tử lúc sắp chết hình tượng. Đường thi họa tất nhiên là biết hôm nay chuyện xảy ra, một cái duy nhất xoay người cơ hội, vậy mà không chiến mà bại, trong nội tâm nàng hận A, à, đông cung ở trong màn đêm một mảnh âm u đầy tử khí, mà hoàng cung phương hướng không ngừng nở rộ đầy trời pháo hoa, còn thỉnh thoảng truyền đến tiếng hoang hô. Mảnh liệt như vậy tương phản không khí để đường thi họa lập tức nổi trận lôi đình nàng đối bên người thị nữ nghiêm nghị hỏi điện hạ đâu hồi thái tử phi nương nương thái tử điện hạ còn giống như tại phía sau núi thị nữ nơm nớp lo sợ trả lời phía sau núi đường thi họa một mặt u ám không phải đã đem cái kia cẩu nô tài chôn sao làm sao vẫn chưa trở lại hôm nay cửa cung phát sinh sự tình đường thi họa đã biết nàng cảm thấy nếu như không phải tiểu thuận tử ngăn cản tiêu mạch thành có lẽ có cơ hội thành công cho nên nàng cảm thấy tiểu thuận tử chết đáng đời đường thi họa biết tiêu mạch thành đợi ở sau núi cắn răng nghiến lợi đối thị nữ nói ra bồi bản phi đi sau núi là thái tử phi nương nương thị nữ ở phía trước đốt đèn lồng chủ tớ hai hướng phía phía sau núi đi đến đường thi họa mượn ánh trăng nhìn xem ngốc ngồi ở chỗ đó tiêu mạch thành một mặt tức giận nàng chậm rãi đi đến tiêu mạch thành trước mặt nhìn xem tiểu thuận tử mộ phần lạnh giọng nói ra điện hạ chẳng qua là chết một cái nô tài mà thôi ngài nên trở về đi nghỉ ngơi tiêu mạch thành nghe vậy không tự giác nắm chặt hai tay hắn thanh âm khàn khàn nói ra bản cung chỉ là nghĩ một mình yên lặng một chút ngươi trở về đi đường thi họa nghe vậy tức giận trong lòng không ngừng kéo lên nàng lạnh giọng châm chọc nói điện hạ ngài chẳng lẽ vì cái này cẩu nô tài muốn ở chỗ này thủ một đời ba đường thi họa chưa nói xong liền bị nhanh chóng đứng dậy tiêu mạch thành hung hăng đánh một bạt tai a à, đường thi họa hét lên một tiếng ngã nhào trên đất thị nữ thấy thế tranh thủ thời gian đi vào đường thi họa bên người ngồi xuống thái tử phi nương nương ngài không có sao chứ đường thi họa che lấy căng đau gương mặt mặt đầy oán hận nhìn xem tiêu mạch thành điện hạ vì một cái chết đi cẩu nô tài vậy mà đánh nàng tiêu mạch thành một thân lệ khí nhìn xem ngã nhào trên đất đường thi họa, đường thi họa, ngươi còn dám mắng một tiếng cẩu nô tài, ta liền giết. Ngươi, đường thi họa nghe hung ác nham hiểm thanh âm, dọa đến lắc đầu liên tục, điện hạ, họa nhi biết, biết sai, cút. Tiêu mạch thành nói xong, liền ngồi trở lại vừa rồi vị trí, tốt, ta lăng, ta lăng. Đường thi họa tại thị nữ nâng đỡ, lão đảo rời đi, chủ tớ hai đi ra một khoảng cách về sau, đường thi họa ngoái nhìn nhìn thoáng qua tiêu mạch thành nàng biết lúc này tiêu mạch thành khả năng đối với hoàng vị không có cố chấp như vậy vĩnh lạc cung lâm tổng quản mang theo cả đám xem hết pháo hoa lại tại trong hoàng cung tản bộ đến nửa đêm cái này canh giờ trở về hẳn là sẽ không quấy rầy đến hoàng thượng đi trong cung không ai hầu hạ cũng không được nghĩ đến chỗ này lâm tổng quản mở miệng nói ra chúng ta trở về đi các ngươi đều nói nhỏ thôi một đám nô tài liếc nhau, Lâm Tổng quản chúng ta sẽ nhỏ giọng, tại Lâm Tổng quản dẫn đầu dưới, cả đám lặng lẽ trở lại Vĩnh Lạc Cung. Lâm Tổng quản nhìn thoáng qua tẩm điện, thấp giọng phân phó nói, đi chuẩn bị nước nóng, hầm bổ canh, được rồi, thế là, cả đám cẩu tại phòng bếp, nấu nước nấu nước, nấu canh nấu canh, tẩm điện bên trong, tiêu thừa cẩn nhìn bên cạnh mê mang đi người, trong mắt đều là tan không ra nhu tình. Hắn quyến luyến tiến tới hôn mấy, dưới, mới vừa lòng thỏa ý đứng dậy xuống giường. Tiêu thừa cẩn mặc quần áo về sau, xốc lên hồng trướng ra tẩm điện, người tới, chuẩn bị nước nóng, trẫm cùng hoàng hậu muốn tắm rửa. Lâm tổng quản đứng tại cách đó không xa không người trả lời, vâng, hoàng thượng. Tiêu thừa cẩn sau khi phân phó xong, quay người về tẩm điện, hắn đi vào giường trước, động tác nhu hòa cho gian nhược mặc quần áo. Trong lúc ngủ mơ gian nhược vô ý thức đẩy một chút tiêu thừa cẩn, tiêu thừa cẩn câu môi cười một tiếng, thấp giọng thì thầm nói nhược nhược ta ôm ngươi đi tắm ừm gian nhược ưng một tiếng tiếp tục nằm ngáy o o tiêu thừa cẩn thoáng nhìn những cái kia mập mờ vết tích hầu kết bỗng nhúc nhích qua một cái lại có chút động tình nhưng là vừa nghĩ tới gian nhược khóc cầu xin tha thứ tình cảnh liền nhịn xuống đúng lúc này bên ngoài truyền đến lâm tổng quản thanh âm hoàng thượng nước đã chuẩn bị tốt ngài tắm rửa đi biết tiêu thừa cẩn cho gian nhược mặc quần áo về sau Ông lấy nàng đi phòng tắm. Đông tuyết tại phòng tắm nhóm đóng lại về sau, đối hai vị ma ma thấp giọng nói ra, ma ma, các ngươi đi tẩm điện đem ga giường đổi đi. Vâng, đông tuyết cô nương. Hai vị ma ma tiến vào tẩm điện, nhanh chóng đem ga giường thay xong. Đông tuyết mừng thất khởi trở lại phòng bếp, mau đem bổ canh thịnh tốt. Tiêu thừa cẩn tắm rửa xong. Tâm tình vui vẻ ôm lấy Giang Nhược về tẩm điện, trốn ở một bên lâm tổng quản nhìn xem màn này, cười đến không ngậm miệng được, cứ theo đà này, rất nhanh liền sẽ có tiểu chủ tử, nghĩ đến chỗ này, hắn đối đông tuyết phân phó nói, đông tuyết, mau đem bổ canh cho hoàng thượng đưa đi, vâng, lâm tổng quản, đông tuyết bưng bổ canh đi vào tiền điện bên ngoài, hoàng thượng, nô tỳ đưa tới bổ canh, giờ phút này, tiêu thừa cẩn đang ngồi ở giường một bên, nhu hòa cho gian nhược sát ẩm ướt phát, nghe được ngoài điện về sau, hắn nhẹ giọng kêu, nhược nhược, có muốn uống chút hay không bổ canh, đang ngủ say gian nhược, một điểm phản ứng đều không có. Tiêu thừa cẩn nhìn vẻ mặt quyển sắc gian nhược, mặt mũi tràn đầy đau lòng hôn một cái trán của nàng. Hắn đứng dậy đi vào cửa đại điện, thấp giọng nói ra, đông tuyết, các ngươi tất cả đi xuống nghỉ ngơi đi, nô tỳ tuân mệnh. Đông tuyết đáp lời về sau, quay người rời đi, tiêu thừa cẩn đem gian nhược tóc lau khô về sau, mới lên giường ôm lấy nàng nằm ngủ, yên lặng như tờ trong màn đêm vĩnh lạc cung, cảnh sắc an lành an bình khí tức, chương 411, nhược nhược đêm qua rất vất vả, lẽ ra phải do ta chiếu cố, gian nhược tỉnh lại thời điểm, đã là mặt trời lên cao, nàng nhìn xem màu đỏ chót trướng đỉnh, đêm qua những cái kia kiều diễm hình tượng tràn vào trong đầu, nghĩ đến khóc chít chít cầu xin tha thứ một màn kia, xin không thể luyến che mặt, ai, mình cũng không tránh khỏi quá sợ đi, không thể không nói. Cậu nam nhân thể lực rất tốt, nàng giật giật đau nhức thân thể, đối bên ngoài hô, đông tuyết, tiến đến, ở ngoài điện đợi đã lâu đông tuyết nghe trong điện truyền đến thanh âm, vội vàng đáp lại nói, vâng, hoàng hậu nương nương, nàng nhẹ nhàng đẩy ra cửa điện, bước nhanh đi vào giường trước, hoàng hậu nương nương, ngài có đói bụng không, gian nhược nhẹ gật đầu, là có chút đói, hoàng hậu nương nương, hoàng thượng đã đã phân phó các nô tỳ chuẩn bị kỹ càng đồ ăn, ngài rời giường rửa mặt một chút, liền có thể dùng bữa. Đông Tuyết cười hít mắt nói, Giang Nhược gương mặt ửng đỏ, Đông Tuyết, ngươi đi thiên điện cho ta cầm bộ rộng rãi áo bào, nô tỳ tuân mệnh. Đông Tuyết bước nhanh đi hướng thiên điện, nghị sự điện bên trong, phó vân hành mấy vị đại nhân nhìn xem sổ bên trên các hạng luật pháp cùng huệ dân chính sách, trên mặt tất cả đều là thần sắc kích động, bọn hắn ngầm đâm đâm nghĩ, Hoàng thượng tại trị quốc an dân phương diện, xác thực có chỗ hơn người, giờ phút này, ngồi ở phía trên tiêu thừa cẩn đầy trong đầu đều là gian nhược, cũng không biết nhược nhược tỉnh chưa, rất muốn trở về nhìn xem. Hắn liếc mắt nhìn mấy vị đại thần, ngầm đâm đâm nghĩ, bọn hắn một lát cũng không nhìn xong, không nhìn xong liền không có cách nào thảo luận, như vậy đi, để bọn hắn trước nhìn xem, mình trở về nhìn một chút nhược nhược, đúng, liền nhìn một chút, tiêu thừa cẩn ho nhẹ một tiếng, nghiêm trang nói ra, chư vị ái khanh, trẫm chợt nhớ tới một kiện, rất trọng yếu, sự tình, liền đi về trước, mấy vị đại thần liền vội vàng gật đầu, hoàng thượng, ngài đi làm việc liền tốt, tiêu thừa cẩn đối lâm tổng quản làm cái nháy mắt, lâm tổng quản, nơi này liền cho ngươi, lão nô tuân chỉ. Lâm tổng quản không người trả lời, hoàng thượng, nhìn một cái ngài mất hồn mất vía bộ dáng, tiêu thừa cẩn đứng dậy, thần sắc tự nhiên đi ra nghị sự điện, đi ra mười mấy mét về sau, hắn lập tức đối nóc nhà bên trên tiểu phụng hoàng vẫy vẫy tay, tiểu phụng, chúng ta trở về, tiểu phụng hoàng, trở về, ngươi đến giờ tan sở sao, tốt, ngươi cũng dám trốn việc, nó dương cánh bay đến tiêu thừa cẩn bên người, đi chỗ nào, tiêu thừa cẩn ngoái nhìn nhìn thoáng qua nghị sự điện, thấp giọng nói ra, hồi vĩnh lạc cung, tiểu phụng hoàng hừ nhẹ một tiếng, ngươi không hảo hảo đi làm, đừng trách ta nói cho tỷ tỷ. Tiêu thừa cẩn vội vàng giải thích, Ta trở về nhìn một chút nhược nhược, liền trở lại, lên đây đi. Trở lại vĩnh lạc cung về sau, tiêu thừa cẩn thẳng đến tẩm điện. Tiểu phụng hoàng nhìn xem tiêu thừa cẩn bóng lưng, âm thầm nhã rảnh nói, gần như vậy con đường, thở một ngụm công phu liền đến. Tẩm điện bên trong, giang nhược mặc áo bào về sau, đang muốn đứng dậy. Đứng dậy một khắc này, hai chân của nàng mềm nhũng. Nháy mắt sau đó, giang nhược bị tiêu thừa cẩn mò lên ôm vào trong ngực, nhược nhược ngươi cẩn thận một chút, Giang Nhược ngửi ngửi khí tức quen thuộc, nghe bên tai Nhu Hòa lời nói, lập tức đỏ mặt, ngươi, ngươi làm sao trở về rồi, ta nghĩ ngươi, liền trở lại nhìn xem. Tiêu thừa cẩn không che giấu chút nào mình đối Giang Nhược yêu thương, Giang Nhược ngước mắt, ghé vào cái cầm của hắn nhẹ nhàng hôn một cái, xem hết liền trở về đi, đừng chậm trễ công vụ, đi bưng đồ ăn trở về đông tuyết nhìn xem một màn này. Tranh thủ thời gian phúc thân hành lễ. Nô tỳ gặp qua hoàng thượng, Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế vạn vạn tuế. Miễn lễ. Tiêu thừa Cẩn nhìn thoáng qua khay bên trong đồ ăn, đáy mắt hiện lên mỉm cười, nhược nhược, ta cùng ngươi ăn cơm xong lại đi. Vậy được đi. Giang Nhược bất đắc dĩ cười một tiếng, vừa dứt lời, Giang Nhược liền bị Tiêu thừa Cẩn ôm ngang lên. Đông Tuyết thấy thế, vội vàng đem đồ ăn bày trên bàn. Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương mời dùng bữa. Nô tỳ cáo lui. Giang Nhược nhìn xem quay người rời đi đông tuyết, nhẹ nhàng đập một cái tiêu thừa cẩn lòng ngực, mau buông ta xuống, chính là tròn cái phòng mà thôi, nào có như thế yếu ớt. Tiêu thừa cẩn ôm lấy Giang Nhược đi vào trước bàn, có ý riêng nói, Nhược Nhược đêm qua rất vất vả, lẽ ra phải do ta chiếu cố. Giang Nhược ngồi tại trước bàn, trắng nõn gương mặt nổi lên hiện một vòng đỏ ẩn, nàng nhìn xem tiêu thừa cẩn đưa qua tổ yến cháo, giữ dằn nói, ta tự mình tới liền tốt. Tiêu thừa cẩn phi thường nghe lời đem sứ ngôi đưa cho Giang Nhược. Giang Nhược bưng bát sứ, một tay cầm sứ ngôi ăn như gió cuốn lên. Một bát tổ yến cháo vào trong bụng, Giang Nhược lại ăn mấy cái bánh bao hấp. Tốt, ta ăn no. Giang Nhược cầm lấy khăn gấm lau đi khóe miệng, nói bóng gió, ngươi nên đi. Đứng tại cổng tiểu phụng hoàng đưa cổ nhìn xem ân ái hai người, trong lòng bỗng nhiên có chút thất lạc. Ai, mình giống như thật có điểm dư thừa. Nó đứng tại cửa đại điện, Vĩ Quốc Ba Ba hỏi, tỷ tỷ, ta có thể đi vào sao? Làm sao không thể tiến đến? Mau tới đây. Giang Nhược nhìn xem cửa đại điện Tiểu Phụng Hoàng, vẫy vẫy tay. Tiểu Phụng Hoàng đi vào Giang Nhược trước mặt, chủ cục lấy cái đầu nhỏ cọ sát Giang Nhược cánh tay. Giang Nhược nhìn xem thất lạc đến cực điểm Tiểu Phụng Hoàng, đưa tay vuốt ve nó cái đầu nhỏ. Ngươi không vui. Tiểu Phụng Hoàng nhẹ gật đầu, nói một chút đi, ai khi dễ nhà ta Tiểu Phụng rồi. Giang nhược đối tiêu thừa cẩn làm cái nháy mắt, nàng ngầm đâm đâm nghĩ, tiểu phụng như thế thất lạc, là cho là mình thất sủng đi. Tiêu thừa cẩn ho nhẹ một tiếng, đứng dậy nói ra, nhược nhược, ta đi xử lý công vụ, đi thôi. Giang nhược cười một tiếng, quả nhiên, tiêu thừa cẩn đứng dậy công phu, tiểu phụng hoàng lập tức tinh thần, tiêu thừa cẩn lặng lẽ đánh giá tiểu phụng hoàng, không khỏi ở trong lòng nhã rảnh, tiểu phụng, ngươi lại tranh ngọn gió nào, ăn giấm cái gì không muốn làm thúc thúc, nhược nhược, ta buổi trưa trở về. Tiêu thừa cẩn cuối người, ghé vào gian nhược trên mặt nhẹ nhàng hôn một cái, thuận tiện đầu cho tiểu phụng hoàng một cái đắc ý ánh mắt, tiểu phụng hoàng, cậu nam nhân, ngươi chính là một cái tên lưu manh, gian nhược đưa mắt nhìn tiêu thừa cẩn sau khi rời đi, đối tiểu phụng hoàng nói ra, tiểu phụng, ngươi có phải hay không cảm thấy mình thất sủng rồi, tiểu phụng hoàng thở dài một hơi, ta không có cảm thấy thất sủng, đã cảm thấy mình có chút hơi thừa. Giang Nhược nghe vậy, nhịn không được cười ra tiếng. Tiểu Phụng, ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi một điểm không dư thừa. Thật sao? Thật. Tiểu Phụng Hoàng nghe vô cùng chân thành ngữ khí, vịt một chút cánh, tỷ tỷ, ngươi kiểu nói này, ta tâm tình tốt hơn nhiều. Về sau, ta không nghĩ ngợi thêm. Giang Nhược hài lòng nhẹ gật đầu. Ai? Xem như hống tốt. Thật sợ ngươi ngày nào nghỉ quẩn, trời cung trốn đi. Nghị sự điện. Tiêu Thừa Cẩn trở lại nghị sự điện về sau, mấy vị đại thần đối mới luật pháp, huệ dân chính sách, nhao nhao phát biểu cái nhìn của mình. Tiêu Thừa Cẩn tại chỗ biểu thị, rất nhanh liền sẽ ban bố chính lệnh. Tới gần buổi trưa, Tiêu Thừa Cẩn tâm tình vui vẻ nói, "Buổi trưa, chư vị ái khanh tự hành hồi phủ đi." Mấy vị đại thần chấp tay nói ra, "Vi thần cáo lui." Tiêu Thừa Cẩn tại mấy vị đại thần sau khi rời đi, đứng dậy đối Lâm tổng quản nói ra, "Hồi Vĩnh Lạc cung." "Vâng." Hàng thượng, lâm tổng quản lý nhìn mặt mũi tràn đầy gió xuân tiêu thừa cẩn, trơn tru đuổi theo, tiêu thừa cẩn khẽ hát, nện bước vui sướng bước chân hướng phía vĩnh lạc cung đi đến, tính lấy thời gian, bắt ngự chờ đến chầu mừng người cũng nhanh đến, chương 412, muốn phòng không gối chiếc ba đêm A, à. liên tiếp mấy ngày, gian nhược đều là ngủ đến mặt trời lên cao, ngày này, nàng viện đau nhất không thôi thân eo, rốt cục nhịn không được sinh bé con nhiệm vụ tạm thời trước thả thả đi làm gây sự nghiệp đúng đi tể châu đưa giống thóc gian nhược thừa dịp tiêu thừa cẩn làm việc công đi vào thư phòng đông tuyết mài mực vân hoàng hậu nương nương gian nhược hai tay chống cằm khóe môi câu lên một vòng cười xấu xa tại đông tuyết nghiêng tốt mực về sau gian nhược chấp bút viết xuống một phong thư nàng thổi khô mực nước đem tin xếp xong đông tuyết phong thư này là cho hoàng thượng ta hôm nay muốn về tể châu một chuyến, ước chừng ba ngày liền có thể trở về, lại có mấy ngày ninh thế tử cùng sở tiểu thư đại hôn, vừa vặn trở về tham gia hôn lễ, đông tuyết nghe vậy, bịch một chút quỳ trên mặt đất, hoàng hậu nương nương, ngài vẫn là ở trước mặt cho hoàng thượng nói đi, nô tỳ Không dám, ô ô, ngài đi tể châu, chúng ta làm nô tài thời gian liền khó, Giang Nhược đứng dậy đỡ dậy đông tuyết, đỏ lên tai nói ra, đông tuyết. Ngươi yên tâm, Hắn đọc thư về sau, không dám nổi giận, ngươi cũng biết, gần đây ta có chút mệt mỏi, mà lại, nhà ta những cái kia ruộng tốt cũng không thể mặc kệ. Đông Tuyết đứng người lên, một mặt ủy khuất tiếp nhận tin, kia nô tỳ đợi ngài trở về. Giang Nhược cười hắc hắc, nhàn rỗi không chuyện gì, ngươi liền cùng nhà ngươi vị kia ra ngoài nói chuyện yêu đương, chờ thêm đoạn thời gian, ta liền cho các ngươi làm chủ, thành thân. Đông Tuyết không có trả lời mà là một mặt không thôi nhìn xem gian nhược. Nàng ngầm đâm đâm nghĩ, thành thân có cái gì tốt, cảm thấy mệt, thấy buồn người. Gian nhược trước khi đi, đem vĩnh lạc cung cung nhân toàn bộ triệu cùng một chỗ, căng dặn mấy chuyện. Bản cung đi ra ngoài một chuyến, các ngươi mỗi người quản lý chức vụ của mình liền tốt, nô tài, nô tỳ tuân mệnh. Một đám cung nhân không người trả lời, tiểu phụng hoàng ở một bên nghe, trong mắt lóe ra một vệt kim quang. Ha ha, cậu nam nhân, Tỷ tỷ không muốn ngươi đi, thu xếp thỏa đáng. Giang Nhược đối Tiểu Phụng Hoàng vẫy vẫy tay, Tiểu Phụng, chúng ta đi tể châu một chuyến. Tiểu Phụng, chúng ta rời cung trốn đi. Được rồi tỷ tỷ, ta đều có chút nghĩ kỹ quản gia bọn hắn. Tiểu Phụng Hoàng đằng không mà lên, đắc ý thét dài vài tiếng, hướng phía tể châu phương hướng bay đi. Cẩu Nam Nhân, ta mang theo tỷ tỷ bỏ trốn. Cung nhân nhóm nhìn xem bay đi Tiểu Phụng Hoàng, liếc mắt nhìn nhau, phải, đều cậu đứng lên đi tại ngự thư phòng xử lý tấu chương tiêu thừa cẩn nghe truyền đến tiếng kêu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, tiểu phụng làm sao cái này, a à hưng phấn, lập tức buổi trưa, nên trở về đi ăn ăn trưa, nghĩ đến tối hôm qua Mỹ diệu sống về đêm, tiêu thừa cẩn có chút vẫn chưa thỏa mãn ngoắt ngoắt môi, để sớm hoàn thành nhạc phụ đại nhân giao cho nhiệm vụ, giữa trưa có thể thích hợp thêm tăng ca, lâm tổng quản, chúng ta về Vĩnh Lạc Cung, vâng, hoàng thượng. Lâm tổng quản nơi nào không biết Tiêu thừa Cẩn tâm tư, hắn nhịn không được ở trong lòng nhã rảnh, hoàng thượng, xin bé con nhiệm vụ tuy rằng trọng yếu, nhưng là, ngài cũng phải hơi tiết chế một chút, còn tiếp tục như vậy, hoàng hậu nương nương còn không phải trời cung trốn đi. Ai, cái này mở cái gì nam nhân thật sự là thật đáng sợ. Tiêu thừa Cẩn tiến vào Vĩnh Lạc cung về sau, tâm tình vui vẻ hô, nhược nhược, ta trở về á. Cung nhân nhóm nghe được động tĩnh, tranh thủ thời gian cuối đầu bận rộn trong tay mình công việc, tiêu thừa cẩn, an tĩnh như vậy, nhược nhược còn không có lên, thế là, hắn bước nhanh thẳng đến tẩm điện, trốn ở một bên đông tuyết nhìn xem sắp tiến vào tẩm điện tiêu thừa cẩn, mau tới tiến lên lễ, nô tỳ tham kiến hoàng thượng, đây là hoàng hậu nương nương cho ngài tin. Đông tuyết nói, tay run run đưa qua tin, tiêu thừa cẩn nhất thời chưa kịp phản ứng, cái gì tin, hoàng thượng, chính ngài xem đi đông tuyết cuối thấp đầu, trong lòng khẩn trương cực, tiêu thừa cẩn ngay lập tức não bổ chính là, chẳng lẽ nhược nhược cho hắn viết thư tình, nghĩ đến chỗ này, hắn mừng khấp khởi tiếp nhận tin triển khai xem xét, nháy mắt sau đó, tiêu thừa cẩn trên mặt nụ cười biến mất không thấy gì nữa, cái gì, nhược nhược đi tể châu rồi, làm sao không mang hắn cùng đi, lâm tổng quản nhìn xem tiêu thừa cẩn biểu tình biến hóa, liền biết chuyện gì xảy ra, ha ha, hoàng hậu nương nương rời cung trốn đi ra ngoài giải sầu một chút cũng tốt, tiêu thừa cẩn đem tin cất kỹ, một mặt ủy khuất tiến vào tẩm điện, lâm tổng quản, vậy mà không có nổi giận, lâm tổng quản đi vào đông tuyết trước mặt, thấp giọng hỏi, đông tuyết, nhà ta hoàng hậu nương nương đi chỗ nào rồi, đông tuyết nhìn thoáng qua tẩm điện, thấp giọng trả lời, hoàng hậu nương nương đi tể châu, nói là ba ngày sau liền trở lại, đúng, hoàng hậu nương nương còn căng dặn, để hoàng thượng thật tốt dùng bữa bản tổng quản biết lâm tổng quản thu liễn biểu lộ chậm rãi tiến vào tẩm điện giờ phút này tiêu thừa cẩn chính một mặt buồn bực ngồi tại trước bàn trong lòng của hắn nói thầm đêm qua không có quá mức a à, làm sao liền rời cung trốn đi đây nhưng là vừa nghĩ tới cặp kia khóc đỏ con mắt vẫn có chút chột dạ ân mình giống như có chút quá mức lâm tổng quản nhìn mặt mà nói chuyện nhẹ giọng hỏi hoàng thượng ngài có muốn ăn hay không ăn trưa trẫm không ăn tiêu thừa cẩn hừ lạnh một tiếng, ta nhược nhược đều rời cung trốn đi, có thế ăn xuống dưới sao, lâm tổng quản ho nhẹ một tiếng, hoàng hậu nương nương bàn giao, để hoàng thượng thật tốt ăn một ngày ba bữa, tiêu thừa cẩn thở dài một hơi, truyền lệnh đi, vâng, hoàng thượng. Lâm tổng quản quay người rời đi, ha ha, vẫn là hoàng hậu nương nương có biện pháp, tiêu thừa cẩn ủy khuất nhìn đồng dạng giường, trong lòng kêu rên, ô ô, tối nay muốn phòng không gối chiếc muốn phòng không gối chiếc ba đêm a à, hạnh phúc sống về đêm nói không có liền không về sau vẫn là thu liễm một chút đi cách không được tiểu phụng hoàng đắc ý như vậy hóa ra là mang theo nhược nhược bỏ trốn mặt trời chiều ngã về tây tiêu thừa cẩn đứng tại của ngự thư phòng nhìn xem tể châu phương hướng giống như nhìn vợ thạch ai một ngày này thật sự là quá dài dằng dặc ba ngày làm như thế nào chịu a à? đúng nghe nói nên thế tử nhanh đại hôn ngày mai tuyên hắn tiến cung, tể châu, tiểu phụng hoàng đón trời chiều bay đến tể châu, lúc này chính vào ngày mùa thu hoạch, toàn bộ tể châu một mảnh bận rộn cảnh tượng, Giang Nhược nghe được đồng ruộng truyền đến tiếng cười nói vui vẻ, không tự chủ ngoắc ngoắc khóe môi, ha ha, năm nay thu hoạch lớn đi, Giang Nhược đối tiểu phụng hoàng nói ra, đi trang tử đi, được rồi, tỷ tỷ. Tiểu phụng hoàng tăng thêm tốc độ, bay về phía trang tử, lúc này, Kỷ vân sách cùng liễu ma ma đang ở trong sân nói chuyện phiếm, chủ tử cũng nhanh trở về đi, kỷ vân sách nhẹ gật đầu, tính lấy thời gian, không sai biệt lắm, khi bọn hắn nhìn thấy quen thuộc kim quan lúc, vô ý thức ngẩng đầu tìm kiếm, tiểu phụng hoàng đến, tiểu phụng hoàng tại trang tử trên không xoay quanh vài vòng, tại sắp rơi vào trong viện thời điểm, dẫn đầu chào hỏi, kỷ quản gia, liễu ma ma, đã lâu không gặp, lập tức, lại chững chạc đàn hoàng hô, hoàng hậu tỷ tỷ giá lâm. Lời vừa nói ra, kỹ Vân Sách cùng Liễu Ma Ma vội vàng quỳ xuống đất dập đầu, lão nô cung nghênh hoàng hậu nương nương. Giang Nhược đứng vững về sau, tiếng lên hư đỡ một cái, đều đứng lên đi, tạ hoàng hậu nương nương. Nghe tiếng chạy tới bán hạ mấy người, nhìn đứng ở trong viện Giang Nhược, đi nhanh lên tiếng lên quỳ xuống đất hành lễ, các nô tỳ tham kiến hoàng hậu nương nương. Giang Nhược câu môi, mau mau xin đứng lên, tạ hoàng hậu nương nương. Bán hạ mấy người đứng dậy, mắt đỏ vành mắt nhìn xem gian nhược, chủ tử, ngày cuối cùng trở về, liễu ma ma lau lau nước mắt, nghẹn ngào nói, hoàng hậu nương nương, tiếng nhanh phòng, gian nhược khẽ vuốt cầm, hướng phía phòng trước đi đến, bán hạ mấy người pha trà pha trà, tẩy hoa quả tẩy hoa quả, trong lúc nhất thời, trang tử bên trên bầu không khí sinh động, tiểu phụng hoàng nhãn châu xoay động, tỷ tỷ, ta ra ngoài tản bộ một hồi, đi thôi. Giang nhược khoát tay áo, trong tiền thính, chủ tử, mời uống trà, chủ tử, mời ăn hoa quả, Giang Nhược cười một tiếng, các ngươi tất cả ngồi xuống đi, Tại chủ tử, trong lúc rảnh rỗi, kỹ vân sách liền báo cáo một chút trang tử bên trên sự tình, Giang Nhược sau khi nghe xong, cười hiếp mắt nói ra, kỹ quản gia, vất vả các ngươi, chủ tử chiết sát các nô tài, đều là các nô tài phải làm, Giang Nhược cầm lấy chén trà, khẽ nhấm một hớp trà, các ngươi nếu là nghĩ về kinh thành, qua mấy ngày, ta mang các ngươi cùng một chỗ trở về. kỹ vân sách mấy người liếc nhau, nhẹ nhàng lắc đầu, hồi chủ tử, các nô tài thật thích nơi này, liền không trở về kinh thành, ở đây sinh hoạt nhàn nhã hài lòng, rất tốt, gian nhược lý giải mấy người ý nghĩ, liền gật đầu cười, ra ngoài tản bộ tiểu phụng hoàng mặt kệ bay đến nơi nào, đều sẽ đắc chí khoe khoang, nhà ta hoàng hậu nương nương đến tể châu, hoa khê thôn thôn dân biết về sau, liền cùng Lý Chính thương lượng đi trang tử bên trên bái kiến một chút gian nhược. Đương nhiên, chủ yếu là vì cảm tạ gian nhược cung cấp giống thóc. Trong thôn nói nhảm nhóm biết gian nhược là làm thượng hoàng về sau, là vừa kinh vừa sợ. Các nàng ngầm đâm đâm nghĩ, may mắn lúc trước không có làm quá mức, nếu không liền thảm. Bóng đêm dần sâu, gian nhược tắm rửa xong, nằm tại trên giường ngủ thật say. Mà ở xa hoàng cung tiêu thừa cẩn thì ôm lấy chăn gấm lật qua lật lại. Nhược nhược, ta rất nhớ ngươi muốn nhớ ngươi ngủ không được, chương 413, xuất cung nguy hiểm quá lớn, Phạm Khải Quân biết được gian nhược đến tể châu về sau, tranh thủ thời gian thu xếp quách sư gia chuẩn bị quà tặng, ngồi xe ngựa đi vào trang tử, ha ha, dân chúng đều nghĩ loại lúa mì, hắn đành phải mặc dạng mày dày đến cầu giống tốt, kỹ vân sách nhìn thấy Phạm Khải Quân về sau, mau từ nhân viên thu chi ra đón, Phạm Đại Nhân, ngài đến, tiến nhanh phòng. Phạm Khải Quân nhìn một vòng, cũng không thấy được gian nhược thân ảnh hoàng hậu nương nương đâu Kỷ vân sách cười ha ha nhà ta hoàng hậu nương nương ra ngoài tản bộ một hồi liền trở về phạm khải quân gật đầu đi theo kỷ vân sách tiến phòng trước tản bộ một vòng trở về gian nhược nhìn xem dừng ở cửa chính xe ngựa liền biết là phạm khải quân đến ha ha đến rất đúng lúc gian nhược vừa tiến vào viện tử phạm khải quân cùng quách sư gia lúc trước sẵn ra đón hạ quan thảo dân tham kiến hoàng hậu nương nương Hoàng hậu nương nương Thiên Tuế, Thiên Tuế Thiên Thiên Tuế, Giang Nhược nhìn xem quỳ gối trước mặt hai người, mở miệng nói, "Đứng lên đi, tạ Hoàng hậu nương nương." Phạm Khải Quân cùng Quách Sư gia sau khi đứng dậy, yên tĩnh như gà đứng ở một bên, khổng lồ như thế thân phận chuyển biến, bọn hắn nhất thời không biết nên nói cái gì. Giang Nhược cùng dĩ vãng một loại cười híp mắt nói ra, "Phạm đại nhân, Quách sư gia, chúng ta vào nhà trò chuyện." "Vâng, Hoàng hậu nương nương." Phạm Khải Quân cùng Quách sư gia liếc nhau, đi theo. Tiến vào phòng trước về sau, Giang Nhược đối hai người nói ra, "Ngồi xuống đi." Phạm Khải Quân cùng Quách sư gia hơi có vẻ câu nệ ngồi xuống. Bán hạ bọn người rất nhanh bưng tới nước trà, "Hoàng hậu nương nương, Phạm đại nhân, Quách sư gia, mời dùng trà. Các ngươi lui ra đi." Giang Nhược khoát tay áo, nô tỳ cáo lui. Giang Nhược nhìn xem có chút câu nệ hai người, mỉm cười, "Năm nay ngày mùa thu hoạch thu hoạch lớn." thật sự là thật đáng mừng a à. tin tưởng không bao lâu dân chúng đều có thể ăn no mặc ấm nói đến đây chuyện phạm khải quân đến tinh thần hắn đứng người lên đối gian nhược cung kính chắp tay thở dài nói đây hết thảy đều phải cảm tạ hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương cảm ơn các ngươi cho dân chúng tìm tới chất lượng tốt giống tốt gian nhược nhíu mày phạm đại nhân khách khí chúng ta chính là hy vọng lão bách tính môn có thể ăn no mặc ấm được sống cuộc sống tốt tiếp qua không lâu các châu tri phủ liền sẽ thu được mới huệ dân chính sách, cho nên, bản cung hy vọng Phạm Đại Nhân có thế dẫn đầu tể châu dân chúng, sớm ngày vượt qua thường thường bậc trung sinh hoạt, Phạm Khải Quân nghe vậy, đáy mắt hiện lên một tia mừng rỡ, vừa ngồi trở lại chỗ ngồi hắn, lại đứng người lên không người thi lễ một cái, hoàng hậu nương nương yên tâm, hạ quan sẽ dựa theo triều đình chính lệnh quản lý tể châu, gian nhược khẽ vuốt cầm, hy vọng một ngày kia, tể châu sẽ trở thành một phương giàu có chi địa. Phạm Khải Quân trong đầu tưởng tượng lấy cái kia tình cảnh, trên mặt hiển hiện một nụ cười, nhờ Hoàng hậu nương nương hồng phúc, tể châu nhất định sẽ trở thành giàu có chi địa. Nghĩ đến hôm nay đến mục đích, Phạm Khải Quân nói thẳng, Hoàng hậu nương nương, đoạn thời gian trước dân chúng đều cùng Hạ quan phản ứng qua, bọn hắn nghĩ loại lúa mì vụ đông. Hạ quan lần này đến đây, chính là muốn hỏi một chút Hoàng hậu nương nương, nhưng có dư thừa lúa mì giống tốt. Giang Nhược nghe lời nói này, đáy mắt nổi lên mỉm cười, trang tử bên trên còn có không ít lúa mì giống tốt, liền từ Phạm Đại Nhân sắp xếp người mang đến các huyện đi, Phạm Khải Quân trong lòng vui mừng, lại là đứng dậy cảm tạ một phen, hắn đè ép tâm tình kích động hỏi, Hoàng hậu nương nương, ta cái này giống tốt giá tiền, quy củ cũ, giá thị trường, ngươi muốn bảo đảm giống tốt bán cho nông hộ liền tốt. Giang Nhược nâng chung trà lên, uống một miệng trà, tỉnh có người giá thấp mua đi, cao giới bán hết, Phạm Khải Quân cùng Quách Sư Gia liếc nhau, bịch một chút quỳ trên mặt đất, hạ quan thay mặt tể châu dân chúng cảm tạ Hoàng hậu nương nương, Phạm Đại Nhân, Quách Sư Gia mau mau xin đứng lên. Giang Nhược nói, cho Kỷ Vân Sách làm cái nháy mắt, đứng tại một bên Kỷ Vân Sách vội vàng đem Phạm Khải Quân hai người nâng đỡ, Giang Nhược nhìn xem lặng lẽ lau nước mắt Phạm Khải Quân, khóe môi hơi câu, ha ha, cảm động xấu đi, Phạm Khải Quân hai người bình phục hảo tâm tình, trò chuyện trong chốc lát liền về phủ nha tranh thủ thời gian thu xếp vận chuyển giống tốt công việc giang nhược tại phạm khải quân hai người sau khi đi ngồi xe ngựa đi thị trấn bên trên lương phô hoàng cung bị tuyên tiến cung ninh cảnh hoài nhìn xem hơi có vẻ tiều tụy tiêu thừa cẩn ở trong lòng thầm nghĩ hoàng thượng tiều tụy như vậy chẳng lẽ cùng nhược nhược muội tử đánh nhau nghĩ đến chỗ này ninh cảnh hoài dùng quan tâm giọng điệu hỏi hoàng thượng ngài thế nhưng là có phiền lòng sự tình có. Có thể cùng tiểu thần nói một chút, tiêu thừa cẩn hừ lạnh một tiếng, nói cho ngươi có làm được cái gì, ngươi có thể bay đi tể châu, ninh cảnh hoài, bay đi tể châu, nhược nhược muội tử vứt xuống hoàng thượng đi tể châu, trách không được hoàng thượng phiền muộn như vậy, hoàng thượng, ngươi muốn cảm thấy nhàm chán, tiểu thần có thể bồi ngài xuất cung đi một vòng, tiêu thừa cẩn thở dài một hơi, trẫm không muốn ra cung, vạn nhất bị một ít nữ nhân người giả bị đụng, nhược nhược suy nghĩ nhiều làm sao bây giờ làm không tốt sẽ náo hòa ly xuất cung nguy hiểm quá lớn vẫn là trong cung đợi đi tiêu thừa cẩn nhìn xem khí sắc không tệ ninh cảnh hoài trong đầu sinh kế bồi dưỡng một cái trợ thủ về sau rời cung ba năm ngày là có thể ninh thế tử ngươi lưu lại cùng trẫm học tập làm việc công học được về sau thay trẫm phân ưu ninh cảnh hoài nghe vậy lập tức giật mình một cái học tập làm việc công thay ngươi phân ưu làm sao có loại dự cảm không ổn đâu. Ninh Cảnh Hoài nhãn châu xoay động, Trân Tru quỳ xuống đất kêu khóc nói, Hoàng thượng, ngài liền tha tiểu thần đi, nếu là tiểu thần tham dự chính sự, sẽ bị người nói xấu mưu đồ làm loạn, mà lại, tiểu thần chơi bời lêu lỏng quen, lời nhanh quên không có, trọng yếu nhất chính là, tiểu thần hôn kỳ sắp tới, còn muốn chuẩn bị đại hôn công việc, ai có thời gian rỗi thay ngươi làm việc công, ta còn muốn cùng nhà ta yên nhi nói chuyện yêu đương, du sơn ngoạn thủy đi đâu, tiêu thừa cẩn cười nhẹ vài tiếng, chữ quên không có không quan hệ, ngày mai liền đi quốc tử giám, một lần nữa học tập, đại hôn ngày ấy, trẫm sẽ để cho ngươi nghỉ ngơi, không thay trẫm phân ưu, cũng không thể để ngươi nhàn rỗi, ninh cảnh hoài khóc không ra nước mắt, một mặt không tình nguyện trả lời, tiểu thần nguyện ý vì hoàng thượng phân ưu, tiêu thừa cẩn cười đắc ý, đứng lên đi, chơi bời leo lỏng nhiều năm như vậy, cũng nên làm chút chính sự ninh cảnh hoài ngồi trở lại chỗ ngồi ở trong lòng nhã rảnh hoàng thượng liền chưa thấy qua ngày như thế tổn hại ai hắn nói cái gì tới tiếng cung tuyệt đối không có chuyện tốt có ninh cảnh hoài cái này lớn hoang loại bồi tiếp tiêu thừa cẩn tâm tình tốt nhiều hắn chỉ vào trước mặt một chồng tấu chương đối lâm tổng quản phân phó nói lâm tổng quản đem những này tấu chương cầm đi cho ninh thế tử lại cho hắn chuẩn bị bút mực lão nô tuân chỉ Lâm Tổng quản cầm lấy một chồng tấu chương, trực tiếp đặt ở Ninh Cảnh Hoài bên người bàn bên trên. Ninh Thế Tử, vất vả ngài. Ninh Cảnh Hoài sinh không thể luyến nhìn xem tấu chương, có loại xung động muốn khóc. Cha, mẹ, các ngươi mau lại đây mau cứu nhi tử A, chương 414, đem cái này ý đồ mưu sát hoàng thượng, thích khách, ném ra cung, tể châu. Liễu ma ma bọn người từ tiểu phụng hoàng trong miệng biết được tiêu thừa cẩn hủy bỏ hậu cung về sau, cũng vì gian nhược cảm thấy vui vẻ không phải sao ngày thứ hai bữa tối thời điểm liễu ma ma nói gần nói xa liền nói gian nhược nên trở về kinh thành hoàng hậu nương nương ngày không trong cung bên người hoàng thượng không có tri kỷ người chiếu cố hắn có thể hay không ăn không ngon ngủ không ngon gian nhược để chén đũa trong tay xuống cầm lấy khăn gấm xoa xoa khóe môi bên cạnh hắn có lâm tổng quản sinh hoạt hàng ngày là không có vấn đề Liễu Ma Ma trầm mặt một lát sau, thấp giọng khuyên nhủ, "Hoàng hậu nương nương, lão nô cảm thấy, ngài vẫn là hồi cung đi." Đứng tại một bên bán hạ mấy người nghe được chỗ này không giữ được bình tĩnh, các nàng quỳ xuống đất nói, "Hoàng hậu nương nương, các nô tỳ cầu ngài mau mau hồi kinh. Hoàng hậu nương nương, không phải các nô tỳ không tin người của hoàng thượng phẩm, mà là, coi như hoàng thượng ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, cũng không phòng được một ít hồ mị tử a." bị tẩy não tiểu phụng hoàng cũng đi theo khuyên nhủ tỷ tỷ ngày mai chính là ngày thứ ba chúng ta nên trở về đi nghe liễu ma ma các nàng nói kinh thành hồ mị tử thủ đoạn rất cao minh vạn nhất cậu nam nhân bị các nàng tính toán coi như không tốt gian nhược được thôi dù sao chuyện bên này cũng giải quyết ngày mai liền trở về khoan hãy nói thật là có điểm nghĩ hắn hắc hắc tiểu biệt thắng tân hôn gian nhược câu môi cười một tiếng các ngươi đều đứng lên đi, ngày mai, ta cùng tiểu phụng liền trở về, bán hạ mấy người sau khi đứng dậy, nhìn nhau cười một tiếng, các nô tỳ đi chuẩn bị nước, hầu hạ chủ tử tắm rửa, đi thôi. Giang nhược khẽ vuốt cầm, hoàng cung, tiêu thừa cẩn dùng qua bữa tối về sau, tại lâm tổng quản cùng đi, trong hoàng cung tản bộ lên, lâm tổng quản nhìn xem than thở tiêu thừa cẩn, mở miệng an ủi, hoàng thượng, ngày mai hoàng hậu nương nương liền trở lại, ngài liền không lo lắng tiêu thừa cẩn nghe vậy nhớ mày cười một tiếng chờ trẫm đem ninh thế tử bồi dưỡng được đến trẫm liền có thể cùng hoàng hậu cùng xuất cung lâm tổng quản một mặt chân chó nói hoàng thượng anh minh tiêu thừa cẩn dừng bước lại nhìn xem tể châu phương hướng nhìn không được lại thở dài một hơi hy vọng ngày mai ăn trưa thời điểm liền có thể nhìn thấy nhược nhược không còn sớm sủa về vĩnh lạc cung vâng hoàng thượng lâm tổng quản bất đắc dĩ lắc đầu ai nhớ ngày đó ngài độc thân thời điểm lại lý trí lại bình tĩnh cái này từ khi có hoàng hậu nương nương về sau trở nên dính người cực kỳ có điều lão nô vẫn là thích có nhân tình vị ngài chủ tớ hai người vừa đi vừa nói chậm rãi hướng phía vĩnh lạc cung đi đến tại đi đến vĩnh lạc cung lân cận một chỗ cung điện lúc bỗng nhiên có một bóng người từ nơi hẻo lánh bên trong lao đến tiêu thừa cẩn nhạy cảm ngửi được một cổ dị hương nhanh chóng bế hơi thở lập tức lạnh giọng hô một câu che mũi về sau phi thân lui về sau đi lâm tổng quản ngay lập tức che mũi ngăn lại tên kia xông lại cung nữ dùng hết khí lực xông lại cung nữ nhìn xem đột nhiên ngăn tại phía trước lâm tổng quản hãm không được bước chân bay thẳng đi qua lâm tổng quản nhìn xem không biết sống chết cung nữ sinh khí đồng thời phản ứng cũng rất nhanh hắn suy nghĩ mình tay chân lẩm cẩm nhưng không chịu được cái này đụng pháp thế là Lâm Tổng quản nhanh chóng hướng một bên di động hai bước, cứ như vậy, vô hụt cung nữ, nương theo lấy rít lên một tiếng, bị ngã trên mặt đất. Tại lân cận tuần tra một đội ngự lâm quân nghe tiếng chạy đến về sau, lập tức quỳ xuống đất thỉnh tội, tạc nhân quấy nhiễu thánh giá, là chúng thuộc hạ thất trách, mời hoàng thượng trách phạt, đều đứng lên đi. Tiêu thừa cẩn toàn thân tản ra người sống chớ gần khí tức, tạ hoàng thượng. Một đám ngự lâm quân nơm nớp lo sợ đứng dậy. Nằm rạp trên mặt đất, cung nữ run rẩy thanh âm nói ra, "Cầu hoàng thượng tha." Cung nữ chưa nói xong, liền bị hai tên Ngự Lâm quân đánh ngất xỉu trên mặt đất. Tiêu Thừa Cẩn cười lạnh một tiếng, đối Lâm Tổng quản lạnh giọng nói ra, "Lâm Tổng quản, nên làm như thế nào, ngươi hẳn là minh bạch đi." Lâm Tổng quản thu liễm thần sắc, "Lão nô minh bạch." Tiêu Thừa Cẩn thay đổi phương hướng, từ một con đường khác về Vĩnh Lạc cung. Lâm Tổng quản tại Tiêu Thừa Cẩn đi xa về sau, đối các ngự lâm quân nói ra đem cái này ý đồ mưu sát hoàng thượng thích khách ném ra cung đều hiểu sao ta chờ minh bạch các ngự lâm quân cùng kêu lên trả lời lâm tổng quản tại trải qua cung nữ thời điểm thở phì phì đá nàng một chân a phi không may đồ vật hoàng thượng hảo tâm tình đều bị ngươi cả không có trở lại vĩnh lạc cung tiêu thừa cẩn tại cung nhân chuẩn bị tốt nước nóng về sau trực tiếp tiến phòng tắm đông tuyết bọn người phát giác tiêu thừa cẩn cảm xúc không đúng, âm thầm cầu nguyện, hoàng hậu nương nương, ngài mau trở lại đi, tể châu, trời còn chưa sáng, ké vào gian nhược bên người ngủ tiểu phụng hoàng, đột nhiên rung một chút, sau đó liền bị bừng tỉnh, tiểu phụng hoàng mở ra nhập nhèm con mắt nháy mấy lần, tựa như là nằm mơ, nghĩ đến trong mộng tình cảnh, tiểu phụng hoàng dùng đầu cọ sát gian nhược gương mặt, tỉ tỉ, ngươi đừng ngủ, mau tỉnh lại. Tra đại sự đang ngủ say gian nhược đẩy ra tiểu phụng hoàng, tiểu phụng, đừng làm rộn, tỷ tỷ ngủ tiếp một hồi, tiểu phụng hoàng, còn ngủ, chồng của ngươi đều sắp bị người cướp đi, tỷ tỷ, chờ hồi kinh về sau ngươi ngủ tiếp, hiện tại thật không thể ngủ, gian nhược nghe bên tai thanh âm liếu riếu, đưa tay bóp lấy tiểu phụng hoàng cổ, nói đi, ra cái đại sự gì rồi, tỷ tỷ, ta vừa mới làm một giấc mộng, mộng thấy có người câu dẫn cẩu nam nhân, ngươi là không biết trực tiếp sinh nhào a à, hình tượng quá chân thực ta cảm thấy có thể là thật gian nhược sau khi nghe xong nhịn không được cười nhẹ lên tiếng tiểu phụng a à, vì ta ngươi thật đúng là lo lắng a à. gian nhược vuốt vuốt tiểu phụng hoàng đầu vừa cười vừa nói mộng cùng hiện thực tương phản ngươi không cần quá lo lắng tiểu phụng hoàng nhẹ gật đầu vậy được liền tạm thời tin tưởng cậu nam nhân đi thế là một người một phượng kề cùng một chỗ tiếp tục nằm ngáy o o bán hạ mấy người rời giường rửa mặt xong về sau bắt đầu chuẩn bị gian nhược thích ăn đồ ăn sáng nói thật các nàng là nguyện ý để chủ tử nhà mình tại tể châu chờ lâu mấy ngày nhưng là hoàng thượng mình ở lại trong cung các nàng đều không yên lòng sắp trời dần sáng ngủ đến tự nhiên tỉnh gian nhược đưa tay vỗ nhẹ bên người tiểu phụng hoàng tiểu phụng rời giường tiểu phụng hoàng kỳ thật đã sớm tỉnh nó suy nghĩ hồi cung về sau liền không thể cùng gian nhược cùng giường chung gối cho nên liền tựa tại gian nhược bên người vờ ngủ, tỷ tỷ, ăn xong đồ ăn sáng, chúng ta liền về kinh thành, Gian nhược nhớ tới tiểu phụng hoàng làm mộng, nhịn không được cười nhẹ lên tiếng, tốt, về kinh thành, Gian nhược cùng tiểu phụng hoàng tại không gian bên trong rửa mặt một phen về sau, đi vào thiện sảnh, bán hạ mấy người vội vàng phúc thân hành lễ, các nô tỳ gặp qua chủ tử, miễn lễ, tại gian nhược sau khi ngồi xuống, mấy người đem đồ ăn sáng bưng lên bàn ăn đồ ăn sáng qua đi, Giang Nhược đem trang tử bên trên sự tình an bài một chút, kỹ quản gia, trang tử bên trên sự vụ liền giao cho ngươi, kỹ vân sách chấp tay, nô tài tuân mệnh, tỷ tỷ, chúng ta đi thôi. Tiểu Phụng Hoàng Vịt một chút cánh, nô tài, các nô tỳ cung tiễn hoàng hậu nương nương, tại Tiểu Phụng Hoàng Thúc Dục dưới, liễu ma ma bọn người không thôi đưa mắt nhìn một người một phượng rời đi, hoàng cung, trong ngự thư phòng, tiêu thừa cẩn uống nước trà, một phái nhàn nhã nhìn xem xử lý tấu chương ninh cảnh hoài, không sai, là một cái tận chức tận trách trợ thủ tốt, giờ phút này, ninh cảnh hoài chính nghiêm túc phê duyệt trong tay tấu chương, hắn ở trong lòng nhã rảnh, hôm nay còn muốn cùng yên nhi ra khỏi thành, sớm một chút làm xong việc, về sớm một chút, nhớ tới hôm qua về nhà gặp phải, nhịn không được ở trong lòng kêu rên một phen, ai, hôm qua về nhà cùng nhà mình lão phụ thân tố khổ, lão phụ thân tại chỗ thưởng cho mình một chân. Lão phụ thân còn hùng hùng hổ hổ nói, hoàng thượng nguyện ý dùng ngươi, là để mắt ngươi, ngươi không muốn không biết điều, ông trời a, à, ta một điểm không nghĩ để hoàng thượng để mắt, tiêu thừa cẩn nhìn xem ninh cảnh hoài biểu tình biến hóa, khóe môi khẽ nhất, hắn đứng dậy đi vào giá sách bên cạnh, đem ti bảo các đưa tới hộp gấm cầm xuống dưới, ninh thế tử, ti bảo các đã đem các ngươi nhẫn cưới chế tạo tốt, ngươi xem một chút đi, ninh cảnh hoài nhìn xem trước mặt màu đỏ hộp gấm, mau đem trên tay tấu chương buông xuống đứng dậy thở dài hành lễ tiểu thần đa tạ hoàng thượng không cần khách khí tiêu thừa cẩn quay người ngồi trở lại trên chỗ ngồi ninh cảnh hoài mở ra hộp gấm nhìn xem làm công tinh xảo đối giới nụ cười trên mặt càng lúc càng lớn xem ở đối giới phân thượng vì hoàng thượng phân ưu cũng không phải không được ninh cảnh hoài đem đối giới thả lại hộp gấm làm việc công thời điểm giống như điên cuồng tới gần buổi trưa Ninh Cảnh Hoài đem xử lý tốt tấu chương, cung kính đặt ở tiêu thừa cẩn trước mặt. Hoàng thượng, những tấu chương này tiểu thần đã xử lý tốt, ngài tiếp qua một một chút, vất vả ngươi Ninh Thế Tử. Tiêu thừa cẩn câu môi, Ninh Cảnh Hoài một mặt chân chó nói, Hoàng thượng chiếc sát tiểu thần, tiểu thần không có chút nào vất vả, nhanh buổi trưa, ngươi trở về nghỉ ngơi đi, còn có, ngươi lập tức đại hôn, hai ngày này không cần tiến cung. Tiêu thừa cẩn cầm lấy trước mặt tấu chương, triển khai xem, Ninh Cảnh Hoài nghe vậy, vui mừng trong bụng, tiểu thần đa tạ hoàng thượng, tiểu thần cáo lui, tiêu thừa cẩn khoát tay áo, Ninh Cảnh Hoài cầm lấy hộp gấm, ra vẻ bình tĩnh đi ra ngự thư phòng, ra ngự thư phòng về sau, hắn co cẳng liền chạy, tiêu thừa cẩn đem trước mặt tấu chương xem một lần về sau, đứng dậy rời đi ngự thư phòng, hoàng thượng, nên trở về đi dùng cơm trưa. Lâm Tổng Quảng cười hít mắt nói hồi đi. Tiêu thừa cẩn nhất chân bên trên long liễn, hắn nghiêng đầu, một mặt mong đợi nhìn xem tể châu phương hướng, hôm nay nhược nhược sẽ trở về sao, nhất định sẽ, chương 415, cô cô có tin mừng, Vĩnh Lạc Cung, một đường bay nhanh tiểu phụng hoàng tại trước buổi trưa bay trở về Vĩnh Lạc Cung, tại Giang Nhược phân phó dưới, đông tuyết bọn người giả vờ như Giang Nhược không trở về dáng vẻ, các bận biểu các, tẩm điện bên trong, Giang Nhược tại trên giường lăn một vòng biết tiêu thừa cẩn muốn trở về ăn ăn trưa, nàng tranh thủ thời gian xuống giường đem ga giường chỉnh lý tốt, nàng mang theo tiểu phụng hoàng đi vào nội thất, tiểu phụng, chúng ta tiên tiến không gian, có chút mệt mỏi tiểu phụng hoàng nhẹ gật đầu, ai, vì cho cậu nam nhân một kinh hỷ, nó thế nhưng là dùng tốc độ nhanh nhất bay đến kinh thành, vĩnh lạc bên ngoài cửa cung, tiêu thừa cẩn hạ long liễn, nhìn xem yên tĩnh vĩnh lạc cung, vẫn thở dài một tiếng. Đông tuyết bọn người ở tại tiêu thừa cẩn tiến vào vĩnh lạc cung về sau, như là thường ngày đồng dạng phúc thân hành lễ, nô tỳ, các nô tài gặp qua hoàng thượng, cho dù đông tuyết bọn người biểu lộ che giấu rất tốt, từ các nàng nhẹ nhàng trong giọng nói là có thể nghe ra sơ hở, đắm chìm trong thế giới của mình tiêu thừa cẩn cũng không có phát hiện dị thường, khoát tay áo sau hướng phía tẩm điện đi đến, lâm tổng quản nhìn xem tiêu thừa cẩn bóng lưng, nhẹ giọng hỏi, hoàng thượng, muốn hay không truyền lệnh? trẫm không đói chờ đói rồi nói sau tiêu thừa cẩn sau khi nói xong tiến vào tẩm điện hắn đóng lại cửa điện nhìn xem trống trổng tẩm điện vĩ khuất ba ba nghĩ tốt thất vọng nhược nhược vậy mà không trở về đông tuyết tại tiêu thừa cẩn tiến vào tẩm điện về sau tranh thủ thời gian đối lâm tổng quản vẫy vẫy tay lâm tổng quản hoàng hậu nương nương đã trở về lâm tổng quản nghe vậy vui mừng trong bụng ha ha quá tốt hoàng hậu nương nương nhất định là muốn cho hoàng thượng một kinh hỷ nghĩ đến chỗ này lâm tổng quản đối đám người thấp giọng nói ra chúng ta đều tránh một chút tẩm điện bên trong tiêu thừa cẩn nằm tại trên giường nhìn xem màu đỏ chót trướng đỉnh ngẩn người gian nhược tại không gian tẩy một cái nước linh tuyền tắm về sau tính toán phía ngoài thời gian thời gian đến cho hắn một kinh hỷ gian nhược lách mình ra không gian bước nhanh chạy về phía giường phu quân ta trở về á đang ngẩn người tiêu thừa cẩn nghe được thanh âm quen thuộc, nghiêng đầu nhìn lại, nhìn xem ngày nhớ đêm mong người, hắn vô ý thức mà hỏi, nhược nhược, ngươi làm sao, nháy mắt sau đó, tiêu thừa cẩn cấp tốc đứng dậy xuống giường giường, ôm lấy nhào tới gian nhược, nhược nhược, ngươi rốt cục trở về, vì cho ngươi một cái ngạc nhiên, ta làm xong sau liền trở lại. gian nhược ôm lấy eo thân của hắn, cười đến mặt mày cong cong, tiêu thừa cẩn nhìn xem gần trong gan tất khuôn mặt tươi cười, trong lòng rung động không thôi sau đó kìm lòng không đặng hôn lên ngô có lẽ là tiểu biệt thắng tân hôn gian nhược chủ động một chút cử động như vậy làm tiêu thừa cẩn rất là vui vẻ hắn ôm ngang lên gian nhược bước nhanh đi hướng giường gian nhược gương mặt ửng đỏ hiện tại là ban ngày tiêu thừa cẩn đem gian nhược đặt ở trên giường đưa tay đem hồng trướng buông xuống hắn có chút cúi người khàn giọng nói ra nhược nhược dạng này vừa vặn rất tốt gian nhược gật đầu chủ động vòng bên trên eo thân của hắn. Long bào, quần áo rơi lả tả trên đất, hồng trướng bên trong một mảnh kiều diễm. Lâm tổng quản liếc nhìn đóng chặt tẩm điện cửa, tranh thủ thời gian phân phó công nhân chuẩn bị bổ canh. Sau một canh giờ rưỡi, tại gian nhược thúc dục dưới, tiêu thừa cẩn mặt mày mỉm cười sốc lên hồng trướng, đứng dậy xuống giường giường. Hắn tại nội thất thay xong áo bào về sau, quay trở lại giường bên cạnh ngồi xuống, nhược nhược, những cái kia công vụ đã xử lý xong, Đợi lát nữa ăn xong ăn trưa, chúng ta xuất cung giải sầu." Giang Nhược đứng dậy mặc lên quần áo, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc mà hỏi thăm, như thế chuyên cần chính sự, Tiêu Thừa cẩn thần sắc đắc ý nói, "Vì trống đi thời gian cùng ngươi, ta tìm một cái trợ thủ đắc lực." "Giang Nhược, sẽ không là Ninh Thế tử cái kia lớn hoang loại a?" À, "Ninh Cảnh Hoài." Giang Nhược nhíu mày nói, "Tiêu Thừa cẩn nhéo nhéo Giang Nhược gương mặt, nhược nhược đoán đúng, đúng lúc này bên ngoài ra tới thịnh vân thiệu thanh âm chỉ thấy thịnh vân thiệu tại ngự lâm quân cùng đi mặt mũi tràn đầy hưng phấn xông vào vĩnh lạc cung nha đầu con rể thiên đại hỷ sự thiên đại hỷ sự a lâm tổng quản nghe thịnh vân thiệu tiếng la tranh thủ thời gian đón lão nô gặp qua quốc trượng gia hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương ngay tại ngủ trưa ngày lâm tổng quản chưa nói xong tẩm điện cửa liền mở ra tiêu thừa cẩn cùng giang nhược dắt tay đi ra tẩm điện lão cha mau nói đi để chúng ta cũng dính dính hỷ khí. giang nhược trêu chọc nói thịnh vân thiệu đi lên trước đỏ lên mặt mo nói ra nha đầu con rể ta muốn làm cha đám người làm cha giang nhược kịp phản ứng về sau mặt mũi tràn đầy vui mừng nói cô cô có tin mừng thịnh vân thiệu đắc ý nhẹ gật đầu giang nhược chững chạc đàng hoàng chúc mừng nói chúc mừng lão cha làm cha ha ha lập tức có đệ đệ hoặc là muội muội chúc mừng nhạc phụ đại nhân làm cha. Tiêu thừa cẩn mặt mũi tràn đầy ao ước nhìn xem thịnh vân thiệu, ta lúc nào có thể làm cha, lâm tổng quản thấy thế, mang theo một đám cung nhân chúc mừng nói, chúc mừng quốc trượng gia, chúc mừng quốc trượng gia, thịnh vân thiệu hơi thu liễm đắc ý biểu lộ, tạ ơn chư vị, lập tức, hắn đối gian nhược nháy nháy mắt, nha đầu, ta có việc tìm ngươi, chúng ta vào nhà nói, tiêu thừa cẩn minh bạch thịnh vân thiệu ý tứ, mở miệng nói, nhạc phụ đại nhân, chúng ta đi chính điện, tiến vào chính điện về sau, thịnh vân thiệu liền không kịp chờ đợi nói, nha đầu, ta tiến không gian hái chút dược liệu, tiểu phụng hoàng ở bên trong, để nó dẫn ngươi đi dược viên. Giang nhược tâm thần khẽ động, thịnh vân thiệu biến mất tại nguyên chỗ, tiêu thừa cẩn ôm lấy giang nhược, nhược nhược, ta thật khen tị nhạc phụ đại nhân, cái này có thể cái gì đố kỵ, chúng ta rất nhanh liền sẽ có. Giang Nhược nhẹ giọng an ủi thịnh vân thiệu ra không gian thời điểm, sau lưng cổng hai cái đại bao phục, hắn sợ Giang nhược suy nghĩ nhiều, vội vàng biểu thị, nha đầu, coi như ta có thân sinh hài tử, vẫn là sẽ lấy ngươi làm thân sinh hài tử thương yêu. Giang nhược cười một tiếng, lão cha, ta ước gì có cái đệ đệ muội muội đâu, tiêu thừa cẩn tiếp lời gốc trạ, nhược nhược từ ta một người yêu thương liền tốt, thịnh vân thiệu cười ha ha một tiếng, hai người các ngươi cũng phải cố gắng một điểm ta còn muốn trở về chiếu cố nhược hâm, liền đi trước. Thịnh Vân Thiệu nói xong, tổng hai cái bao phục ra chính điện, nhạc phụ đại nhân đi thông thả, tiêu thừa cẩn cùng gian nhược ra chính điện, đưa mắt nhìn Thịnh Vân Thiệu rời đi, việc vui mỗi năm có, năm nay đặc biệt nhiều, chương 416, Yên Nhi, ta tới đón thân, bởi vì quốc công phủ muốn làm việc vui, tiêu thừa cẩn cố ý cho văn võ bá quan thả một ngày nghỉ quốc công phủ cùng phủ tướng quân một mảnh náo nhiệt vui mừng bầu không khí. Giang Nhược cùng tiêu thừa cẩn nếm qua đồ ăn sáng, trực tiếp để Tiểu Phụng Hoàng mang theo bọn hắn đi phủ tướng quân. Tiểu Phụng Hoàng đáp xuống phủ tướng quân tiền viện, đám người quỳ xuống đất hành lễ nói, vi thần, tiểu thần, các nô tài tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế, đều đứng lên đi tiêu thừa cẩn cùng gian nhược nhìn nhau cười một tiếng, sở tướng quân ý cười đầy mặt, hoàng thượng, hoàng hậu nương nương mời đến phòng, gian nhược nhéo nhéo tiêu thừa cẩn trong lòng bàn tay, ngươi đi phòng trước, ta đi sở tiểu thư chỗ ấy, tiêu thừa cẩn khẽ vuốt cằm, vội vàng chạy tới tướng quân phu nhân, mau tới tiếng lên lễ, thần phụ tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, tướng quân phu nhân miễn lễ. Giang nhược tiến lên hư đỡ một cái, hoàng hậu nương nương, thần phụ mang ngài đi yên nhi viện tử. Tướng quân phu nhân cười tủm tỉm nói, hai người vừa đi vừa nói, hướng phía sở nhược yên viện tử đi đến, giang nhược có chút câu môi, chúc mừng tướng quân phu nhân. Tướng quân phu nhân cười ha ha, hơi có vẻ cảm khái nói ra, yên nhi lấy chồng, thần phụ cũng coi là một cọc tâm sự. Giang nhược nghĩ đến từ tiêu thừa cẩn nơi đó nghe được bác quái, có ý riêng nói, sở thiếu tướng quân sớm đã đến tuổi kết hôn, hôn sự cũng nên đưa vào danh sách quan trọng. Nếu là sở thiếu tướng quân gặp được lưỡng tình tương duyệt nữ tử, có thể tiến cung mời chỉ tứ hôn. Người ta phó đại nhân tôn nữ đều nhanh chờ thành lão cô nương. Ai, lần này hồi kinh không bắt được cơ hội, kia phó hân vi nên gả cho người khác. Tướng quân phu nhân nghe vậy, khẽ thở dài một tiếng, thần phụ thay mặt quyển tử đa tạ hoàng hậu nương nương. Nếu là quyển tử có ý trung nhân, liền vào cung mời chỉ tứ hôn. Đang khi nói chuyện, hai người tới sở nhược yên viện tử giờ phút này sở nhược yên một bộ áo cưới ngồi tại trước bàn trang điểm những cái kia đến thêm trang phu nhân các tiểu thư rối rít nói vui sở tiểu thư chúc ngươi cùng ninh thế tử bạch đầu giai lão vĩnh tắm bể tình chúc các ngươi trăm năm tốt hợp sớm sinh quý tử sở nhược yên môi đỏ hơi câu đa tạ chư vị phu nhân tiểu thư những cái này các phu nhân xem như thấy rõ tân hoàng đăng cơ cũng không có kiên kỵ phủ tướng quân cho nên, các nàng vẫn là nịnh bợ điểm đi, các nàng thậm chí nguyện ý đem nhà mình đích thứ nữ gả cho sở thiếu tướng quân, nhưng là, tướng quân phu nhân cũng không có ý tứ kia, đem, quân phu nhân mang theo gian nhược sau khi vào phòng, các vị phu nhân, các tiểu thư liền vội vàng đứng lên hành lễ, thần phụ, thần nữ tham kiến hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế, chư vị đều đứng lên đi. Giang Nhược liếc nhìn một vòng, hướng phía bàn trang điểm đi đến, tạ hoàng hậu nương nương. Đám người đứng vững, ngồi tại bàn trang điểm sở nhược yên tranh thủ thời gian đứng dậy, phúc thân hành lễ, thần nữ tham kiến hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế, sở tiểu thư miễn lễ. Giang nhược lấy ra chuẩn bị kỹ càng hộp quà, đưa cho sở nhược yên, đây là bản cung cùng hoàng thượng cho các ngươi chuẩn bị tân hôn hạ lễ, chúc ngươi cùng ninh thế tử trăm năm tốt hợp, vĩnh kết đồng tâm sở nhược yên cũng không nhăn nhó đưa tay tiếp nhận hộp quà nói cảm tạ thần nữ đa tạ hoàng thượng hoàng hậu nương nương không cần khách khí gian nhược nháy nháy mắt bưng giá đỡ vào chỗ tướng quân phu nhân tranh thủ thời gian thu xếp người hầu dân trà đứng ở một bên phu nhân các tiểu thư nhìn xem ngồi ở chỗ đó toàn thân trên dưới tản ra người sống chớ gần khí tức gian nhược trong lòng là càng thêm rụt rè vị này hoàng hậu nương nương là thật không dễ chọc a à cũng thế, có thể làm cho hoàng thượng cam tâm tình nguyện hủy bỏ hậu cung, thủ đoạn nhất định rất là cao minh. gian phòng bên trong bầu không khí lộ ra một tia quỷ dị, thân mang hỷ phục ninh cảnh hoài cưỡi ngựa cao to, mang theo đón dâu đội ngũ, một đường thổi sáo đánh trống đi vào phủ tướng quân. khỉ bà đi vào sở nhược yên viện tử, dắt giọng hô, tân lan quan tới đón tân nương tự á. tướng quân phu nhân mắt đỏ vành mắt cho sở nhược yên đắp lên đỏ khăn cô dâu, yên nhi, ngươi nhất định phải hạnh phúc, mẫu thân yên tâm, yên nhi sẽ hạnh phúc. Sở nhược yên thanh âm nghẹn ngào, bị sở tướng quân đe dọa một phen ninh cảnh hoài, vui vẻ đi theo sở hạo huyền bên cạnh thân, mở miệng một tiếng huynh trưởng kêu, sở hạo huyền cố ý sụ mặt, ninh thế tử, ta cảnh cáo ngươi, đối nhà ta muội tử tốt một chút, nếu là dám hái hoa ngắt cỏ, hừ, ninh cảnh hoài lấy lòng nói, huynh trưởng, ta cam đoan đối yên nhi toàn tâm toàn ý nương ai, đại cửu ca cũng quá dọa người đi, so nhạc phụ đại nhân còn hung. Sở hạo huyền mang theo Ninh Cảnh Hoài đi vào sở nhược yên viện tử, Ninh Cảnh Hoài tiến vào viện về sau, liền dắt giọng hô lớn, yên nhi, ta tới đón thân. Sở hạo huyền cổng lên sở nhược yên, chậm rãi ra viện tử, muội tử, nếu là Ninh Cảnh Hoài dám khi dễ ngươi, ngươi liền nói cho huynh trưởng, huynh trưởng thay ngươi giáo húng hắn. Sở nhược yên có chút câu môi, huynh trưởng yên tâm, yên nhi là sẽ không bị hắn khi dễ, ai khi dễ ai còn không nhất định đâu. Ninh Cảnh Hoài ở một bên phụ họa nói, yên nhi nói rất đúng, nàng là sẽ không bị ta khi dễ. Đón dâu đội ngũ sau khi đi, tiêu thừa cẩn cùng gian nhược trời đi phủ tướng quân, tiểu phụng, chúng ta đi quốc công phủ, vâng, hoàng hậu tỷ tỷ. Tiêu thừa cẩn nhìn xem nhu thuận tiểu phụng hoàng, khóe môi không tự giác câu lên một vòng ý cười, thần, thần phụ, thần nữ cung tiễn hoàng thượng hoàng hậu nương nương tiểu phụng hoàng tại phủ tướng quân trên không thép dài vài tiếng hướng phía quốc công phủ bay đi quốc công phủ hoàng thượng hoàng hậu nương nương giá lâm tiểu phụng hoàng tại quốc công phủ trên không hô một tiếng ninh quốc công vợ chồng bọn người sau khi nghe được lập tức ra tới đón lấy thần thần phụ các nô tài cung nghênh hoàng thượng hoàng hậu nương nương ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế, tiêu thừa cẩn có chút đưa tay, đều đứng lên đi, ninh quốc công vợ chồng đem hai người mời đến phòng, phân phó người hầu dân lên nước trà, tiêu thừa cẩn nhìn xem trụ trì hôn lễ lễ bộ thượng thư ngô đại nhân, vẫn cười nhẹ lên tiếng, ngô đại nhân nghỉ ngơi không có mấy ngày, lại bắt đầu bận biệu, nghĩ đến chỗ này, hắn đối ngô đại nhân nói ra, ngô đại nhân, bắt ngự thái tử bọn người gần hai ngày liền sẽ đến kinh thành đến lúc đó liền phải vất vả ngươi ngô đại nhân cười ha ha hoàng thượng chiết sát vi thần đây đều là vi thần thuộc bổn phận sự tình ngồi ở một bên khác quốc công phu nhân cười hít mắt đối gian nhược nói ra hoàng hậu nương nương thần phụ nghe nói công chúa điện hạ có tin mừng các ngươi cũng phải thêm chút sức gian nhược gương mặt ửng đỏ chúng ta sẽ cố gắng ha ha lão cha cái miệng rộng này đoán chừng lúc này toàn bộ kinh thành người đều biết cô cô có tin mừng cái này sự tình đón dâu đội ngũ một đường khu chiên gõ trống quấn về quốc công phủ, tân nương tử xuống kiệu đi. Hỷ bà cùng thị nữ Linh Nhi đỡ lấy sở yên nhiên hạ vui kiệu, tung người xuống ngựa ninh cảnh hoài đi nhanh lên đi qua, ta tới đi, hỷ bà nghe vậy, trơn tru tránh ra. Ninh Cảnh Hoài ý cười đầy mặt ôm ngang lên sở nhược yên tiến vào quốc công phủ, hướng phía hỷ đường đi đến, ngô đại nhân tại Ninh Cảnh Hoài hai người tiến vào hỷ đường về sau, dắt giọng hô, giờ lành đã đến người mới bái đường, nhất bái thiên địa, dị bái cao đường, phu thê giao bái, kết thúc buổi lễ, đưa vào động phòng. Ninh Cảnh Hoài đắc ý liếc nhìn một vòng đám người, ông lấy sở nhược yên hướng phía vui phòng đi đến, khỉ bà cùng Linh Nhi nhìn nhau cười một tiếng, bước nhanh đuổi theo, thế tử gia, ngài có thể hay không thu liễm một chút. Ninh Cảnh Hoài đem sở nhược yên đặt ở vui trên giường, hôn một chút mu bàn tay của nàng, yên, phu nhân, ngươi nên ăn một chút, nên uống một chút, chờ ta cho các tân khách mời rượu xong trở về chúng ta liền nhập động phòng sở nhược yên nghe hỉ bà cùng linh nhi tiếng cười khẽ nhịn không được đỏ tai nàng cố ý giữ dằn nói ngươi nhanh đi mau lên được rồi phu nhân ninh cảnh hoài đứng dậy đối hỉ bà cùng linh nhi nói ra chiếu cố thật tốt phu nhân vâng thế tử gia hỉ bà cùng linh nhi phúc phúc thân thể tiêu thừa cẩn cùng gian nhược tại ninh cảnh hoài mời rượu xong về sau tìm một cái lấy cớ rời đi quốc công phủ. Bọn hắn ngầm đâm đâm nghĩ, chỉ cần hai người bọn họ ở đây, đám người ít nhiều có chút câu nệ, hoàng cung. Tiêu thừa cẩn cùng gian Nhược vừa trở lại Vĩnh Lạc Cung, Lâm Tổng quản liền cầm lấy một phần tấu chương đi tới. Hoàng thượng, đây là phế thái tử để người đưa tới sổ gấp, lão nô đã để thái y kiểm tra qua, không có dị thường, ngài xem qua, tiêu mạch thành. Tiêu thừa cẩn nhíu mày, tiếp nhận tấu chương, nhược nhược chúng ta đi thư phòng trong thư phòng tiêu thừa cẩn xem hết tấu chương về sau đưa cho gian nhược 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 người đối với việc này thấy thế nào gian nhược nhanh chóng xem một lần nội dung khẽ thở một hơi liền theo yêu cầu của hắn tới đi trừ đường thi họa cùng tiểu quận chúa những nữ nhân khác toàn bộ phân phát xem ra là chịu phục tiêu thừa cẩn gật đầu đối bên ngoài hô lâm tổng quản tiến đến lâm tổng quản tiến vào thư phòng không người nói ra hoàng thượng có gì phân phó tiêu thừa cẩn nhìn thoáng qua tấu chương mở miệng nói truyền trẫm ý chỉ đông cung trừ phế thái tử vợ chồng cùng tiểu quận chúa bên ngoài những người còn lại đều lấy thứ dân thân phận thả ra đông cung lâm tổng quản không người trả lời lão nô tuân chỉ ra thư phòng về sau lâm tổng quản mang theo hai tên cung nhân vội vàng đi đông cung ha ha như thế xem ra kia phế thái tử là nghĩ rõ ràng chương 417, phụng hoàng thượng chi mệnh đến đây truyền khẩu dụ, Đông Cung. Lâm Tổng quản đi vào Đông Cung đưa ra lệnh bài về sau, trong coi Đông Cung ngự Lâm Quân mau đem cửa mở ra. Lâm Tổng quản mời, Lâm Tổng quản khẽ vuốt cầm, mang theo hai tên cung nhân tiến Đông Cung. Giờ phút này, Tiêu Mạch Thành đem hậu viện các nữ nhân triệu tập tại Đại Điện. Hắn nhìn xem trước mặt những cái này đã từng vì tranh thủ tình cảm không từ thủ đoạn, bây giờ lại đối hắn tránh không kịp các nữ nhân, tiều tụy không chịu nổi trên mặt hiển hiện một vòng cười khổ. Các ngươi cũng không có nghĩ đến, bản cung sẽ luân lạc tới bây giờ hoàn cảnh đi, ai? Bản cung cũng chưa từng nghĩ từng tới. Tiêu mạch thành ngữ khí tràn ngập tự dẻo, dịp du nhiễm cả đám liếc nhau, không rõ tiêu mạch thành vì sao đột nhiên tìm các nàng. Tiêu mạch thành thở ra một hơi, nói thẳng, bản cung biết được các ngươi đều ao ước phân phát xuất cung tầng phi nhóm, cho nên, bản cung đã cho hoàng cung vị kia đưa sổ gấp chỉ cần hắn đồng ý các ngươi rời đi đông cung các ngươi về sau liền tự do ghi nhớ nếu như các ngươi may mắn rời đi đông cung liền mai danh ẩn tích thật tốt sinh hoạt đám người cũng không có nghĩ đến tiêu mạch thành sẽ làm ra chuyện như vậy nghi ngờ đồng thời trong lòng vẫn là có chút cảm động các nàng xem tiêu mạch thành bộ dáng không giống là giả vội vàng quỳ xuống đất cảm tạ thiếp thân nhóm tạ ơn điện hạ nếu là thiếp thân nhóm may mắn rời đi đông cung, sẽ mai danh ẩn tích, thật tốt sinh hoạt. Giờ phút này, Diệp Du Nhiễm trong lòng vui vẻ cực, nàng ngầm đâm đâm nghĩ, chờ ra đông cung, lại cùng phụ thân cái khác dự định. Diệp Du Nhiễm làm sao biết, làm nàng trở lại Diệp Phủ về sau, Diệp Đại Nhân vợ chồng lập tức thu xếp xe ngựa, đem nàng đưa đến bên ngoài kinh thành trang tử bên trên. Tiêu mạch thành chậm rãi thở ra một hơi, các ngươi đều đứng lên đi, bản cung đại thế đã mất, Duy nhất có thể vì các ngươi làm, chỉ có chuyện này, tại điện hạ. Đám người đứng dậy, khắp khuôn mặt là mừng rỡ, trốn ở ngoài điện đường thi họa nghe bên này đối thoại, tức giận đến mặt đều đen. Dựa vào cái gì để các nàng rời đi đông cung, mình còn muốn để các nàng làm nô làm tì đâu? Nghĩ đến chỗ này, Đường Thi Họa đè ép trong lòng nộ khí, đi vào đại điện, nàng đi vào tiêu mạch thành trước mặt trạm định, một mặt không vui chất vấn, "Điện hạ, ngài đây là có ý tứ gì?" Tiêu Mạch Thành nghe Đường Thi Họa giọng chất vấn khí, sầm mặt lại, "Chuyện hôm nay cùng các ngươi mẫu nữ không quan hệ." Đường Thi Họa nghe vậy, lập tức minh bạch Tiêu Mạch Thành lời nói bên trong ý tứ, nàng mặt mũi tràn đầy nộ khí hét lớn, "Cái gì gọi là cùng chúng ta mẫu nữ không quan hệ?" Tiêu Mạch Thành nắm chặt hai tay, lạnh giọng nói ra, "Họa Nhi, ta làm như vậy, có chính ta ý nghĩ, ngươi chớ có can thiệp." Đường Thi Họa cười lạnh một tiếng, đưa tay chỉ hướng Diệp Du Nhiễm chờ, người, ý của ngươi là, những cái này tiện nhân có thể rời đi Đông Cung, tìm giả nam nhân qua tiêu giao thời gian, ta đường thi họa liền đáng đời lưu tại Đông Cung cùng ngươi thụ. Ba, tiêu mạch thành nghe lời chói tai, cuối cùng là nhịn không được đưa tay cho đường thi họa một bạc tai, đường thi họa che lấy bị đánh gương mặt, mặt mũi tràn đầy hận ý nhìn xem tiêu mạch thành, vì những cái này không có lương tâm tiện nhân, ngươi vậy mà đánh ta, kỳ thật, tiêu mạch thành đánh xong về sau trong lòng liền có chút hối hận hắn chợt nhớ tới tiểu thuận tử lâm thời trước nói lời hắn bây giờ chỉ có đường thi họa mẫu nữ dưới mắt mình nghèo túng thành cái dạng này còn có cái gì tư cách động thủ đánh cùng hắn vượt qua quãng đời còn lại nữ nhân nghĩ đến chỗ này tiêu mạch thành đi lên trước họa nhi thật xin lỗi vừa mới bản cung không nên động thủ đánh ngươi ngươi cút ngay cho ta đường thi họa đẩy ra tiêu mạch thành khóc chạy ra đại điện. Lâm Tổng quản đứng tại cách đó không xa, mắt thấy đại điện phát sinh hết thảy, hắn ho nhẹ một tiếng, hướng phía đại điện đi đến. Tiêu Mạch Thành nghe được động tĩnh, ngước mắt nhìn lại, Lâm Tổng quản, chẳng lẽ Tiêu Thừa Cẩn đồng ý rồi? Lâm Tổng quản tiến vào đại điện, do lệnh bài màu vàng ống nói ra, bản Tổng quản phụng hoàng thượng chi mệnh, đến đây truyền khẩu dụ, phế thái tử bọn người tiếp chỉ, dịp du nhiễm bọn người liếc nhau, tranh thủ thời gian quỳ xuống đất tiếp chỉ tiêu mạch thành cuối thấp đầu chậm rãi quỳ xuống đất đồng thời ở trong lòng nhã rảnh nếu như không phải vì những nữ nhân này bản cung mới sẽ không quỳ xuống đất tiếp chỉ lâm tổng quản nhìn xem quỳ xuống đất tiêu mạch thành nhíu mày hắn hắn giọng một cái một mặt nghiêm túc nói truyền hoàng thượng ý chỉ đông cung trừ phế thái tử vợ chồng cùng tiểu quận chúa bên ngoài những người còn lại đều lấy thứ dân thân phận thả ra đông cung Diệp Du nhiễm bọn người nghe vậy, trong lòng mừng thầm không thôi. Các nàng vội vàng dập đầu, đa tạ hoàng thượng khai ân. Lâm Tổng quản thu hồi lệnh bài, quay người rời đi đại điện, đi vào cửa đông cung, hắn đem việc này báo cho ngự lâm quân về sau, trực tiếp về hoàng cung. Diệp Du nhiễm bọn người ở tại Lâm Tổng quản mang theo cung nhân sau khi rời đi, đè ép tâm tình kích động, giả vờ giả việc đối với tiêu mạch thành nói ra, điện hạ, hôm nay từ biệt, kiếp này sợ không gặp lại ngày điện hạ khá bảo trọng, bản cung hy vọng các ngươi khá bảo trọng. Tiêu mạch thành chậm rãi đứng dậy, trở lại trên chỗ ngồi, dịp du nhiễm bọn người nhẹ gật đầu về sau, không kịp chờ đợi chạy ra đại điện, ha ha, thu thập bao phục, chạy trốn. Tiêu mạch thành nhìn xem dịp du nhiễm đám người bóng lưng, lộ ra một vòng nụ cười khổ sở, lúc trước trăm phương ngàn kế tiến vào Đông Cung, lúc này, hận không thể lập tức thoát đi Đông Cung, quả nhiên là trước khác ngay khác chương 418, nhược nhược, kiếp này có ngươi, là đủ, trên quan đạo, bắt ngự thái tử ngồi tại xe ngựa, hai cái bộ lạc khả hãng thì giá ngựa đi theo xe ngựa hai bên, một đường kết bạn mà đi, giữa bọn hắn đã rất quen thuộc nhẫm, nói chuyện trời đất thời điểm, bọn hắn thỉnh thoảng cười ha ha vài tiếng, bắt ngự quốc sư ngồi ở trong xe ngựa, cao mày vuốt vuốt huyệt thái dương, những người này, thật đúng là ồn ào, cũng may, rốt cục nhanh đến kinh thành ở phía trước dẫn đường hàng phó tướng cùng các tướng sĩ nghe bọn hắn đàm tiếu âm thanh hơi thở dài một hơi sắp đến kinh thành nhiệm vụ cũng coi như hoàn thành nhìn về phía trước dịch trạm hàng phó tướng đối đằng sau hô chư vị chúng ta ở phía trước dịch trạm nghỉ ngơi một đêm bắt ngự thái tử nghe vậy rèm xe vén lên hỏi hàng phó tướng còn bao lâu đến kinh thành hàng phó tướng ho nhẹ một tiếng ngày mai mặt trời lặn trước liền có thể đến kinh thành dịch quán sau này liền có thể vào cung diện thánh tốt bản thái tử biết bắt ngự thái tử nói xong hạ màn xe xuống ngàn dặm xa xôi đi vào đại diễm kinh thành thế nhưng là mệt chết bọn hắn có điều lần này hắn phải thật tốt hỏi thăm một chút vị kia bị giáng chức vương gia như thế nào tùy tiện cầm xuống hoàng vị đúng học tập một chút kinh nghiệm tương lai có lẽ sẽ dùng đến một đoàn người mênh mông cùng cuộn hướng phía phía trước dịch trạm mà đi vĩnh lạc cung Tiểu Phụng Hoàng biết được bắt ngự quốc sư nhanh đến kinh thành, ăn bữa tối thời điểm không quên căn dặn tiêu thừa cẩn. Bắt ngự quốc sư rất tà môn, ngươi nhưng phải cẩn thận một chút, cài lấy hắn nói. Tiêu thừa cẩn cầm lấy trên bàn hoa quả, đưa tới Tiểu Phụng Hoàng bên miệng, dùng treo chọc ngữ khí nói ra, biết Tiểu Phụng quản gia. Tiểu Phụng Hoàng ăn một miếng rơi hoa quả, ngạo kiều nói, ta nhắc nhở ngươi là vì tốt cho ngươi, ngươi nhất định phải coi trọng mới được. Tiêu thừa cẩn câu môi cười một tiếng, tất cả nghe theo ngươi, ăn xong bữa tối, ngươi đi ra ngoài chơi đi, không muốn chậm trễ ta cùng nhược nhược đi ngủ, đêm nay chúng ta còn có một cái suối nước nóng tắm, ngàn vạn không thể để cho ngươi biết, bởi vì, ngươi biết về sau, sẽ đố kỵ, tiểu phụng hoàng, đây là ta có thể nghe sao, đúng, đi cho cô cô đưa chút hoa quả, tiểu phụng hoàng nháy một chút con mắt, đối gian nhược nói ra, tỷ tỷ chuẩn bị cho ta một chút hoa quả, ta đi quốc trượng phủ ở một đêm. Giang nhược tâm thần khẽ động, các loại hoa quả xuất hiện trên bàn. Tiêu thừa cẩn cầm lấy khăn gấm xoa xoa tay, đứng dậy tìm một bao quần áo, đem những này hoa quả sắp xếp gọn. Đi thôi, tại quốc trượng phủ chờ lâu mấy ngày, bồi cô cô giải buồn. Tiêu thừa cẩn nói xong, đem bao phục treo ở tiểu phụng hoàng trên cổ. Tiểu phụng hoàng nói một tiếng gặp lại, nghênh ngang ra thiện sẵn, chờ lâu mấy ngày, kia là không có khả năng sự tình. Sáng mai ta liền trở lại ngươi ban đêm chiếm lấy tỷ tỷ, ban ngày dù sao cũng phải nhường cho ta đi. Ai, cũng không biết lúc nào mới có thể làm bên trên thúc thúc. Tiểu Phụng Hoàng bay đến quốc trượng phủ thét dài một tiếng, tại thiện sảnh ăn bữa tối thịnh vân thiệu sau khi nghe được, đi nhanh lên ra tới. Tiểu Phụng, làm sao ngươi tới rồi? Tiểu Phụng Hoàng đáp xuống thịnh vân thiệu bên người, tội nghiệp nói, bị người ghét bỏ dư thừa thôi. Thịnh vân thiệu nghe vậy, cười ha ha vài tiếng. Tiểu Phụng không có chút nào dư thừa, đêm nay liền ở lại đi. Đúng, ngươi ăn bữa tối sao, ta ăn. Tiểu Phụng Hoàng đi theo Thịnh Vân Thiệu tiến vào thiện sảnh, ta cho cô cô mang hoa quả. Thịnh Vân Thiệu cười ha hả cầm xuống bao phục. An Nhiên công chúa ý cười đầy mặt phụ họa nói, ta vừa vặn muốn ăn hoa quả, cảm ơn ngươi Tiểu Phụng. Tiểu Phụng Hoàng cọ sát An Nhiên công chúa cánh tay, cô cô không cần khách khí. Ha ha, mình vẫn là rất được hoan nghênh. Quốc trượng phủ bởi vì Tiểu Phụng Hoàng đến, lập tức trở nên náo nhiệt. Một bên khác, Giang Nhược ăn uống no đủ, đối tiêu thừa cẩn nói ra, chúng ta ra ngoài tản bộ một vòng, tiêu cơm một chút. Tiêu thừa cẩn nghe vậy, khóe môi ý cười làm sâu sắc, nhược nhược, ngự hoa viên phía sau núi có một chỗ ao suối nước nóng, không bằng. Tối nay chúng ta sẽ nghỉ ngơi ở nơi đó, Giang Nhược nghe mập mờ ngữ khí, vô ý thức vuốt vuốt eo, vậy được đi, vừa vặn ta cũng muốn tắm suối nước nóng tiêu thừa cẩn tai ửng đỏ nắm cả gian nhược thân eo đi ra thiện sảnh lâm tổng quản trẫm cùng hoàng hậu đi suối nước nóng bên kia đêm nay không cần chờ chúng ta sáng mai các ngươi lại đi qua hầu hạ lão nô tuân chỉ lâm tổng quản nhìn xem hai người bóng lưng rời đi cười đến không ngậm miệng được ha ha hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương đi qua thế giới hai người tiểu chủ tử ngài cũng nhanh chút tới đi tiêu thừa cẩn cùng gian nhược vừa đi vừa nói một đường đi vào ngự hoa viên phía sau núi một chỗ cung điện. Bọn hắn tại trong cung điện lắc lư một vòng về sau, tiêu thừa cẩn mở miệng hỏi, nhược nhược, còn hài lòng. Giang nhược nhìn xem sương mù mờ mịt ao suối nước nóng, hai mắt tỏa sáng, hài lòng, hắc hắc, thời tiết chuyển lạnh, ngâm một chút suối nước nóng vẫn là rất hạnh phúc. Tiêu thừa cẩn cúi đầu hôn một chút Giang nhược gương mặt, thấp giọng mê hoặc nói, nhược nhược, nơi này chỉ có hai chúng ta, cho nên... Gian Nhược nhẹ nhàng bấm một cái eo thân của hắn, ta đi trước rửa mặt. Tiêu Thừa Cẩn gật đầu, đưa tay cởi sạch trên người long bào đặt ở trên kệ áo. Gian Nhược rửa mặt xong quay trở lại, ngươi đi rửa mặt đi. Tiêu Thừa Cẩn nói một tiếng chờ ta, tâm tình vui vẻ rời đi. Gian Nhược nhìn xem Tiêu Thừa Cẩn bóng lưng, nhanh chóng cởi sạch trên người áo bào, tiếng ao suối nước nóng. Ha ha, không sai. Rửa mặt xong Tiêu Thừa Cẩn đứng tại ao suối nước nóng bên cạnh không nhanh không chậm cởi sạch áo trong. Hắn nhìn xem trầm mê tắm suối nước nóng gian nhược, cố ý ho nhẹ một tiếng, khục, gian nhược ngước mắt, vừa mắt chính là to con thân thể. Sắc mặt nàng lập tức đỏ lên, nói lắp bắp, ngươi, ngươi tranh thủ thời gian dưới, xuống tới, nhược nhược, ngươi là tại mời ta sao? Tiêu thừa cẩn khóe môi hơi câu, nhấc chân đi vào ao suối nước nóng, gian nhược nhìn xem chậm rãi tới gần tiêu thừa cẩn, nhịp tim để lọc một, đập, ô ô, vậy mà đối với mình sử dụng Mỹ Nam kế, cậu nam nhân, ngươi thật là chó, phu quân, đêm nay muốn vất vả ngươi. Giang nhược hai tay vòng lấy tiêu thừa cẩn thân eo, cười đến một mặt thẹn thùng, tiêu thừa cẩn cưng chiều cười một tiếng, ghé vào giang nhược bên tai nói nhỏ, nhược nhược, vi phu không sợ vất vả, bóng đêm dần sâu, tiêu thừa cẩn ôm lấy toàn thân bủng rủng giang nhược ra ao suối nước nóng, tiêu thừa cẩn đem giang nhược đặt ở trên giường, cho nàng đắp kính chăn gấm, nhược nhược, mệt mỏi liền ngủ đi, bối rối đánh tới, gian nhược ưng một tiếng, ngủ thật say, trước khi ngủ duy nhất suy nghĩ chính là, đêm mai, nàng muốn một mình tắm suối nước nóng, tiêu thừa cẩn đứng dậy mặc lên quần áo, cầm lấy một khối khăn cho gian nhược sát ẩm ướt phát, nhìn xem tấm kia điềm tĩnh ngủ nhang, tiêu thừa cẩn nhịn không được cúi người hôn một cái, nhược nhược, kiếp này có ngươi, là đủ, trời tối người yên. Trong lãnh cung bỗng nhiên truyền ra hoảng sợ tiếng thét chói tai. Thái hậu tóc tai bù xù ngồi tại trên giường, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ hô, khi hoàng quý phi, ai gia biết sai, ngươi không muốn tác mệnh của ta. Hạ ma ma nghe được động tĩnh, đứng dậy nhóm lửa ngọn nến, nàng đi vào giường trước, một mặt bất đắc dĩ an ủi, thái hậu nương nương, khi hoàng quý phi không đến lấy mạng, ngài chỉ là làm ác mộng, thái hậu vuốt một cái nước mắt, về sau rụt rụt thân thể, trung rễ thanh âm nói ra, ai gia không có làm ác mộng, chính là hy hoàng quý phi đến lấy mạng, ngươi không biết, nàng miệng đầy đều là máu. Ai da rất sợ hãi, hạ ma ma thở dài một hơi, không tiếp tục nhiều lời, từ khi vị hoàng hậu kia đến nói cho thái hậu đi xem lễ, thái hậu mỗi đêm đều làm ác mộng, thật sự là đủ tà môn. Bên cạnh trong điện phế hoàng hậu nghe tiếng kêu to, bực bội mở ra thân thể, nghe trông coi các ngự lâm quân nói, thành nhi những tư binh kia đã giải tán, bây giờ xem ra đoạt lại hoàng vị đã vô vọng. Ai, sợ là muốn tại cái này lãnh cung đợi cả một đời. Chương 419, ai còn dám khuyên trẫm nạp phi, gỡ chức trời đi, kim loan điện, tiêu thừa cẩn ngồi tại trên long ỷ liếc nhìn quần thần, ngô đại nhân, trẫm tiếp vào tin tức, bắt ngự thái tử bọn người mặt trời lặn trước đó liền sẽ đến kinh thành, dịch quán bên kia ngươi đi an bài một chút, vừa dứt lời, ngô đại nhân đứng ra liệt, vi thần tuân chỉ, tiêu thừa cẩn khẽ vuốt cầm, chưa vị ái khanh nhưng có vốn muốn tấu có việc mau nói không có việc gì ta trở về dùng đồ ăn sáng có mấy vị đại thần liếc nhau muốn nói lại thôi bọn hắn hai ngày trước tập hợp một chỗ thảo luận qua người bình thường này nhà nam tử còn có tam thê tứ thiếp kéo dài dòng dõi huống chi là nhất quốc chi quân hoàng thượng hủy bỏ hậu cung có thể nhưng là cái này tứ phi vị trí có phải là phải tiêu thừa cẩn nhìn xem mấy vị này đại thần khóe môi câu lên ha ha muốn chỉnh yêu thiêu thân đúng không? Tới đi, trẫm cái này tiếp chiêu. Ngay tại lâm tổng quản đề khí hô có việc khởi bẩm, vô sự bãi triều lúc, một vị họ lưu đại thần đứng dậy, khởi bẩm hoàng thượng, vi thần có việc muốn tấu, chuẩn tấu. Tiêu thừa cẩn nhìn chầm chầm lưu đại nhân, đáy mắt hiện lên một hơi khí lạnh, lưu gia đích diện mạo giống như vừa cập kê, cho nên, là nghĩ khuyên can mình nạp phi sao, lưu đại nhân lặng lẽ sờ sờ cho mấy vị đại nhân đưa xem ta ánh mắt, liền bắt đầu làm yêu. Hoàng thượng, xin thứ cho vi thần cả gan gián ngôn, ngài cùng hoàng hậu nương nương thành hôn đã lâu, lại một mực không có dòng giỏi. Vi thần cho rằng, vì giang sơn xả tắc, hoàng thượng ứng nạp phi vào cung, kéo dài dòng giỏi. Lời vừa nói ra, một ít đại thần như là điên cuồng. Bọn hắn không đợi tiêu thừa cẩn tỏ thái độ, nhao nhao ra khỏi hàng quỳ xuống đất, khẩn cầu hoàng thượng nạp phi, khẩn cầu hoàng thượng nạp phi, kéo dài dòng giỏi. Lưu Đại Nhân thấy thế, tiếp tục nói, phi thần duy trì hoàng thượng hủy bỏ hậu cung, nhưng là vì Giang Sơn xả tắc, kia tứ phi vị trí. Hắn chưa nói xong, liền nghe được phía trên truyền đến một đạo âm lãnh vô cùng thanh âm. Lưu Ái Khanh, ý của ngươi là trẫm. Không được, thật sao? Tiêu thừa cẩn mặt âm trầm nhìn chầm chầm Lưu Đại Nhân. Ha ha, các ngươi còn nhớ thương tứ phi vị trí, nghĩ đến đẹp vô cùng vị này lưu đại nhân xem xét tiêu thừa cẩn xuyên tạc hắn, tranh thủ thời gian giải thích nói, hoàng thượng, vi thần không phải ý tứ này, vi thần, vi thần đều là vì giang sơn xã tắc suy nghĩ a. À. từ quốc trượng phủ bay trở về tiểu phụng hoàng, đang đứng tại nóc nhà bên trên chờ đợi tiêu thừa cẩn bãi triều, khi nó nghe được khẩn cầu hoàng thượng nạp phi mấy chữ, lập tức xù lông, cẩu quan, vậy mà giật dây cẩu nam nhân nạp phi, còn ám chỉ tỷ tỷ không thể sinh con. Nghĩ đến chỗ này, Tiểu Phụng Hoàng thở phì phì bay vào Kim Loan Điện, đối đứng tại Điện Trung ương Lưu Đại Nhân hung hăng đạp một chân. Ai yêu? Bị đạp một chân Lưu Đại Nhân kêu trên một tiếng, bịch một chút quẳng xuống đất. Tiểu Phụng Hoàng rơi vào trước mặt hắn, nổi giận mắng, cẩu quan, lần sau lại để cho ta nghe được ngươi nói Hoàng hậu tỷ tỷ không thể sinh con, ta liền đem ngươi nhà cho đốt rụi. Tiêu thừa cẩn nhìn xem hùng hùng hổ hổ tiểu phụng hoàng, đáy mắt hiện lên miễn cười, tiểu phụng, làm rất tốt. Lưu Đại Nhân nhìn xem tiểu phụng hoàng nghĩ phun lửa, dọa đến rụt rụt thân thể. Hoàng thượng, vi thần sai, ngài coi như vi thần không nói gì đi. Thật làm phát bực cái này tiểu phụng hoàng, nó có thể hay không thật đi đốt nhà của hắn. Nghĩ đến cái này khả năng, Lưu Đại Nhân một mặt lấy lòng đối với tiểu phụng nói ra, tiểu phụng hoàng, ngươi hiểu lầm, vi thần chưa hề nói hoàng hậu nương nương không thể sinh con. Tiểu phụng hoàng hừ lạnh một tiếng, tính ngươi thức thời, phượng gia nói cho ngươi, Hoàng hậu tỷ tỷ không có hài tử là chuyện của hắn, quan tỷ tỷ của ta chuyện gì?" Tiểu Phụng Hoàng nói, dùng cánh chỉ hướng Tiêu Thừa Cẩn, đám người nghe Tiểu Phụng Hoàng, dùng ánh mắt khác thường nhìn về phía Tiêu Thừa Cẩn, "Tiểu Phụng Hoàng đây là ý gì? Chẳng lẽ, hoàng thượng hắn thật?" "Không được, Tiêu Thừa Cẩn, Tiểu Phụng a, ngươi nói lời này, dễ dàng để người hiểu lầm, biết không?" Lâm tổng quản nhìn xem đám người ánh mắt liền biết bọn hắn hiểu lầm cái gì. Các vị đại nhân, các ngươi chớ có nghe gió chính là mưa. Hoàng thượng long thể rất tốt. Các vị đại thần nghe vậy, lập tức yên tĩnh như gà. Lâm tổng quản, lời này của ngươi có ý tứ gì? Chúng ta nhưng không nói gì a. À. Tiêu thừa cẩn đứng người lên, lạnh lấy khuôn mặt tuấn tú nói ra. Chư vị ái khanh, trẫm sẽ có dòng giỏi, chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Chuyện hôm nay, trẫm hy vọng là một lần cuối cùng nếu như về sau ai còn dám khuyên trẫm nạp phi, gỡ chức trời đi. Các vị đại thần hai mặt nhìn nhau, không ai dám mở miệng nói chuyện, có chút đại thần thậm chí ở trong lòng thầm mắng, cả ngày nghĩ đến đem nhà mình nữ nhi đưa vào cung, lần này tốt, đem hoàng thượng cho chọc giận đi, bãi triều. Tiêu thừa cẩn lạnh lùng liếc nhìn một vòng các vị đại thần, vất tay áo rời đi, các vị đại thần quỳ xuống đất cùng hô lên, vi thần cung tiễn hoàng thượng, ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đồng thời, đều lặng lẽ lỏng, thở ra một hơi, tiểu phụng hoàng nhìn xem tiêu thừa cẩn bóng lưng rời đi, nhãn châu xoay động, a à, phi. Nó đối lưu đại nhân gắt một cái, dương cánh bay đi, lưu đại nhân lao lao ở tại trên mặt nước bọt, hô, vẫn còn may không phải là hỏa diễm, phó phân hành cáo lão hồi hương về sau, con của hắn phó dụ chi tiếp nhận ngự sử đại phu chức, đương nhiên, đây đều là tiêu thừa cẩn thu xếp hôm nay là phó dụ chi ngày đầu tiên vào triều nhìn thấy tràn cảnh này nhịn không được cười khẽ một tiếng chư vị đại nhân theo bản quan biết hoàng thượng đề xướng chế độ một vợ một chồng cho nên nạp phi một chuyện như vậy coi như thôi đi phó dụ mà nói xong sau đầu cho bọn hắn một cái cẩn thận trước họa vào thân ánh mắt các vị đại thần lấy lại tinh thần vội vàng phụ họa nói phó đại nhân nói cực phải lúc này đám đại thần chợt phát hiện một vấn đề, bách quan đứng đầu thừa tướng vị trí trống chỗ, phát hiện này, làm bọn hắn mừng thầm không thôi, ai, cũng không biết hoàng thượng dự định đề bạc ai là thừa tướng, tiêu thừa cẩn đi ra kim loan điện, đi vào phía trước chờ lấy tiểu phụng hoàng, tại tiểu phụng hoàng bay đến bên cạnh hắn về sau, hắn mở miệng khích lệ nói, tiểu phụng, làm rất tốt, tiểu phụng hoàng hừ lạnh một tiếng, bọn hắn có thể nói nói xấu ngươi, nhưng là không thể nói tỷ tỷ nói xấu, còn có, còn không đều là bởi vì ngươi không cố gắng. Tiểu Phụng Hoàng nói, khinh bỉ nhìn thoáng qua tiêu thừa cẩn, sinh đứa bé đều lao lực như vậy, cần ngươi làm gì? Tiêu thừa cẩn ho nhẹ một tiếng, tiểu Phụng yên tâm, ngươi rất nhanh liền sẽ làm bên trên thúc thúc, ai, còn phải cố gắng a? À, đúng có rảnh đi cùng nhạc phụ đại nhân thỉnh giáo một chút, chương 420, đây là đại các hiện ra, kinh thành cửa thành, bắt ngự thái tử bọn người nhìn xem sát khí hiển thị rõ ngu gia quân, đánh đáy lòng có chút trục trè, không hổ là thủ hộ kinh thành quân đội, sau biên cảnh các tướng sĩ còn hung, cố ý đến nghênh đón bọn hắn tiểu phụng hoàng đứng tại thành lâu đỉnh, đối đám người hò hét, hoan nghênh chư vị tới kinh thành làm khách, đợi lát nữa, từ ngu thống lĩnh mang các ngươi đi dịch quán, đúng. Phượng gia ta bây giờ đã là đại diễn vương triều hộ quốc thần Phượng, cho nên, mọi người xưng hô ta thần Phượng đại nhân liền tốt tiểu phụng hoàng khoe khoang ngữ khí kém chút để ngu gia quân nhóm phá công bọn hắn trong lòng cười thầm nói thần phượng đại nhân ngài tranh thủ thời gian về đi bắt ngự thái tử bọn người ngước mắt nhìn về phía cửa thành trên đỉnh tiểu phụng hoàng thuận thế nói ra thần phượng đại nhân chúng ta lại gặp mặt tiểu phụng hoàng cười hắc hắc các ngươi có hay không cảm thấy ta so với lần trước càng thêm uy phong soái khí lần trước vội vã đi đường cũng không có nước linh tuyền uống màu vàng lông vũ đều mất đi sáng bóng, hiện tại cũng không đồng dạng, kim quang lóng lánh. Lé mù mắt chó của các ngươi, đám người xu nịnh nói, thần phượng đại nhân xác thực so với lần trước gặp mặt uy phong một chút, tiểu phụng hoàng vịt một chút cánh, đa tạ các ngươi khích lệ, lập tức, nó đối ngu bắt thần nói ra, ngu thống lĩnh, ngươi dẫn bọn hắn đi dịch quán, ta trước hết hồi cung, cả đám giả vờ giả vịt hô, cung tiễn thần phượng đại nhân, tiểu phụng hoàng sau khi nghe xong, rất muốn ngửa mặt lên trời cười to. Nó nói với mình, thận trọng, thận trọng, không thể quá hả hê. Tiểu Phụng Hoàng Dương cánh bay lên, đắc ý thét dài vài tiếng, hướng phía Hoàng Cung Phương hướng bay đi. Hoàn thành nhiệm vụ hàng phó tướng đi vào ngu bắc thần trước mặt, chắp tay ôm quyền nói, ngu thống lĩnh, bắt ngự thái tử bọn người liền giao cho ngài. Mạc tướng chờ đi trước phủ tướng quân một chuyến, ngu bắc thần ôm quyền nói, giao cho bản thống lĩnh liền tốt, cáo từ hàng phó tướng bọn người trở mình lên ngựa, mang theo đi theo các tướng sĩ rời đi trước. Ngu Bắc thần nhìn xem phong trần mệt mỏi một đoàn người, tiến lên mấy bước chấp tay nói, mời chư vị cùng bản thống lĩnh tiến về dịch quán, làm phiền ngu thống lĩnh. Bác ngự thái tử vội vàng chấp tay trả lời, bác ngự quốc sư ngước mắt nhìn xem bao phủ tại kinh thành trên không tử khí, trong lòng cả kinh, đây là đại các hiện ra a, à, đây hết thảy, đều là bởi vì đại diễm vị hoàng hậu kia sao. Bắt ngự thái tử nhìn xem thần sắc ngu ngơ quốc sư, lạnh giọng nói ra, quốc sư đại nhân, lên xe ngựa đi, vâng, thái tử điện hạ. Quốc sư chắp tay thở dài về sau, quay người lên xe ngựa, tại ngu gia quân hộ tống dưới, một đoàn người hướng phía dịch quán mà đi, vĩnh lạc cung chính điện, tiểu phụng hoàng bay trở về hoàng cung, liếu ríu nói ở cửa thành biểu hiện, tỷ tỷ, ngươi là không biết, coi ta đứng ở cửa thành nói chuyện thời điểm, bọn hắn toàn bộ dùng sùng bái ánh mắt nhìn ta, đúng, bọn hắn còn cần ánh mắt tham lam nhìn ta, ai, về sau ta không thể lại đi ra rêu rao, vạn nhất bị người cho để mắt tới coi như không ổn, tiêu thừa cẩn nhìn xem nước miếng văn tung tuế tiểu phụng hoàng, lấy ra khăn gấm thay gian nhược che chắn một chút, tiểu phụng, ngươi không sai biệt lắm liền phải, nhìn ngươi cái này đắc chí bộ dáng, không bị người để mắt tới mới là lạ. gian Nhược đưa tay vuốt vuốt tiểu phụng hoàng đầu, nén cười nói, tiểu phụng yên tâm, có chúng ta ở đây, sẽ không để cho người khác đem ngươi bắt đi. Tiểu phụng hoàng mượn cơ hội rút vào gian nhược trong ngực, tỷ tỷ, ngươi nhưng phải bảo vệ tốt ta. Nó nhịn không được đắc ý nghĩ, ha ha, tỷ tỷ yêu nhất mình. Tiêu thừa cẩn kinh bỉ nhìn thoáng qua tiểu phụng hoàng, ở trong lòng nhã rảnh, cả ngày liền sẽ nũng nịu bán manh. Lâm tổng quản tiến vào chính điện về sau, không người nói ra, hoàng thượng, ngự thiện phòng cùng trạch hoa điện bên kia lão nô đã an bài tốt, tiêu thừa cẩn khẽ vuốt cầm, ngày mai, liền có thể nhìn thấy tiểu phụng hoàng trong miệng tà môn bắt ngự quốc sư, kinh thành đường đi. Mộ dung thần phụ tử nhìn xem phồn hoa vô cùng kinh thành, đáy mắt đều là vẻ hâm mộ, trong mắt bọn hắn, cái này kinh thành chính là núi vàng núi bạc đắp lên mà thành, bắt ngự kinh thành bọn hắn đi qua, nhưng là không có đại diễm kinh thành phồn hoa, có thể thấy được đại diễn quốc lực rất là cường thịnh ngô đại nhân bọn người đứng tại dịch quán bên ngoài khi nhìn đến một đoàn người xuất hiện lúc tranh thủ thời gian chuẩn bị nên đón ngu bắc thần đi vào dịch quán về sau tung người xuống ngựa ngô đại nhân bắt ngự thái tử bọn người liền giao cho ngài ngô đại nhân khẽ vuốt cầm chắp tay nói ra làm phiền ngu thống lĩnh ngu bắc thần vung tay lên đối ngu gia quân nhóm hô tất cả mọi người nghe lệnh xem thật kỹ thủ dịch quán không được xuất hiện bất kỳ sai lầm ta chờ tuân mệnh ngu gia quân nhóm đáp lại về sau nhanh chóng tản ra phân bố tại dịch quán chung quanh bắt ngự thái tử bọn người trông coi rõ ràng chính là giám thị tốt a à. được rồi tại người ta địa bàn bên trên người ta nói thế nào bọn hắn liền làm sao nghe kỹ bắt ngự thái tử ho nhẹ một tiếng không nhanh không chậm xuống xe ngựa ai rốt cục có thể thật tốt nghỉ ngơi một chút đằng sau cưỡi ngựa hai vị khả hãn liếc nhau, tung người xuống ngựa, cái này đến kinh thành, phép tắc chính là nhiều, bọn hắn vẫn không quên ở trong lòng nhã rảnh, kinh thành mặc dù rất phồn hoa, nhưng là không có bọn hắn trên thảo nguyên tự do, ngô đại nhân tại bắt ngự thái tử bọn người xuống xe ngựa về sau, mặt miễn cười đi lên trước, bản quan chính là lễ bộ thượng thư ngô thịnh, phụng hoàng thượng chi mệnh, ở đây cung nghênh chư vị, chư vị một đường vất vả. Bắt ngự thái tử cười ha ha, Ngô Đại Nhân khách khí, Ngô Đại Nhân nhìn xem trước mặt nam tử trung niên, ở trong lòng suy đoán, hắn không phải là bắt ngự thái tử đi, nghĩ đến chỗ này, hắn cười tủm tỉm nói, tha thứ bản quan mắt vụng về, ngài là, bắt ngự thái tử thẳng tắp sống lưng, dùng ngạo mạn ngữ khí nói ra, bản cung chính là bắt ngự thái tử, Ngô Đại Nhân vội vàng chắp tay, hạ quan gặp qua thái tử, điện hạ, nguyên lai thật sự là vị kia làm rất nhiều năm thái tử. Ngô Đại Nhân liếc nhìn một vòng đám người, dùng giải quyết việc chung giọng điệu nói ra, mời chư vị cùng bản quan tiếng dịch quán nghỉ chân. Người tới, đem ngựa cùng xe ngựa thu xếp tại dịch quán hậu viện, ở một bên chờ lệnh dịch tốt nhóm vội vàng chắp tay trả lời, tiểu nhân tuân mệnh, cả đám an bài tốt thuộc hạ của mình, theo thứ tự tiến vào dịch quán, dịch quán tiếp đãi đại điện, đàm tiếu ở giữa, Ngô Đại Nhân làm rõ ràng thân phận của những người này, hắn cười tủm tỉm nói, chư vị, hoàng thượng đã phân phó bên này thiện phòng căn cứ khẩu vị của các ngươi yêu thích chuẩn bị đồ ăn nếu là ăn không quen cũng có thể phân phó người một nhà đi thiện phòng chuẩn bị đồ ăn ngô đại nhân dựa theo tiêu thừa cẩn phân phó từng cái chuyển đạt cho đám người bắt ngự thái tử bọn người vội vàng biểu thị nhập gia tùy tục liền tốt ngô đại nhân cùng dịch thừa an bài tốt dịch quán sự tình đối bắt ngự thái tử bọn người chắp tay nói ra bản quan còn muốn hồi cung phục mệnh chư vị an tâm ở lại liền tốt, Ngô Đại Nhân đi thông thả, hoàn thành nhiệm vụ tiếp đãi Ngô Đại Nhân ngồi xe ngựa rời đi, dịch quán rất lớn, sắp đặt nhà lầu, nhà kho, lâm viên, chờ, bắt ngự thái tử bọn người ở tại dịch thừa dẫn dắt dưới, vây quanh dịch quán đi một vòng lớn, thật vất vả đến một chuyến, tại Kinh Thành chờ lâu một đoạn thời gian, nghe nói, kia sở tướng quân phụ tử còn tại Kinh Thành, lần này đường về, sở tướng quân phụ tử hẳn là sẽ cùng nhau về biên cảnh đi bắt ngự Quốc sư thích thanh tịnh cùng bác ngự Thái tử nói một tiếng về sau liền để dịch tốt mang theo hắn trở về phòng Quốc sư đại nhân có gì cần phân phó tiểu nhân liền tốt dịch tốt chắp tay nói bác ngự Quốc sư khẽ vuốt cầm tốt ngươi lui ra đi tiểu nhân cáo lui dịch tốt quay người rời đi khách phòng bác ngự Quốc sư đứng tại phía trước cửa sổ ngắm nhìn dưới trời chiều kinh thành thần bí hoàng hậu nương nương ngày mai chúng ta liền có thể gặp mặt